chương 281 Lưu Vân Thành, sau núi Tiêu Môn, khe núi Tư Quá. Tiêu liệt săn bắn trở về, trong tay cầm theo một con thỏ hoang hơi gầy, trên mặt cũng mang theo vui sướng nhẹ nhẹ. Hắn ngồi xuống, nghe tiếng nữ nhi luyện kiếm bên tai, bắt đầu loay hoay con mồi trong tay. Bị cấm bế ở trong này, thời gian ngắn ban đầu, Tiêu Môn còn có thể mỗi ngày đi tới đưa cơm. Hắn cũng có thể từ trong miệng đệ tử Tiêu Môn đưa cơm, ngẫu nhiên biết được một ít tình hình hiện giờ của Tiêu Môn. Sau này, tần suất đưa cơm càng ngày càng thấp, ba tháng sau, liền không có người tới đưa cơm nữa. Hiển nhiên, bọn họ bị giam cấm bế vẻn vẹn 20 năm, trong tiêu môn không hề có bất cứ người thân trực hệ nào, đã vốn không có người quan tâm tới, từ ban đầu còn có thương hại nhẹ nhẹ, cuối cùng phát triển thành tùy ý bọn họ ở sau núi tự sinh tự diệt. Cũng may, phía sau núi này cũng không phải hoàn toàn cằn cỗi, trong khu vực hắn có thể hoạt động, còn có thể tìm được một ít rau dại, ngẫu nhiên còn có thể săn được một hai con huyền thú cấp thấp ngon lành hai cha con chính là như vậy ở phía sau núi trong mỗi ngày chống đỡ đến tiêu liệt cũng từng nghĩ tới mang tiêu linh tịch rời khỏi đây không thể để cho khoảng thời gian xinh đẹp nhất của nữ nhi bị bao vây ở nơi này nhưng mà một khi trốn đi tất nhiên sẽ gặp phải đuổi giết của tiêu môn bởi vì dù sao bọn họ cũng dưới sự gợi ý của tứ công tử tiêu tông mà bị giam ở trong này hắn không sợ bản thân bị rơi vào trách phạt gì cho dù bị gắn lấy tội lớn phản bội trốn đi nhưng hắn không thể không bận tâm đến tiêu linh tịch trong khoảng thời gian này tới nay thời gian nhiều nhất mỗi ngày của tiêu linh tịch, đó là dốc lòng tu luyện, trừ bỏ nó ra, nàng cũng đúng là không có chuyện gì để làm. Trong lòng không có việc khác trừ tu luyện, cũng khiến cho nàng tương đương sắp đến tiền cảnh, hiện giờ huyền lực đã đột phá tới sơ huyền cảnh cấp 9. Tiếng kinh hô của thiếu nữ bỗng nhiên chuyển đến từ bên ngoài, tiêu liệt dừng động tác trong tay lại, nhanh chóng nhảy ra ngoài, nhìn thấy tiêu linh tịch đang ngồi dưới đất, tay ôm ngực, thanh thiết kiếm đã hơi dì xét kia bị ném sang bên. Tịch nhi, sao vậy? Tiêu liệt tiến lên, khẩn trương hỏi một thân xiêm y trắng của tiêu linh tịch đã cũ trắng bệch lại sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi gió bụi sau núi không thổi thô ra thịt của nàng nàng hiện giờ ngược lại chỗ mã càng thêm xinh đẹp tuyệt trần động lòng người ngay cả xiêm y cũ kỹ ở trên người nàng đều giống như tràn đầy linh khí chính là so với lúc trước nàng gầy đi một chút trong đôi mắt đẹp ẩn sâu một chút u buồn nhàn nhạt, nhạt khiến cho nàng giống như một tinh linh bị thương động lòng người khiến cho người ta đau lòng thương yêu con không biết tiêu linh tịch nhẹ nhàng lắc đầu nàng ôm ngực mi nhỏ không ngừng rung động ngực con mới vừa rồi đột nhiên đau quá hu thật sự đau quá ngực dáng vẻ của nữ nhi khiến tiêu liệt đau lòng một trận hắn suy nghĩ một chút nói trước đừng đứng lên có thể do con luyện kiếm quá mệt mỏi nghỉ ngơi một chút có lẽ tốt rồi vâng tiêu linh tịch thuận theo đáp ứng nàng nhíu chặt mày đau đớn giống như tràn ra từ trong linh hồn nàng toàn tâm thấu xương kèm theo đau đớn là bóng dáng vân triệt không ngừng hiện lên trước mắt và trong trái tim nàng bỗng nhiên khóc quả lên cha đau nơi này con không sợ nhưng mà con rất nhớ tiểu triệt hắn bây giờ đang ở đâu lúc hắn rời đi trên người không có bao nhiêu tiền tài thân thể lại còn yếu kém như vậy hắn có phải bị người khi dễ không hắn có phải ăn không đủ no cơm không có phải ngay cả một chỗ ngủ cũng không có không hắn có phải có phải hu hú... hu hu con rất nhớ hắn rất lo lắng cho hắn. Hai tay tiêu linh tịch bụng mặt, hu hu bật khóc lên. Từ nhỏ đến lớn, nàng và Vân Triệt đều sớm chiều ở chung. Trước khi trận biến cố kia phát sinh, bọn họ gần như không có một ngày tách ra. Nàng thậm chí cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ tới tình huống tách ra khỏi hắn. Nhưng vận mệnh bỗng nhiên đột ngột trở nên tàn khốc, khiến cho bọn họ bị ép tách. Hơn nữa chia xa thật lâu thật lâu. Chia lìa như vậy cũng khiến cho nàng cảm giác sâu sắc bên người không có hắn là một giày vò thống khổ cỡ nào. Tưởng niệm của nàng đối với hắn càng ngày càng tăng, mỗi ngày đều dựa vào liều mạng tu luyện để rời đi tâm niệm của bản thân. Nhưng ngay vừa rồi, tưởng niệm nàng liều mạng đè nén, bỗng nhiên dưới đau lòng đánh úp lại, giống như nước lũ vỡ đê ôn trào mà ra, mãnh liệt làm cho nàng không cách nào tiếp tục khống chế tình cảm, khóc nức nở, ruột gan đứt từng khúc. Tiêu Liệt thở dài một hơi, nhẹ giọng an ủi, Tịch Nhi, Triệt Nhi hắn đã trưởng thành, đã là nam tử hắn chân chính, có lẽ rời khỏi Tiêu môn cũng là một chuyện tốt đối với hắn ở bên ngoài, hắn có thể nhận được trải nghiệm, chân chính lớn lên, cho dù phải ăn chút khổ, chịu bị thương, cũng không có gì. Tịch nhi, đừng khóc, hắn ở bên ngoài sẽ biến thành kiên cường, con làm tiểu cô của nó, phải kiên, cường hơn hắn mới đúng. Chờ một ngày kia hắn trở về, con phải để cho hắn nhìn thấy con càng thêm thần thái phấn khởi hơn quá khứ, đó nhất định sẽ là chuyện khiến cho hắn vui vẻ nhất. Triệt nhi từng nói, trong vòng 3 năm nhất định sẽ trở về. Là một nam nhân cao lớn, ta tin tưởng lời hắn nói ra nhất định sẽ làm được tiêu linh tịch vẫn như cũ hu hu nỉ non nghe lời tiêu liệt nói nàng dùng sức gật đầu sau đó khẽ lau giọt lệ trên mặt nhưng tưởng niệm và thống khổ tan lòng nát dạ dâng lên trong lòng lại không cách nào bình ổn tiểu triệt ngươi đang ở đâu ta thật sự rất nhớ ngươi ta không cầu trong vòng ba năm ngươi trở về nhìn chúng ta ta chỉ cầu ngươi bình an nhất định phải bình an thiên kiếm sơn trang trước ngự kiếm đài hạ khuynh nguyệt một thân bạch y đứng yên trước hình thiên kiếm kiếm phong gào thét trên ngự kiếm đài không ngừng phất lên mái tóc dài và tay áo của nàng nhưng không cách nào dung chuyển được trong mắt của nàng nàng cứ đứng ở chỗ này như vậy thật lâu cô đơn chỉ có kiếm bay đầy trời làm bạn bầu trời bắt đầu dần dần tối xuống hoàng hôn lặng yên tiến đến kiếm phong cũng bắt đầu mang theo một chút ý lạnh một trận gió chợt thổi tới khiến mái tóc dài của nàng nhẹ nhàng phất lên trên mặt nàng lúc này phía sau nàng, một tiếng bước chân cố hết sức thả nhẹ đang từ xa lại gần, cũng quấy nhiễu tâm linh yên tĩnh của Hạ Khuynh Nguyệt. Trong mắt nàng khẽ lay động, nhìn về phía trước, nhẹ nhàng dù gì nói, phu quân, để Khuynh Nguyệt kiếp sau tiếp tục làm thê tử của ngươi. Được không? Khuynh Nguyệt khi đó, sẽ là một thê tử chân chính. Được không? Nàng nhẹ giọng nỉ non, nhanh chóng trôi đi trong tiếng gió, không có bất kỳ người nào có thể nghe được nàng xoay người sang chỗ khác phía sau một nam tử một thân bạch y phong thần như ngọc đang đứng ở đó nhìn tiên nhan của hạ khuynh nguyệt hơi thở của lăng vân hơi hỗn loạn hắn khẽ cười hành một kiếm lễ với nàng hạ tiên tử ngươi cũng đến vì tiễn đưa bằng hữu à không hạ khuynh nguyệt lắc đầu nhẹ nhàng nói ta tới vì tiễn đưa phu quân ta lăng vân chấn động toàn thân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hạ khuynh nguyệt hắn vừa muốn hỏi mình có phải nghe lầm cái gì không lại đột nhiên nhìn thấy trên cánh tay trái của Hạ Khuynh Nguyệt, không biết đeo lên một đoạn khăn đen từ khi nào. Hạ tiên tử, ngươi, ngươi vừa mới nói cái gì phu quân? Có phải lăng mỗ nghe lầm không, hoặc là, hạ tiên tử đang nói đùa với ta? Lăng Vân lấy giọng nói bình tĩnh nhất mà mình có thể phát ra nói. Chỉ có điều hai tay của hắn, đã ngầm run rẩy lên, trong lòng càng hoàn toàn hỗn loạn. Hạ Khuynh Nguyệt chưa trả lời hắn, nàng đưa cổ tay trắng noãn lên, vén mái tóc dài của mình, tay trái nhẹ nhàng quẹt qua, nhất thời, một đoạn tóc không tiếng động bị cắt ra, sau đó theo tay ngọc của nàng chia lên, vung vẩy trong ngự kiếm đài. Nhất thời, từng sợi tóc bị kiếm phong trên ngự kiếm đài mang lên, vườn quanh lượn lờ bay lượn trên hình thiên kiếm, giống như quyết luyến, cùng làm bạn gì đó. Mắt đẹp của hạ khuynh nguyệt khép kín, sau đó phi thân lên, biến mất trong tầm mắt của lăng vân. Toàn thân lăng vân cứng ngắc, thân thể vô lực té quỵ trên đất, một cặp đồng tử không ngừng có rút lại phóng đại, thiếu trang chủ của thiên kiếm sơn trang này đã từng là người mạnh nhất trong lứa trẻ tuổi lúc này lại giống như mất đi hồn phách bọn họ là phu thê vân triệt là phu quân của nàng nàng đã nàng đã lập gia đình không có khả năng không có khả năng nhất định là gạt người không có khả năng lăng vân hết lần này đến lần khác lặp đi lặp lại trong ánh mắt hiện lên vẻ tăm tối giống như niềm tin của hắn đang sụp đổ cùng một thời gian phụ thân của hắn lăng nguyệt phong cũng trong lòng hoàn toàn lo lắng Hắn đang không ngừng đi qua đi lại trước đỉnh viện của băng vân tiên cung, trong lòng lo nghĩ đến thương thế của sở nguyệt thiền, lại lung tung suy đoán nàng vì sao lại có phản ứng như vậy. Cho tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ tới, sở nguyệt thiền từ trước đến nay đều lạnh lẽo như tuyết lạnh, băng như huyền liên, nhưng lại không khống chế được cảm xúc mà phun ra máu tươi. Lấy tính tình của sở nguyệt thiền, cho dù là hạ khuynh nguyệt đệ tử hàng đầu hiện giờ của băng vân tiên cung bỗng nhiên ngã xuống, phản ứng lớn nhất của nàng cũng tất nhiên là vắng lặng đến làm cho người ta hít thở không thông trên thế giới này cũng không nên có chuyện gì có thể khiến cho nàng sinh ra phản ứng như vậy chẳng lẽ thật sự bởi vì vân triệt kia ngã xuống không không có khả năng tuyệt đối không có khả năng nhất định có nguyên nhân khác lúc hắn đang tâm phiền ý loạn cũng không chú ý tới chính là ở chỗ xa thê tử của hắn hiên viên ngọc phượng đang mắt lạnh nhìn mỗi một biến hóa trên vẻ mặt của hắn hơn nữa ánh mắt càng ngày càng lạnh càng ngày càng thất vọng Lúc này, sức nhẫn nại của Lăng Nguyệt Phong gần như đến cực hạn, không thể kiềm chế được, cắn răng một cái, tiến vào trong đình viện, sau. Đó đẩy cửa phòng chỗ Sở Nguyệt Thiền ra. Sở Nguyệt Thiền đang yên lặng nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch. Sở Nguyệt Ly đứng ở bên giường, vẻ mặt sầu lo và bất an, liếc nhìn lão nhân già nua đang đặt ngón tay lên trên mạch đập của Sở Nguyệt Thiền. Cửu mục bà, bà năm nay đã hơn 190 tuổi, luận bối phận, nàng còn cao hơn trang chủ Lăng Nguyệt Phong vài đời. Luận y thuật, nghe nói nàng hoàn toàn không hề thua cổ thu hồng được xưng là thần y hàng đầu thương phong, chính là nàng không màng danh lợi, cả đời chưa bao giờ bước chân ra khỏi thiên kiếm sơn trang, trong đế quốc, đê diều không có bao nhiêu người biết tên của nàng. Cửu mục bà bà, tình huống của băng thiền tiên tử như thế nào? Lăng Nguyệt Phong ân cần hỏi. Đối mặt với cửu mục bà bà, tư thái của hắn rõ ràng mang theo kính trọng. Cửu mục bà bà rời ngón tay khô gầy khỏi cổ tay tuyết của sở Nguyệt Thiền. Cầm lấy quải trượng, còng lưng đi về phía trước vài bước, phát ra âm thanh khàn khàn khó nghe giống như giấy giáp ma sát, nàng ta cũng không đáng lo ngại, sở dĩ hôn mê, chẳng qua vì tinh thần nhận lấy kích thích vĩ đại, bi cực công tâm, tâm huyết nghịch lưu, không mất bao lâu, sẽ tỉnh lại. Vậy thì tốt. Lăng Nguyệt Phong gật đầu, nỗi lòng vẫn hoàn toàn lo lắng như trước. Chỉ có điều, nàng ta tu luyện huyền công hệ băng nhiều năm, thân thể ngũ tạng vô cùng lạnh, lại cứ tiếp tục kéo dài như vậy, chỉ sợ thai nhi trong bụng không cách nào bảo vệ được. Cửu mục bà bà thản nhiên nói. Một câu nói cuối cùng, giống như tiếng sấm vang lên bên tai sở nguyệt ly và lăng nguyệt phong sở nguyệt ly vội vàng nói không có khả năng cử mục bà bà người nhất định nhìn lầm rồi tỷ tỷ ta chưa bao giờ tiếp xúc với nam tử vốn không có khả năng có thai nhi gì đúng vậy cử mục bà bà người lần này nhất định lầm rồi tiên tử của băng vân tiên cung không kết hôn băng thiền tiên tử vốn không có khả năng có thai nhi gì lăng nguyệt phong cũng lập tức nói hừ đối mặt với hai người chất vấn Cửu mục bà bà lộ vẻ mặt tức giận, nàng dùng sức gõ quải trượng trên mặt đất, khàn khàn nói, lão thân theo y 189 năm, quái bệnh kỳ thương gì mà chưa từng trị, người lão thân trị bệnh còn nhiều hơn người các ngươi đã từng gặp, chẳng lẽ còn kiểm tra sai chuyện một nữ nhân có mang thai hay không? Hừ, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đối với nhân vật cấp bậc như cửu mục bà bà mà nói, ở chuyện đơn giản đến không thể đơn giản hơn mà hoài nghi nàng, là vũ nhục vĩ đại đối với y thuật và nhân cách của nàng nàng chẳng thèm nói thêm cái gì chống quải trượng đi ra ngoài lưu lại sở nguyệt ly và lăng nguyệt phong hoàn toàn há hốc mồm không có khả năng tuyệt đối không có khả năng tỷ tỷ sao có thể sẽ a à. tỷ 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 tỉ đã tỉnh khi sở nguyệt ly đang lo sợ không yên đột nhiên thấy sở nguyệt thiền ở trên giường không biết đã mở mắt từ khi nào nàng vội vã đến bên giường tỷ 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 không sao chứ có chỗ nào không thoải mái không vừa rồi cử mục bà bà nói nói tỉ mang thai. Đối mặt với lời sở nguyệt ly nói, trong mắt sở nguyệt thiền thoáng giật giật, không hề có chút phản ứng. Khi cử mục bà, bà bắt mạch cho nàng, nàng cũng đã tỉnh lại, câu nói tiếp theo, nàng nghe được toàn bộ vào trong tay. Nàng trong sợ run, chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng sờ lên trên bụng mình. Đây gần như là phản ứng theo bản năng, mà bất cứ nữ tử nào nghe được bản thân có bầu sẽ có. Ánh mắt nàng, còn có động tác này của nàng, là cam chịu rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn. Sở Nguyệt Ly như bị sét đánh, đầu óc ong một tiếng. Còn Lăng Nguyệt Phong lại trực tiếp lảo đảo về phía sau một bước, toàn thân run rẩy, giống như nghe thấy sấm sét giữa trời quang. Tỉ tỉ, tỉ. Sở Nguyệt Ly đã hoàn toàn nín thở, nhìn tay Sở Nguyệt Thiền đặt lên trên bụng, trái tim nàng gần như đã muốn nhảy ra từ trong lồng ngực. Chuyện gì cũng đừng hỏi. Sở Nguyệt Thiền nặng nề hít một hơi, giọng nói vô cùng lạnh lẽo, lập tức rời khỏi nơi này, về Băng Vân Tiên Cung. Được, được. Sở Nguyệt Ly trong lòng đại loạn chỉ có thể gật đầu. Băng Thiền Tiên Tử, nàng, hài tử trong bụng nàng là của ai? Nàng mang thai hài tử của ai? Lăng Nguyệt Phong thở hổn hển, cùng một vấn đề, hắn hỏi liên tiếp hai lần, hiển nhiên trong lòng đã long trời lở đất. lấy tư cách và từng trải của cử mục bà bà, việc này quả quyết không có khả năng kiểm tra sai. Hơn nữa phản ứng của Sở Nguyệt Thiền, hắn đã không cần phải đi hỏi dò xác nhận nàng rốt cuộc có phải thật sự mang thai hay không, hắn hiện giờ điên cuồng muốn biết, hài tử kia rốt cuộc là của ai. Rốt cuộc là ai, lại làm sở nguyệt thiền. Hắn năm đó khổ luyến sở nguyệt thiền, vì vậy mà tự hạ mình, mất hết tôn nghiêm, cũng trong suốt hơn 10 năm sau đó ngay cả một lần gặp mặt sở nguyệt thiền, cũng chưa từng gặp được. Tuy rằng hắn cuối cùng trở lại Sơn Trang, cưới hiên viên Ngọc Phượng có xuất thân kinh người, nhưng trong lòng, lại chưa từng tiêu tan mất bóng dáng sở nguyệt thiền. Sở nguyệt thiền trở thành, một giấc mộng cực kỳ tốt đẹp lại không cách nào thực hiện ở trong lòng hắn mà giấc mộng không cách nào thực hiện lại vô hạn tốt đẹp này là bởi vì hắn vốn tưởng rằng mộng này vĩnh viễn đều khó có người có khả năng thực hiện được như vậy giấc mộng về sở nguyệt thiền cũng sẽ vĩnh viễn không có tỷ vết tồn tại ở trong tâm hải của hắn nhưng hiện giờ giấc mộng này hoàn toàn nát vụn thời niên thiếu hắn được công nhận là tài tuấn hạng nhất không người có thể bằng hiện giờ hắn là bá chủ thế lực hạng nhất ở thương phong đế quốc hoàn toàn xứng đáng là người hạng nhất thương phong. Ở trong mắt vô số huyền giả, là cao không thể chạm, tồn tại giống như thần, cho dù hoàng đế nhìn thấy hắn, đều phải cung kính. Đời này chuyện hắn hao phí tâm lực, chút xuống nhiều tình cảm nhất, đó là theo đuổi sở nguyệt thiền, lại kết thúc thảm bại. Vốn, đối với kết quả này, hắn tiếc nuối vô hạn, nhưng cũng không quá mức đau lòng, bởi vì đệ tử của băng vân tiên cung xưa nay đều không kết hôn, mà ngay cả nữ nhân hắn đều theo đuổi không được, toàn bộ thương phong đế quốc cũng không thể còn có người theo đuổi được nhưng hiện giờ hắn thế mà lại chính tay nghe được chính mắt chứng thực nàng có thai đả kích trong khoảnh khắc này giống như tâm hải bị đánh xuống cửu thiên huyền lôi đánh phá toàn bộ ảo tưởng khát khao tôn nghiêm ngạo khí của hắn thành mảnh nhỏ sở nguyệt thiền không nhìn hắn giọng nói lạnh lùng như tuyết giống như trong quá khứ đây là chuyện của chính ta lăng trang chủ không cần hỏi đến nơi này là chỗ ở của ta không phải là nơi ngươi nên ở đi ra ngoài sở nguyệt thiền cự người ngoài ngàn dặm giống như lạnh như băng không gì tình cảm, Lăng Nguyệt Phong lại quá quen thuộc. Hắn nghĩ đến phản ứng khác thường của Sở Nguyệt Thiền ở ngự kiếm đài, một khả năng khiến cho hắn cảm thấy vớ vẩn đến cực điểm xuất hiện trong lòng hắn. Hắn thất thanh nói, chẳng lẽ, chẳng lẽ là nàng và Vân Triệt? Không, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, tuyệt đối không thể nào như vậy. Hai chữ Vân Triệt đau nhói thật sâu trái tim Sở Nguyệt Thiền, khiến trên người nàng bộc phát ra ý lạnh thấu xương, ta mang hài tử của ai, còn chưa tới lượt người quản lập tức cút ra ngoài cho ta trong lòng lăng nguyệt phong run lên hoàn toàn bi ai lạnh lẽo đầu óc trong lúc hỗn loạn gần như mất đi năng lực suy xét hắn thở dài một tiếng xoay người sang chỗ khác vô cùng cô đơn rời đi khi hắn sắp đạp cửa phòng sở nguyệt ly gấp giọng nói lăng trang chủ chuyện hôm nay sự tình liên quan đến danh dự của tỷ tỷ và băng vân tiên cung ta xin người nhất thiết phải ngậm miệng xin nhờ bước chân lăng nguyệt phong khựng lại sau đó chậm rãi gật gật đầu đi ra ngoài ra khỏi đình viện lăng nguyệt phong mất hồn mất vía đi một lúc lâu tâm tình mới cuối cùng bình tĩnh một chút hắn dừng bước ngửa đầu nhìn trời yên lặng thở dài một hơi trong lòng hắn rất rõ ràng chuyện này có lẽ là một phen đả kích nặng nề nhất trong đời hắn trận đả kích này dập nát ảo tưởng tốt đẹp trong lòng hắn cũng khiến cho hắn lần đầu tiên trong đời sinh ra cảm giác bị thất bại vô cùng dày đặc thậm chí còn có một khoát nhục không cách nào nói ra ha <laughs> ha thật sự là buồn cười ngươi khổ công theo đuổi sở nguyệt thiền 10 năm nhưng ngay cả mặt nàng ta cũng không gặp được một lần. Qua mấy thập niên, ngươi vẫn còn nhớ mãi nàng ta không quên. Nàng ta trước giờ không thèm liếc mắt nhìn ngươi một cái, ngược lại tình nguyện tàng tiệu cùng một chỗ với một hậu bối, còn có thai. Thật sự là chuyện đáng cười. Lăng Nguyệt Phong, ngươi có cảm thấy mình thật uất ức không? Âm thanh chói tai truyền đến từ phía sau hắn, Lăng Nguyệt Phong xoay người lại tỏ vẻ kinh ngạc và phẫn nộ nhìn chính thê hiên viên ngọc phượng của mình. Hắn kinh ngạc thê tử luôn luôn dịu dàng lại, có thể nói ra lời nói chói tai khó nghe như thế, trong lòng vốn gắt gao đè nén phẫn nộ cũng bởi vì mấy câu nói này của nàng mà bùng lên câm miệng lăng nguyệt phong tức giận nói ngươi thế mà lại nghe trộm chúng ta nói chuyện chuyện này chuyện này đều không hề liên quan gì đến ta và chúng ta chuyện nàng ấy có thai không nhất định là thật cái gọi là cùng vân triệt càng là lời nói vô căn cứ quên tất cả những gì ngươi nghe được đi không được nói với bất cứ người nào lăng nguyệt phong gầm xong giống như cảm thấy giọng điệu của mình quá nặng nhưng tức giận đầy lòng Hắn cũng không muốn nói thêm điều gì, hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Sắc mặt Hiên Viên Ngọc Phượng tím lại, tức đến toàn thân phát run, Lăng Nguyệt Phong, đến nước này, ngươi còn lại bảo vệ nàng ta? Ngươi đối với nàng ta, đúng là dùng tình đủ sâu. Đó, ngươi rõ là chọc ta. Ngươi không muốn để chuyện này bị người biết, ta liền cố tình để cho người ta biết. Ta còn muốn khiến tất cả mọi người trong toàn thiên hạ biết Hiên viên Ngọc Phượng đang giận oán, chợt thấy Lăng Vân đang đi về phía bên này, bước chân chậm chạp, mất hồn mất vía. Chân mày nàng vừa động, áp chế tức giận, đi tới, nói: "Vân Nhi, con làm sao vậy? Sao tinh thần lại kém như vậy?" "Mẫu thân." Lăng Vân gọi một tiếng, sau đó cô đơn cười, con từ nhỏ si kiếm, lòng không có việc gì khác, vốn tưởng rằng cả đời sẽ không sinh tình với nữ tử, nhưng mà, gần đây con lại thích một nữ hài, ngày nhớ đêm mong, không thể tự kiềm chế hiểu con không ai bằng mẹ trạng thái khác lạ của lăng vân hiên viên ngọc phượng đã sớm nhìn thấy rõ ràng rành mạch nàng thầm than một tiếng an ủi người con thích chắc là hạ khuynh nguyệt đi nếu con thật lòng thích không nàng không cưới mấy ngày nữa nương liền đi băng vân tiên cung cầu hôn cho con quản gì mà quy củ đệ tử của băng vân tiên cung không lấy chồng vân nhi của nương liền không có nữ nhân nào không xứng với băng vân tiên cung không đáp ứng nương liền cướp cũng đoạt đến cho con tuyệt đối không để cho con giống như hừ, uất ức giống như cha con. Lăng Vân chua sót lắc đầu, đã là quá chậm, nàng đã lập gia đình. Cái gì? Hiên viên Ngọc Phượng ngạc nhiên trong lòng, làm sao có thể? Nữ nhân của băng vân tiên cung trước giờ không lấy chồng, nàng ta làm sao có thể đã lập gia đình? Mẫu thân, người còn nhớ rõ, một năm trước kia, bên tiêu tông từng truyền ra tin tức một nữ đệ tử mới tiến vào băng vân, tiên cung đã lập gia đình không? Lúc đó bởi vì chẳng qua chỉ là một nữ đệ tử phổ thông mới tiến vào, không ai để trong lòng nhưng mà hiện giờ con mới biết được người nữ đệ tử kia chính là hạ khuynh nguyệt người nàng ấy gà cho lại vừa vặn là vân triệt vừa mới ngã xuống nàng ấy còn để tang vì hắn còn vì hắn mà cắt tóc đoạn tình trong lòng không có khả năng dung nạp người khác lăng vân nói xong thống khổ nhắm hai mắt lại nếu như hắn là một người lạm tình giờ phút này nhiều lắm chỉ là tâm tắc mất không bao lâu sẽ tan thành mây khói nhưng đối với một kiếm si mà nói một lần động tình thật sự quá khó khăn hơn nữa thường thường cả đời chân chính động tình thường thường cũng chỉ có một lần như vậy thế mà lại còn có chuyện này nhìn dáng vẻ lăng vân hiên viên ngọc phượng đau lòng một trận thật sâu vân triệt thế mà lại là vân triệt vân triệt này thật đúng là thủ đoạn thông thiên còn có băng vân tiên cung ngươi hại phu quân của ta còn chưa xong hiện giờ lại còn hại con ta sau biến cố trên ngự kiếm đài hoàng hôn ngày đó lăng khôn liền rời khỏi thiên kiếm sơn trang Băng Vân Tiên Cung cũng rời đi sau đó, không chào hỏi bất cứ kẻ nào. Dạng sáng ngày hôm sau, Thương Phong Hoàng Thất cũng sớm rời đi, cũng không chào hỏi bất cứ kẻ nào, không phải bọn họ thất lễ, hơn nữa vốn không có tâm tình gì lại đi từ biệt thiên kiếm Sơn Trang. Bốn người mang theo một hy vọng mà đến, dưới lực lượng của một mình Vân Triệt, khiến cái tên của Thương Phong Hoàng Thất lần lượt vang lên trên chiến trường bài vị chiến, nhưng khi trở lại, lại chỉ còn lại có hai người, mang về, là vinh dự nhiễm lấy đau thương vô tận. Lúc rời đi, Thương Nguyệt đã không khóc lóc, không đau thương, cũng không có nước mắt, bình tĩnh đáng sợ, giống như cả trái tim đều đã theo vân triệt rời đi, chỉ còn lại một thể xác không có tình cảm. Khiến Tần Vô Thương được an ủi chính là, nàng cũng không làm ra hành động cực đoan, cũng không nói ra lời nói cực đoan, bởi vì nàng còn phải đi về thủ hộ phụ hoàng kéo dài hơi tàn. Nếu như phụ hoàng của nàng cũng qua đời, như vậy trên thế giới này, nàng thật sự không có gì vướng mắc. Nhưng mà, ai cũng không ngờ rằng chính là theo bài vị chiến kết thúc, hai cái tên Vân Triệt và Hạ Khuynh Nguyệt dâng lên oanh động ở Thương Phong Đế quốc còn chưa bình ổn, một luồng oanh động như gió bão lớn hơn nữa lại buông xuống Thương Phong Đế quốc, dẫn phát lên sóng to gió lớn trước nay chưa từng có, cũng khiến cho cái tên Vân Triệt này trở thành nổi tiếng, không ai không biết. Băng Nguyệt Tiên tử Hạ Khuynh Nguyệt sau khi xuất hiện ở Thiên Trì bí cảnh, huyền lực lại đã là vương huyền cảnh. Không sai, thật sự là vương huyền cảnh, đây là tin tức người đại tông môn chứng thực. Ông trời của ta, nghe nói nàng hiện giờ không chỉ có danh hiệu đệ nhất mỹ nữ còn là cường giả đệ nhất không người có thể bằng hoàn toàn xứng đáng với tương lai của thương phong đế quốc ta hoài nghi nàng có phải là tiên nữ hóa thân không diện mạo xinh đẹp làm cho người ta khó có thể tin thiên phú và kỳ ngộ càng cao đến không cách nào hình dung các ngươi nghe nói không hôm vân triệt xuất hiện ở thiên trì bí cảnh lại rơi xuống ở ngự kiếm đài trong thiên kiếm sơn trang hai chuyện này còn có ai không biết lại vì một phế vật nghe nói chỉ có sơ huyền cảnh mà chôn vùi chính mình hai thật đúng là trời cao đố kỵ anh tài khó khăn lắm mới xuất hiện một thiên tài siêu cấp không có bối cảnh tông môn khiến cho chúng ta hãnh diện lại cứ ngã xuống như vậy lại xuất hiện một người khác không biết là bao nhiêu năm sau cái gì băng thiền tiên tử của băng vân tiên cung có thai chuyện này 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 không sai chuyện này chuyển khắp nơi nơi nghe nói là từ thiên kiếm sơn trang truyền ra không phải giả dối còn nghe nói, đó là hài tử của băng thiền tiên tử và vân triệt. Nghe nói sau khi vân triệt gặp chuyện không may ở ngự kiếm đài, băng thiền tiên tử liền nổi điên, còn hộc máu ngay tại chỗ. Nếu không phải tất cả mọi người đều nói như vậy, ta từ đầu cũng không dám tin. Còn có tin tức càng bùng nổ hơn. Băng nguyệt tiên tử hạ khuynh nguyệt lại vào lúc 16 tuổi đã lập gia đình, mà người nàng gả cho, lại chính là vân triệt. Trận chiến cuối cùng ở bài vị chiến, vốn chính là một đôi phu thế này đối chiến. Đây là sự thật thiên chân vạn sát vào năm trước từng có tin tức nói một nữ đệ tử của băng vân tiên cung ngoại lệ lập gia đình hiện giờ bên tiêu tông kia hoàn toàn chứng thực nữ đệ tử trước kia lập gia đình tên gọi là hạ khuynh nguyệt người gả cho cũng chính là vân triệt nghe nói ở thiên kiếm sơn trang có người tận mắt nhìn thấy nàng để tang vì vân triệt đệ nhất mỹ nữ năm đó và đệ nhất mỹ nữ hiện giờ lại một người bị vân triệt làm mang thai một người vốn là lão bà của hắn má ơi năm đó bao nhiêu người khổ luyến băng thiền tiên tử sở nguyệt thiền trong đó còn bao gồm trang chủ thiên kiếm, sơn trang lăng nguyệt phong và tông chủ tiêu tông tiêu tuyệt thiên, lại không có ai có thể để cho nàng liếc mắt nhìn một lần, lại bị vân triệt làm mất, còn có băng nguyệt tiên tử, lại còn đẹp hơn tiên tử cung trăng. Ta thật sự muốn thay thế vân triệt đi tìm chết. Đây còn không dừng lại, ngay cả công chúa duy nhất của thương phong hoàng thất chúng ta. Thương nguyệt công chúa cũng bị hắn bắt lấy. Ở trong thiên kiếm sơn trang, chính là không phải là kẻ mù, đều nhìn rõ ràng, Nghe nói phần Tuyệt Thành còn bởi vì vậy mà muốn ám sát Vân Triệt, ở trong thiên trì bí cảnh, nhưng không thành công. Vân Triệt này, quả thật châu bò đến không có thiên lý. Đoán chừng lão thiên gia đã nhìn không được, có thế mới giết hắn. Quả thật là yêu nghiệt nhân thế, tai họa cho môn dân. Vì sao ta không phải là Vân Triệt? Cái tên Vân Triệt này, chấn động kiểu khơi ra rồi bùng nổ ở trong thương phong đế quốc. Đi 10 bước, ít nhất có thể nghe được cái tên Vân Triệt này 7-8 lần, nếu hắn chỉ đơn giản ngã xuống mọi người sẽ vì vậy mà tiếc hận, tiếc nuối thật sâu. Thậm chí sẽ còn có vô hạn huyền giả trẻ tuổi sùng bái gào khóc, nhưng lại thêm tin đồn về thương nguyệt công chúa. Băng thiền tiên tử, băng nguyệt tiên tử, tính chất kia nhất thời hoàn toàn khác. Mọi người, nhất là nam nhân khi bàn luận về hắn, cúng bái, hâm mộ, ghen tị, khiếp sợ, oán giận. Trong âm điệu có thể nói tột đỉnh. Mà lúc này, dưới ngự kiếm đài ở thiên kiếm Sơn Trang, một không gian tối đen, tiêu điểm của dư luận ở thương phong đế quốc, Vân Triệt như người chết yên lặng mấy ngày, cuối cùng khó khăn mở mắt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây là... Nơi nào? Ta còn... Không chết sao? Ánh mắt của Vân Triệt, gian nan mở ra một kẽ hở nhỏ. Đây là một không gian nặng nề, đầy dẫy mùi hôi thối. Trong bóng đêm lộ ra từng luồng từng luồng ánh sáng nhẹ nhẹ không biết, từ chỗ nào xuyên vào, có thể mơ hồ nhìn thấy chung quanh. Toàn thân hắn nặng nề mà đau nhức, nhất, nhất là phía sau lưng, đau toàn tâm thấu xương mà đau nhức này khiến cho hắn ở trong sương mù kinh hỉ một trận, bởi vì còn có thể cảm nhận được bộ phận bị đau, ít nhất chứng minh nơi đó không bị phế bỏ. Người cuối cùng đã tỉnh, giọng nói như chút được gánh nặng của mặt lỵ truyền đến, tuy rằng vân triệt mới vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng oán khí của mặt lỵ vẫn như cũ liền bùng nổ. Người có từng đếm không? Chỉ trong thời gian chưa đến hai năm, người đã chết bao nhiêu lần? Người luôn tùy ý làm bậy, vì mục đích của mình mà hoàn toàn không để ý đến mạng sống mỗi một lần đều để ta bỏ ra giá lớn vĩ đại bảo vệ tính mạng của ngươi. Ta đã để ta tự phong tỏa lực lượng, cho ngươi cảm giác không ỉ lại được, ngươi sẽ cẩn thận mọi chuyện, không nghĩ tới, người khác không đi tổn thương ngươi, ngươi lại tự mình đưa lên chịu chết. Nếu ngươi không phải có thêm đại đại phù đồ quyết bảo hộ, và thân thể được máu long thần tôi luyện, ngươi cũng sớm đã đều chết hết. Ngươi rốt cuộc có biết yêu quý mạng của mình không? Ta là người đúc lại huyền mạch cho ngươi, dạy ngươi thần quyết, lần lượt thừa nhận hậu quả độc phát cứu mạng của ngươi ký thác toàn bộ hy vọng vào trên người ngươi. Ngươi chính là đối đãi với mạng của mình như vậy, chính là báo đáp ta như vậy sao? Mạt Lệ càng nói càng tức giận, tất cả lo lắng, sợ hãi và oán khí mấy ngày này vì Vân Triệt thức tỉnh mà lên toàn bộ, mắng hắn đến máu chó đầy đầu. Vân Triệt khó khăn lắm mới từ trên con đường tử vong bò, tới hồi lâu không dám lên tiếng, chỉ chờ nàng mắng mệt mỏi rồi, mới yếu ớt nói, Mạt Lệ, là ta sai lầm rồi, ta biết mình không nên xúc động, nhưng khi nhìn thấy nguyên bá gặp chuyện không may, ta vốn không quản được bản thân. Sời! Đau quá! Phù! Nếu như, lúc trước người xảy ra chuyện là ngươi mà nói, ta cho dù biết rõ sẽ chết, cũng giống vậy sẽ. Làm như vậy! Hừ! Mặt lị lạnh giọng khinh thường nói, nửa chết nửa sống. Mà ngươi lại còn không quên thi triển hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt nữ hài tử. Không được nói nữa, lập tức ngừng thở, không nên động đến huyền lực gì, toàn lực điều động máu long thần và đại đạo phù đồ quyết chữa trị thương thế. Yêu nhân này biết ngươi không tắt thở, nhưng vài ngày này vẫn không ra tay giết ngươi, giống như trong nhàm chán muốn nhìn xem ngươi có thể tỉnh lại hay không. Nếu hắn biết ngươi đã tỉnh, rất có khả năng sẽ ra tay giết chết ngươi. Cho nên, trước khi hắn phát hiện ra ngươi đã tỉnh lại, ngươi phải áp chế được thương thế sau lưng, cũng tích tụ ra lực lượng có thể thi triển một lần tinh thần toái ảnh. Lời mặt lị nói, Vân Triệt vừa nghe liền rõ ràng, hắn chặn hô hấp, ánh mắt khẽ động, nhìn về phía kết giới bên cạnh thiên uy chấn hồn trận, chỉ cần có thể thi triển một lần tinh thần toái ảnh, nháy mắt thoát khỏi ra ngoài kết giới, như vậy, yêu nhân này cho dù muốn giết hắn cũng không thể nào. Chỉ cần hơi động một chút huyền lực, liền vô cùng có khả năng khiến vết thương nghiêm trọng trên người tăng lên, còn sẽ liền kinh động đến yêu nhân. Mà đại đạo phù đồ quyết là lấy ý niệm phát động, không có hơi thở gì, điều động máu long thần càng không cần phải nói. Vân triệt một lần nữa nhắm hai mắt lại, toàn thân vẫn không nhúc nhích, hô hấp càng áp chế tới cực điểm tuy rằng trên người vô cùng đau nhức nhưng thống khổ như thế còn không đến mức để cho hắn phát ra tiếng vang gì ban đầu tổn thương của hắn cực kỳ nặng cho dù có đại đạo phù đồ quyết và máu long thần hộ thân cũng khiến cho hắn cách tử vong chỉ kém một vạch thẳng năm ngày hôn mê đổi lại là người thường thương thế tất nhiên nhanh chóng chuyển biến xấu đừng nói năm ngày không đến năm canh giờ liền phải chết không thể nghi ngờ nhưng có đại đạo phù đồ quyết đến từ hoang thần thời gian năm ngày này thương thế của vân triệt chẳng những không tăng lên ngược lại còn thong thả hồi phục tồn tại của máu long thần cũng tăng nhanh tốc độ khôi phục trên mức độ rất lớn thương thế lúc này của vân triệt đã không còn là thương tổn gần chết mà là cấp bậc trọng thương ngay cả xương sống lưng của hắn bị nện gãy đều lặng yên chữa trị trong năm ngày này một lần nữa liên kết cùng một chỗ vân triệt tỉnh lại theo ý niệm của hắn thúc giục đại đạo phù đồ quyết vận chuyển càng thêm nhanh chóng đã trong lúc im hơi lặng tiếng khiến cho nội ngoại thương của hắn lấy tốc độ nhanh hơn khôi phục nếu như ta đã nhặt được một cái mạng trở về. Như vậy, ta liền muốn dốc hết toàn lực sống sót cho tốt. Tuyệt đối không thể chết được. Thời gian chậm rãi chảy qua trong yên lặng. Trừ bỏ tiếng tim đập của mình, Vân Triệt không nghe được tiếng vang gì khác. Phía sau Thủy Trung không truyền đến động tĩnh của yêu nhân. Giống như trong không gian tối tăm này chỉ có một mình hắn. Nhưng hắn dưới suy yếu cực độ, vẫn như cũ có thể mơ hồ cảm giác được mâu quang dọa người kia của yêu nhân thỉnh thoảng đảo qua thân thể hắn. Cuối cùng, một giọng nói khàn khàn vang lên, thật là một tên kỳ quái, bị thương như vậy, qua tròn 5 ngày còn chưa chết. Ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn cuối cùng có thể tỉnh lại hay không. Chỉ có điều cho dù có thể tỉnh lại, cũng không có khả năng sống tiếp. Yêu nhân lầm bầm lầu bầu, chứng minh hắn còn không phát hiện ra mình đã tỉnh lại. Tâm thần vân triệt khẽ thả lỏng, một lần nữa điều chỉnh hô hấp, tập trung tinh thần, dưới ý niệm muốn sống, cấp tốc vận chuyển đại đạo phù đồ quyết. Một ngày, hai ngày, Ngày thứ ba, thương thế trên người Vân Triệt vẫn nghiêm trọng như cũ, nhưng đã chữa trị đến mức khẽ động huyền lực sẽ không đến mức nứt toát, và lại thân thể đã không còn nặng nề như vậy. Bên trong huyền mạch cũng đã tụ lên đủ huyền lực, hắn mở mắt, nhìn tầng ánh sáng kết giới màu vàng lóng lánh kia, hai tay lặng yên nắm chặt. Thời cơ đã không sai biệt lắm. Tiến lên. Mạt Lệ vừa dứt lời, Vân Triệt đã mạnh mẽ hít một hơi, tinh thần toái ảnh nháy mắt phát động, vẻn vẹn nằm sấp 8 ngày, hắn giống như thi thể nhất thời giống như một tia chớp xông về phía trước, trong xoẹt một tiếng xông ra khỏi kết giới nặng nề ngã rơi ra ngoài kết giới lại dưới quán tính lăn ra rất xa sau đó mới cuối cùng dừng lại hắn quỳ dạp trên mặt đất lúc thì há to miệng thở dốc khi lại bị đau đến nhe răng trợn mắt vân triệt hiện giờ mới chân chính là sống lại một kiếp lúc trước tuy rằng hắn tỉnh lại nhưng vẫn luôn ở dưới bóng ma của yêu nhân chỉ cần yêu nhân khẽ động chút ý niệm hạ sát thủ với hắn hắn liền phải chết không thể nghi ngờ mà bây giờ hắn chẳng những thương thế chuyển biến tốt đẹp cũng hoàn toàn thoát khỏi yêu nhân nắm trong tay. Yêu nhân chợt ngẩng đầu, trong bóng đêm một đôi mắt lóe lên ánh sao làm cho người ta sợ hãi, hắn ngửa đầu cười ha ha, ha ha. Không nghĩ tới, ta trong lúc vô tình thế mà lại mang vào đây một tên tiểu tử kỳ quái, bị thương, nặng như vậy, chẳng những qua 8 ngày cũng không chết, lại còn hoàn toàn giấu giếm được ta chữa khỏi vết thương, cuối cùng còn chơi ta một phen. Trừ bỏ đám cầu tạp chủng thiên uy kiếm vực kia, người có thể chơi ta, ngươi vẫn là người đầu tiên một tinh thần toái ảnh, rút sạch lực lượng toàn thân vân triện, hắn há to mồm thở dốc hồi lâu, mới cúi đầu nói, yêu nhân, ta. Ngược lại không dễ dàng chết như vậy. Hừ, thật sự không biết trời cao đất rộng, ngươi cho rằng hiện giờ có thể vô tư sao. Yêu nhân sẽ động xích sắt, dùng âm thanh đáng sợ gầm nhẹ nói, chỗ này, có hình thiên kiếm chấn áp, mỗi một lần phải mất 20 năm, mới có thể mở ra một lần. Ngươi có năng lực khôi phục ý thức thì như thế nào? Ngươi cho dù có năng lực chữa khỏi thương tổn thì như thế nào, nơi này không hề có đồ ăn, cũng không có nguồn nước, lấy tu vi huyền lực của ngươi, chẳng lẽ ngươi hồn nhiên cho rằng mình có thể ở trong này sống qua 20 năm? Không, không cần chờ 20 năm. Có một phương pháp, có thể để cho ta đi ra ngoài. Vân Triệt nhìn chằm chằm vào yêu nhân, cắn răng nói, chính là giết ngươi. Hình thiên kiếm kia chấn áp thân thể linh hồn ngươi, mà chỉ cần ngươi chết, hình thiên kiếm sẽ tự động giải trừ chấn áp. Ta có thể từ nơi này đi ra ngoài. Một điểm này, đương nhiên không phải do bản thân Vân Triệt nhìn ra được, mà là mặt Lị nói cho hắn biết. Vây khốn yêu nhân, đương nhiên không phải là tinh vẫn chi liên. Tinh vẫn chi liên tồn tại là vì phong tỏa hành động tứ chi của hắn, mà cố định hắn ở đó, là hình thiên kiếm. Yêu nhân sửng sốt, sau đó lại lần nữa cười ha ha, ha ha. Thật là tiểu tử có thú vị, ngươi nói một chút cũng không sai. Chỉ cần ngươi có thể giết ta, ngươi có thể đi từ nơi này ra. Chỉ tiếc, ngươi vốn không có khả năng sống đến một ngày có thể giết chết ta ta nhất định sẽ giết ngươi. Vân Triệt cắn răng, âm ngoan nói, trong mắt nhìn về phía yêu nhân tràn đầy thù hận. Yêu nhân này nổi điên dưới kích thích của Lăng Khôn, thiếu chút nữa giết hạ Nguyên Bá, lại khiến hắn thiếu chút nữa ngã vào luyện ngục, hiện giờ tuy rằng không chết, nhưng bị giam cầm ở nơi này, sinh tử không do bản thân, tất cả đều do yêu nhân tạo thành, hắn quả thật căm thù đến tận xương tủy. Hắn có thể dự tính, người bên ngoài nhất định đều cho rằng hắn đã chết, hậu quả chính là người thân đau khổ kẻ thù khoái trí giống vậy đều do yêu nhân này ban tặng cho ta đây ngược lại muốn nhìn xem người muốn giết ta như thế nào yêu nhân cùng tiếu dưới tóc bạc sám trăng gương mặt khô héo lại lộ ra vẻ hưng phấn dữ tợn chỉ có tối tăm buồn tẻ cô tịch đáng sợ này không khác gì luyện ngục nơi này đối với văn triệt mà nói là rơi vào vực sâu còn đối với yêu nhân mà nói nơi này thêm một người quả thật không khác nào thiên đường trong địa ngục hiện giờ nếu hắn có thể tự tay đụng chạm vào vân triệt đều không nhất định nỡ lòng giết vân triệt rồi ngươi có vẻ rất hận ta không sai sao ngươi có thể không hận ta vậy ngươi liền thỏa thích hận đi để ta nhìn xem hận thù của ngươi có thể giết ta không khiến ta nhìn xem ngươi có thể ở trong này sống được bao lâu ha ha trong tiếng cười to hưng phấn của yêu nhân hơi mang theo điên khủng trong không gian tối đen dưới đất này âm thanh của hắn có vẻ cực kỳ âm trầm khủng bố Vân Triệt không nói chuyện tiếp với hắn, cắn răng, chậm rãi từ trên mặt đất ngồi dậy, thương thế của hắn chủ yếu tập trung ở lưng, mỗi một lần động một chút, sẽ gặp đau nhức khó có thể nhịn được truyền đến. Khi hắn hoàn toàn ngồi xếp bằng lên, chán của hắn đã hiện đầy mồ hôi lạnh. Hắn nhắm mắt lại, hai tay đặt trên đầu gối, không tốn bao lâu liền tâm thần quy nhất, sắc mặt, hô hấp đều trở nên hoàn toàn bình tĩnh. Ý niệm chìm vào trong thiên độc châu, đi vào, hắn liền nhìn thấy đôi mắt mang theo sát khí thật sâu của mặt lị, hắn vội vã cười gượng sau đó làm ra một đống lớn đủ loại hứa hẹn bắt đầu lấy tốc độ nhanh nhất tìm ra mười mấy loại dược liệu cuối cùng hắn cắn răng một cái lấy ra mảnh tử mạch thiên tinh mà hạ khuynh nguyệt giao cho hắn tử mạch thiên tinh có năng lực tái sinh bộ phận bị thương rất mạnh bao gồm da thịt xương cốt thậm chí cả nội tạng hấp thu lực lượng trong đó còn có thể trực tiếp tăng lên tu vi huyền lực cho nên mức độ quý trọng này không cách nào lấy tiền tài đi cân nhắc nếu văn triệt muốn lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục thương thế nhất định phải sử dụng tử mạch thiên tinh. Dưới tôi luyện của thiên độc châu, không đến nửa canh giờ, toàn bộ thuốc trị thương vân triệt cần có đã điều phối xong toàn bộ. Trước khi ý niệm của hắn rời khỏi thiên độc châu, hắn nghĩ tới điều gì đó, cấp tốc kiểm tra trong thiên độc châu một phen, sau đó trái tim bỗng chốc chìm vào trong đáy vực. Đồ ăn, thức uống, vốn chứa đựng trong thiên độc châu, toàn bộ không thấy nữa, một chút cũng không để lại. Được hắn chuyển rời đến trong không gian giới chỉ màu tím lưu lại cho Tô Linh Nhi, ở thương vân đại lục phía xa biên giới phía bắc thương phong băng cực tuyết vực băng vân tiên cung có truyền âm phù vật này tồn tại tốc độ tin tức truyền đi tự nhiên nhanh hơn người lúc tin đồn về vân triệt truyền đi ồn ào huyên náo ở thương phong đế quốc một tiêu điểm khác giống vậy đều trong bàn luận của tất cả mọi người đó chính là băng vân tiên cung đối với người của thương phong đế quốc mà nói băng vân tiên cung là một tồn tại vô cùng thần thánh thần bí và thần thánh của nó còn hơn cả Thiên Kiếm Sơn Trang, ở trong nhận thức của mỗi người, trong Băng Vân Tiên Cung đều là một vài nhân vật giống như tiên nữ, siêu trần thoát thế, băng tuyết không màng. Tiên tử của Băng Vân Tiên Cung, càng là ảo tưởng mà tất cả nam tử cũng không dám hy vọng xa vời có thể đụng chạm vào. Nhưng hiện giờ, tiên tử trong Băng Vân Tiên Cung còn là người đứng đầu Băng Vân thất tiên danh chấn thiên hạ, lại có thai. Trong truyền thuyết còn là có thai với một hậu bối, có thể nghĩ như vậy sẽ đẩy băng vân tiên cung lên đỉnh điểm dư luận như thế nào đối với danh dự ngàn năm của băng vân tiên cung mà nói đây là một vết bẩn vĩnh viễn xóa không mất xưng là vô cùng nhục nhã cũng không đủ khi năm người sở nguyệt thiền trở lại băng vân tiên cung cung chủ băng vân đã chờ đó cung dục tiên năm nay đã 170 tuổi nhưng nhìn qua chỉ có ba 40 tuổi một thân tú tuyết vân thường kéo dài quét đất gương mặt đông lạnh như băng mắt lạnh như hàn kiếm sắc mặt hoàn toàn đóng băng không hề có một chút tình cảm nào dao động nhưng chỗ sâu trong đôi mắt của nàng không ngừng lóe lên ánh sáng lạnh hiển lộ rõ trong lòng nàng đang tức giận cạnh nàng cũng có năm nữ tử một thân quần áo màu trắng như tuyết giống vậy làm bạn hai bên mỗi người đều băng tuyết làm thịt tuyết liên làm dung mạo tuyệt sắc khuynh thành có thể nói tùy tiện tìm một đệ tử ở trong băng vân tiên cung đặt ở một phương đều có thể tươi đẹp kinh động toàn thành năm người này đó là năm người khác cùng với sở nguyệt thiền sở nguyệt ly cùng liệt vào băng vân thất tiên năm người sở nguyệt ly trở về phát hiện lại là do cung chủ tự mình đi ra nghênh đón. Trong lòng nàng nhất thời lột bộp, đưa mắt nhìn sở Nguyệt Thiền bên người, tiến lên phía trước nói, đệ tử Nguyệt Ly bái kiến sư phụ. Cung dục tiên chậm rãi gật đầu, sắc mặt vẫn lạnh như băng, nhưng không để ý đến nàng nữa, ánh mắt rơi vào trên người hạ khuynh Nguyệt, sắc mặt cuối cùng xuất hiện một chút hòa dịu, khuynh Nguyệt, con đi tới. Vâng, cung chủ. Hạ khuynh Nguyệt đi đến trước mặt cung dục tiên, trên cánh tay, vẫn như cũ cột lấy khăn lụa màu đen kia. Cung Dục Tiên đưa tay đặt lên trên ngực nàng, một lúc sau, Cung Dục Tiên lộ ra nụ cười thản nhiên, rất tốt. 17 tuổi, cũng đã vương huyền sơ thành, đây là tạo hóa của con, cũng là tạo hóa của tiên cung ta. Xem ra đối tượng cung chủ đời tiếp theo, đã không cần lại rối rắm với lo ngại. Nửa năm tiếp theo, con bế quan tiềm tu ở trung tâm băng cực tuyết vực, củng cố huyền lực bạo tăng trong cơ thể. Vâng, cung chủ. Hạ Khuynh Nguyệt bình thản lên tiếng trả lời, đối với cung dục tiên chỉ rõ nàng chính là cung chủ đời tiếp theo, Nàng không cự tuyệt, không sợ hãi, cũng không biểu hiện ra kinh hỉ gì, nhạt nhẽo giống như nghe được một câu nói quá mức bình thản. Không khí rất đông lạnh, Ngũ Tiên bên người Cung Dục Tiên vẫn luôn không ai nói chuyện, đều ánh mắt phức tạp nhìn vào Sở Nguyệt Thiền. Lúc này, ánh mắt Cung Dục Tiên cuối cùng rơi vào trên người Sở Nguyệt Thiền, thoáng nhìn ngắn ngủi, sau đó nàng xoay người sang chỗ khác, "Băng Thiền, ngươi đi theo ta." Sở Nguyệt Thiền không tiếng động bước tới, không nói một lời đi theo phía sau Cung Dục Tiên. Tỷ tỷ Sở Nguyệt Ly gọi một tiếng, trong lòng tràn đầy lo lắng. Đây là một băng điện bày đầy ánh nến và linh vị, cái tên viết trên trên mỗi một linh vị đều từng danh chấn thiên hạ, mà những cái tên này đều là tiền bối khóa trước của Băng Vân Tiên Cung. Quỳ xuống, đứng trong băng điện, đối mặt với rất nhiều linh vị của tiền bối, trong lòng cung dục tiên phập phòng, quát lạnh nói. Sở Nguyệt Thiền quỳ dạp xuống đất, hai tròng mắt giống như băng giống như xương, sư phụ. Ngươi còn có mặt mũi gọi ta là sư phụ. Cung dục tiên xoay người lại, tức giận nói: "Ngươi cũng đã biết, danh dự ngàn năm của Băng Vân Tiên Cung đều vì ngươi mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi là đệ tử đắc ý nhất trong trăm năm qua của ta, cho dù Băng Vân Quyết, Băng Tâm Quyết đều lĩnh hội quán thông, đều xa hơn người khác, ta thời thời khắc khắc để phòng có đệ tử phá giới, Khuynh Nguyệt chỉ cho kết hôn bằng hình thức, đã là điểm mấu chốt của ta. Nhưng ta tuyệt đối không ngờ, người đầu tiên phá giới lại sẽ là ngươi. Lại còn đúc thành sai lầm lớn khiến thiên hạ đều biết, khiến tiên cung hổ thẹn." Sở Nguyệt Thiền nhắm mắt lại, buồn bã nói đệ tử biết sai lỗi đệ tử phạm phải nhất định sẽ toàn lực gánh vác gánh vác ngươi gánh vác như thế nào cho dù ngươi tự sát tạ tội trước mặt các tiền bối cũng không bù được sai lầm lớn của ngươi hai hàng chân mày của cung dục tiên dựng đứng hiển nhiên đã tức giận tới cực điểm nói kia rốt cuộc là nghiệt trùng của ngươi và ai ánh mắt sở nguyệt thiền bỗng chốc trở nên mơ màng nàng lại không ngập ngừng mà nhẹ nhàng gọi lên cái tên vân triệt thân thể cung dục tiên lắc lư, tức giận đến toàn thân phát run, nghiệp trướng. Thật sự là nghiệp trướng. Ngươi thế mà lại. Ngươi quả thật sự cùng một hậu bối. Ngươi, ngươi, cung dục tiên tức đến nói không ra lời. Tuy rằng trong truyền thuyết, sở Nguyệt Thiền có thai với Vân Triệt, nhưng cung dục tiên kiên quyết không tin. Lấy tính tình của sở Nguyệt Thiền, làm ra chuyện này đã không thể tưởng tượng được, nhưng dù thế nào, cũng không thể nào cùng với một hậu bối. Nàng dù như thế nào cũng không nghĩ tới, đồn đại thế mà lại một chút không hề sai một ngón tay của cung dục tiên chỉ lên linh vị lạnh lùng nói bây giờ ngươi liền quỳ gối trước tiền bối mà thề lập tức lấy hài tử này ra sau đó vĩnh viễn không được rời khỏi băng vân tiên cung không sở nguyệt thiền lắc đầu tay ngọc của nàng đặt lên trên bụng dùng sức lắc đầu trên mặt lộ ra cầu xin mà cung dục tiên chưa từng nhìn thấy đây là hài tử của con và hắn đệ tử ngàn sai vạn sai nhưng hài tử không có tội xin sư phụ buông tha cho hài tử này chỉ cần sư phụ để đệ tử sinh hạ hài tử này, đệ tử nguyện suốt đời không làm trái nửa lời sư phụ nói, cầu sư phụ thành toàn. Ngươi, thân thể cung dục tiên khẽ loạn trạo, tức giận đến toàn thân phát run, đến mức độ như vậy, ngươi còn khăng khăng một mực như thế? Đệ tử cả đời ta đây lấy làm kiêu ngạo nhất, thế mà lại, thế mà lại. Được, ngươi thật sự cho rằng ta không để ngươi phá bỏ hài tử, ngươi có thể thuận lợi sinh nó ra sao? Ngươi cũng biết vì sao Băng Vân Tiên cung ta chưa bao giờ cho phép đệ tử kết hôn cái gọi là sinh tình sẽ ảnh hưởng đến tu luyện băng vân quyết thuần túy là lấy cớ nguyên nhân chủ yếu thứ nhất sẽ khiến băng vân quyết chuyển tới người kia thứ hai tu luyện băng vân quyết sẽ khiến thân thể ngũ tạng băng hàn cho dù có thể thụ thai nhưng nhiều nhất hai tháng thai nhi sẽ bị hàn chết trong bụng mặt khác nơi này là nơi cực bắc của thương phong quốc hàng năm băng hàn thấu xương cho dù không có băng vân quyết cũng sẽ hàn chết hải nhi thai nhi này ngươi có phá bỏ hay không đều sẽ chỉ có một kết quả sở nguyệt thiền sững sờ ở đó sợ run thật lâu bỗng nhiên nàng chìa hai tay một chỉ vào đan điền một chỉ vào trong ngực hai luồng ánh sáng màu băng lam chợt lóe lên sau đó một lượng lớn hàn khí từ trên người sở nguyệt thiền bỗng nhiên tràn ra mang theo mảng lớn băng xương cung dục tiên chấn động bỗng chốc vọt tới trước người sở nguyệt thiền nhưng đã vốn không kịp ngăn cản sở nguyệt thiền lúc này đã trên người lung lay sắp đổ sắc mặt vô cùng tái nhợt nhưng vẻ mặt lại hoàn toàn thoải mái hai tròng mắt cung dục tiên run run, nhìn băng xương phiêu tán, nàng biết tất cả đã không cách nào vãn hồi, phẫn nội, khiếp sợ, đồng thời hơn nữa không hiểu được và đau lòng. Nàng đau đớn nói, Nguyệt Thiền, ngươi đây là tội gì? Vân triệt kia, hắn rốt cuộc đã chút thuốc mê gì cho ngươi? Cánh môi sở Nguyệt Thiền hơi vỉnh lên, kia giống như là dáng vẻ muốn cười nhẹ. Nàng khẽ nói, hắn không chút thuốc mê gì cho con cả, nhưng mà, hắn khiến cho con có một đoạn trí nhớ không cách nào quên được cũng khiến cho con trong đoạn thời gian kia làm về được nữ nhân chân chính. Năm tháng kia, lực lượng của con biến mất hoàn toàn, toàn thân tàn phế, vốn nên là lúc u ám nhất, bất lực nhất, tuyệt vọng nhất, thế nhưng hắn lại khiến cho tất cả đều trở nên không giống với tưởng tượng của con. Con không thể đi, hắn ôm con, cho dù gặp phải nguy hiểm lớn hơn, hắn cũng không chịu đặt con xuống, con không cách nào ăn gì, hắn đút cho con, mỗi một miếng đều vừa vặn với con, không khiến cho con bị nóng, cũng không để cho con bị lạnh con mất đi lực lượng rồi, hắn một bàn tay che chở con, một tay kia thì thu dọn sạch sẽ chứng ngại, vì con che gió che mưa. Vẻn vẹn năm tháng, hắn không hề có một chút không kiên nhẫn, chưa từng có một khắc có ý tưởng muốn buông xuống con gánh nặng này. Bất chi bất giác, con đã bắt đầu hưởng thụ cảm giác này, ỉ lại tất cả của mình ở trên người hắn, rõ ràng là thời khắc bất lực nhất, tuyệt vọng nhất, con lại hy vọng trạng thái như vậy vĩnh viễn đều đừng kết thúc. Ở băng vân tiên cung, 10 ngày như một ngày, 10 năm như một ngày, vài thập niên như một ngày, vĩnh viễn chỉ có băng tuyết và băng vân quyết mỗi một ngày đều trong lặp đi lặp lại trôi qua mà khoảng thời gian kia hắn để cho con biết vui vẻ khi còn sống để cho con lần đầu tiên chân chính cảm giác được mình là một nữ nhân con sở dĩ chủ động đi bài vị chiến là vì sau khi rời khỏi hắn trong lòng con không có lúc nào không có bóng dáng của hắn con tự nói với mình con phải đi gặp mặt hắn một lần cuối cùng sau đó đoạn tuyệt tình duyên nhưng thật ra con chỉ vì muốn thấy hắn con muốn gặp hắn Ngực cung dục tiên phập phòng kịch liệt, nàng thở dài một hơi thật dài, ai oán nói, nghiệt duyên. Thật sự là nghiệt duyên. Tiền bối tình yêu nam nữ này là thứ độc dược độc nhất trên đời. Thật đúng là một chút cũng không sai. Chính là tình yêu nam nữ này, thế nhưng khiến cho ngươi vì một hậu bối mà làm trái môn quy, khiến tiên cung hổ thẹn. Thậm chí không tiếc vì hắn phải bỏ băng vân quyết tu luyện vài thập niên. Ngươi, ngươi, con không hối hận. Vĩnh viễn đều sẽ không hối hận hai mắt sở nguyệt thiền đẫm lệ mông lung nói con chỉ hối hận một việc đó là mãi cho đến khi hắn chết đi con mới chính thức suy nghĩ cẩn thận hắn đã chết đây là huyết mạch duy nhất lưu lại trên đời này của hắn là kéo dài tính mạng của hắn làm nữ nhân của hắn cho dù vì báo đáp toàn bộ năm tháng kia đã cho con đừng nói băng vân quyết cho dù lấy cái chết làm giá cao con cũng nhất định phải giữ hắn lại cầu sư phụ thành toàn cầu sư phụ thành toàn cung dục tiên vô lực ngã ngồi xuống ghế dựa phía sau người sắc mặt giống như bỗng chốc tăng thương đi rất nhiều nhìn sở nguyệt thiền toàn thân tản ra buồn bã và kiên quyết quỳ ở đó trong lòng nàng đau kịch liệt đến tột đỉnh nàng chia tay ngừng lại trong không trung một lúc sau đó mới dùng giọng nói cực kỳ vô lực nói đứng lên đi đứng lên đi coi như cung dục tiên ta cho tới bây giờ chưa hề thu nhận ngươi người đệ tử này từ giờ trở đi ngươi đã không còn là đệ tử của băng vân tiên cung lập tức rời khỏi nơi này rời khỏi băng cực tuyết vực quên đi tất cả nơi này đi nơi ngươi muốn đi từ nay về sau ngươi và băng vân tiên cung không hề có gì liên quan nước mắt của sở nguyệt thiền bỗng chốc trào ra nàng quỳ xuống trước mặt cung dục tiên dùng sức dập đầu một cái nức nở nói sư phụ nuôi con dạy con như thân mẫu của con con lại phạm phải sai lầm lớn khiến người thương tâm tức giận khiến tông môn hổ thẹn con tự biết tội không thể tha thứ công ơn nuôi dưỡng của sư phụ ân tình dạy dỗ của tiên cung nguyệt thiền chỉ có kiếp sau lại báo đừng nói thêm gì nữa cung dục tiên quay mặt sang chỗ khác đi đi ngươi dừng lại ở trong này thêm mỗi một giây trong cơ thể sẽ xâm nhập nhiều thêm một phần hàn khí nếu không muốn tổn thương đến bào thai trong bụng liền đi nhanh đi còn phải đi lặng lẽ đừng kinh động đến bất kỳ ai đi càng xa càng tốt ta vĩnh viễn không muốn gặp lại ngươi tạ sư phụ thành toàn sở nguyệt thiền lại dập đầu đứng dậy chậm rãi lùi lại một bước sư phụ xin ngài nhất định phải bảo trọng thân thể nguyệt thiền không cách nào hầu ở bên cạnh người giọng nói vừa dứt, sở nguyệt thiền khó khăn bước lui về phía sau vài bước, sau đó dùng lực cắn răng một cái, bước nhanh ra khỏi băng điện, bóng dáng tuyết trắng nhanh chóng biến mất trong trời băng đất tuyết. Khuôn mặt cung dục tiên cuối cùng quay lại, nhìn về phía phương hướng sở nguyệt thiền rời đi, dưới hốc mắt là hai hàng nước mắt thật sâu. Hồi lâu sau, nàng cuối cùng bình ổn lại tâm tình, sắc mặt khôi phục lạnh nhạt, trầm giọng truyền âm nói, hàn tuyết, đi vào. Theo giọng nói của nàng truyền ra, rất nhanh, một nữ tử tuổi chừng 25 26 đi vào. Phong Hàn Tuyết, xếp hạng thứ bảy trong Băng Vân Thất Tiên, Thiên Huyền cảnh cấp 6, đồng thời cũng là người nhỏ tuổi nhất trong Băng Vân Thất Tiên. Thông báo các đệ tử tập hợp đến Băng Vân Đại Điện, ta có mấy chuyện lớn muốn tuyên bố. Vâng, cung chủ. Chuyện lớn mà cung dục tiên muốn tuyên bố tổng cộng có 3 chuyện, thứ nhất, tuyên bố Sở Nguyệt Thiền bị trục xuất ra Băng Vân Tiên Cung, thứ hai, Hạ Khuynh Nguyệt gia nhập Băng Vân Thất Tiên, thay thế Sở Nguyệt Thiền đứng hàng vị trí đầu não. Thứ ba, triệu hồi toàn bộ đệ tử băng vân tiên cung ở bên ngoài. Từ hôm đó bế quan 3 năm, không gặp người ngoài, không thu nạp đệ tử mới, mọi người cũng không được ra ngoài. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Ly Cà Phê nhé. Không gian tối tăm, không có ngày đêm luân phiên, cũng không có cách nào tính toán thời gian. Vân Triệt không biết mình ở lại trong này bao lâu, trong lòng hắn, chỉ có chấp nghiệm toàn lực từ nơi này đi ra ngoài. Mà bước đầu tiên, chính là toàn lực khôi phục thương thế trên người thuốc trị thương chính hắn điều phối, thêm vào tử mạch thiên tinh, lại có đại đạo phù đồ quyết ban cho năng lực khôi phục, thương thế của Vân Triệt khôi phục tương đương với cực nhanh, không đến nửa tháng liền đã khỏi. Nhìn Vân Triệt ở dưới hoàn cảnh như vậy, thương thế vốn đủ để chí mạng lại chẳng những không có chuyển biến xấu đến chết, lại ngược lại khôi phục cực nhanh, ngay cả lấy Uyên Bác hiểu biết và kinh nghiệm của hắn, cũng lần lượt âm thầm khiếp sợ. Kia gần như đã không thể chỉ gọi là khôi phục, mà là tái sinh vốn phía sau lưng hắn đã bị đánh ra một bộ xương đầm đìa máu thắt lưng đứt đoạn nhưng bây giờ lại hoàn hảo không tổn hao gì ngay cả một vết sẹo cũng không để lại quả thật không thể tưởng tượng thật là một gia hỏa thú vị lại có thể phục hồi hoàn toàn như cũ thương tổn như vậy trong khoảng thời gian ngắn vậy đại khái không liên quan đến y thuật xem ra là ngươi tu luyện huyền công thần kỳ nào đó nhưng ta sống mấy trăm năm cho tới bây giờ còn không nghe nói tới có huyền công kỳ diệu bậc này tồn tại yêu nhân trầm thấp nói nhìn trong mắt vân triệt đã bắt đầu ngưng tụ sát khí hắn cười lên ha hả ngươi cho rằng khôi phục thương thế mà ta lại không thể nhúc nhích ngươi liền có thể giết ta sao cho dù huyền lực của ta bị trận pháp cho má này áp chế trên phạm vi lớn nhưng chỉ bằng ngươi một linh huyền cảnh nho nhỏ đừng nói giết ta ngay cả một sợi tóc của ta cũng đừng mong tổn thương được thương thế khỏi hẳn huyền lực cũng khôi phục chính thành vân triệt nắm lấy long khuyết đứng ở bên cạnh kết giới mặt trầm xuống nói, ở đây, không phải ngươi chết, chính là ta chết. Đã nhặt được mạng sống về, vậy tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân mình chết nữa. Chết sẽ chỉ là ngươi. Tuy rằng huyền lực của hắn bị áp chế, nhưng từ hơi thở trên ngự kiếm đài khi trước của hắn đến xem, hắn đại khái còn có thể phát huy ra cường độ huyền lực ở vương huyền cảnh sơ kỳ. Tuy rằng ngươi không chịu trận pháp áp chế, nhưng tranh lệch với hắn vẫn như cũ còn quá xa, muốn giết hắn hoàn toàn chính là nằm mộng. Nhưng hắn bị trói buộc thân thể, chỉ có một bàn tay có thể động, cũng không có khả năng đuổi theo, dựa vào tinh thần toái ảnh và phong vân tỏa nhật mà nói, trong quá trình ngươi công kích hắn muốn giữ mạng cũng không phải việc khó. Nếu ngươi muốn thử xem một chút mình có khả năng giết hắn hay không, vậy ngươi cũng có thể thử xem. Mặt lị nhàn nhạt nhắc nhở. Nhưng hiển nhiên, nàng hoàn toàn không cho rằng Vân Triệt thật sự có thể giết yêu nhân này. Không thử, làm sao biết được. Chân mày Vân Triệt trầm xuống, long khuyết chém ngang, phần tâm mở ra, bước nhanh nhảy vào trong kết giới cảm giác áp chế nhất thời đánh úp lại, nhưng lập tức lại tiêu tán không thấy. Hai mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào cánh tay phải có thể động duy nhất của yêu nhân, tinh thần toàn thân khẩn trương, nhưng ngoài ý muốn chính là, sau khi hắn nhảy vào trong vòng kết giới, yêu nhân lại thủy chung không ra tay với hắn, dưới tóc dài màu trắng, cặp mắt u ám kia đang ngó chừng hắn, nhưng không hề có lệ khí. Mãi cho đến khi hắn tới gần phía trước yêu nhân, yêu nhân vẫn như cũ không nhúc nhích. Bá vương nộ, vân triệt gầm nhẹ một tiếng, Long khuyết mang theo luồng khí thế như sóng to gió lớn hung hăng đánh về phía yêu nhân, giết chết yêu nhân, đây là mục tiêu duy nhất của Vân Triệt, cho nên công kích của hắn không hề có nhân từ gì, một kiếm này trực tiếp đánh về thiên linh cái của yêu nhân. Theo quỹ tích nặng nề mà Long khuyết vạch xuống, yêu nhân lại vẫn như cũ không hề có bất cứ động tác gì, mặc kệ cho Long khuyết mang theo lực lượng vạn quân hung hăng nện ở trên đầu hắn. Ẩm. Tuy rằng huyền lực của Vân Triệt chỉ ở linh huyền cảnh sơ kỳ, nhưng thực lực của hắn lại tuyệt đối không thể lấy cấp bậc huyền lực đến để cân nhắc uy thế của một kiếm này đủ để bắn phá vỡ một ngọn núi nhỏ huống chi là đầu của một người một kiếm này chém xuống mang lên một tiếng nổ nặng nề không khí chung quanh bị mạnh mẽ đẩy ra hình thành một khu vực chân không ngắn ngủi mà khủng bố vân triệt hơi sửng sốt vì yêu nhân thế mà lại vốn không né tránh cũng không ngăn cản long khuyết kiếm đánh lên đầu yêu nhân mà từ bộ phận trên đầu đến toàn thân của yêu nhân ngay cả một chút run run đều không có dưới Long Khuyết kiếm, hắn thế mà lại chậm rãi ngẩng đầu lên, nhàn nhạt cười nói, ngươi quả nhiên là một quái thai, ở trong trận pháp cho má này lại không chịu áp chế. Hơn nữa lấy huyền lực linh huyền cảnh phát huy ra lực chiến đấu như thế, ngay cả trong Huyễn Yêu Vương tộc ta cũng không có mấy người có thể làm được. Ta hiện giờ bỗng nhiên có hứng thú với huyền công mà ngươi tu luyện. Một kiếm cuồng bạo đủ để phá núi nát đá này cứ nện trên đầu hắn như vậy, nhưng ngay cả một sợi tóc của hắn cũng không tổn thương được. Vân Triệt kinh hãi trong lòng, thân thể nhanh chóng lật chuyển, long khuyết kiếm vung lên, sau đó một kiếm càng thêm cuồng bạo hung hăng chém xuống. Vẫn Nguyệt trầm tinh. Một lần này, yêu nhân động, đón long khuyết của Vân Triệt, cánh tay yêu nhân lấy tốc độ nhanh đến vốn không cách nào thấy rõ uốn cong, lòng bàn tay nghiêng lên, lấy ngón giữa và ngón áp út không dễ dàng phát lực nhất, cứ như vậy kẹp lên trên lưỡi kiếm rất nặng của long khuyết. Tất cả lực lượng Vân Triệt chút xuống long khuyết trong nháy mắt giống như đá chìm dưới đáy biển vô ảnh vô tung biến mất mà sau đó một lực lượng đáng sợ mang theo nguy cơ vĩ đại từ trên thân kiếm phản chấn mà đến vân triệt không chút nghĩ ngợi nhanh như tia chớp rút tay nhưng vẫn bị gió lốc huyền lực rời kiếm mà ra đánh chúng thét lớn một tiếng bay rớt ra ngoài sau khi vân triệt rơi xuống đất nhanh chóng lắc mình một cái rút lui ra ngoài kết giới nửa ngồi xổm xuống thở hổn hển chân mày khóa chặt lại yêu nhân thật đáng sợ một kích toàn lực ngay cả một sợi tóc của hắn cũng không tổn thương đến được mà lực lượng chỉ với hai ngón tay của hắn, liền trực tiếp chiếm lấy vũ khí của ta, còn ép ta rời ra. Lời mặt lị không sai, lấy thực lực của ta, muốn giết hắn, vốn chính là người si nói mộng. Long khuyết kiếm hơn 8 ngàn cân, bị yêu nhân dễ dàng kẹp giữa hai ngón tay, tùy ý giống như cầm một chiếc đũa, cảm nhận được phân lượng của chuôi kiếm này. Một chút kinh ngạc chợt lóe lên trên mặt yêu nhân, hắn cua cua ngón tay nói, kiếm không tệ, có thể phát huy chuôi kiếm này đến uy lực như vừa rồi, người cũng thật sự không tầm thường chuôi kiếm này vẫn trả lại cho ngươi đi tay yêu nhân vừa động long khuyết nhất thời hóa thành một đường sao băng u ám xuyên qua kết giới trong một tiếng tinh đâm vào thật sâu trên mặt đất ở phía trước vân triệt vì sao ngươi không giết ta vân triệt lạnh mắt hỏi vì sao ta phải giết ngươi yêu nhân hỏi ngược lại cả đời ta đây tuy rằng giết người vô số nhưng còn chưa bao giờ giết một người vô tội thật sự muốn tính toán dẫn ngươi tiến vào là cả đời này của ta lần đầu tiên ra tay với một người vô tội đó là bởi vì tiểu bối đê tiện của thiên uy kiếm vực kia chọc giận ta, khiến cho ta đánh mất lý trí, mà ngươi lại sống được, ta cũng liền không có lý do gì mà giết ngươi. Giết ngươi, trừ bỏ tăng thêm tội lỗi của ta, không hề có bất kỳ ưu việt gì đối với ta, mà lưu ngươi lại, ít nhất trước khi ngươi chết, ta còn có thể có người làm bạn. Nói đến cùng, ngươi chẳng qua cũng chỉ là người bị hại đáng thương mà thôi. Vân Triệt biết năng lực của yêu nhân rất mạnh, thẳng thắn mà nói, hắn từ trên người yêu nhân, cũng không tìm ra được thành phần hung ác tàn bạo gì, trong khoảng thời gian này tới nay hắn từ trên người yêu nhân cảm giác được nhiều nhất chính là bi thương mất mát căm hận còn có khát vọng nhưng đó sẽ không trở thành lý do hắn không giết yêu nhân bởi vì là do yêu nhân này mang hắn tới đây chỉ có giết yêu nhân rồi mới có thể rời khỏi nơi này hắn cười lạnh nói nếu ngươi thật sự chưa từng giết một người vô tội thật sự không muốn tăng thêm tội nghiệt vậy tự mình kết thúc để cho ta người vô tội này đi ra ngoài bằng không đừng nói vô nghĩa đường đường chính chính như vậy ha ha yêu nhân phá lên cười tiểu bối ngươi còn chưa có tư cách nói mấy lời này với ta bởi vì mạng của ta còn đáng giá hơn mạng của ngươi hắn mở to mắt trong mắt phóng xuất ra phẫn nộ và thù hận làm cho người ta sợ hãi giọng nói cũng trở nên khàn khàn ta cho tới bây giờ còn không sợ chết trăm năm đen tối và cô độc cảm giác cô tịch và tuyệt vọng này còn thống khổ hơn thống khoái chết đi trăm ngàn lần nhưng ta không cam lòng cứ không công chết đi như vậy ta vẫn không thể tự tay tàn sát hết đám lão cẩu thiên uy kiếm vực kia bọn họ không khiến ta chết ta đây liền sống thật tốt luôn luôn sống đến một ngày ta có thể rời khỏi nơi này đồ diệt cả nhà bọn chúng ta sẽ không giết ngươi nhưng ngươi cũng đừng vọng tưởng giết được ta vân triệt nắm chặt hai tay thở hổn hển ánh mắt sắc bén lại hồi lâu không nói gì không khí nơi này cực kỳ đục ngầu tốc độ tiêu hao thể lực cũng tự nhiên xa hơn bên ngoài hơn nữa thắng một chút không tiến hơn nữa trọng thương vừa khỏi thân thể vân triệt luôn luôn lộ ra vẻ mệt mỏi trong bụng đã bắt đầu truyền đến cảm giác đói khát rõ ràng nếu phượng hoàng viêm của ngươi còn như vậy có khả năng đốt bị thương hắn nhưng người bây giờ tuyệt đối không có khả năng làm bị thương hắn dù ra tay như thế nào cũng không thể có một chút khả năng thành công ngược lại chỉ tăng nhanh tiêu hao thể lực của ngươi ngươi tốt nhất lấy trạng thái yên tĩnh chờ đợi máu phượng hoàng hồi phục nói vậy ngươi có lẽ còn có một chút hy vọng như vậy nhưng điều kiện đầu tiên là ngươi có thể sống đến lúc đó nghĩ tới tất cả đồ ăn trong thiên độc châu đều để lại cho tô linh nhi hắn liền ý thức được tuy rằng bản thân nhặt được về một cái mạng nhưng vẫn như trước vẫn còn trong vực sâu tuyệt vọng hơn nữa càng rơi vào càng sâu huyền lực đến thiên huyền cảnh một năm không ăn không uống cũng không có vấn đề gì đến cảnh giới vương huyền ăn uống đối với bọn họ mà nói chỉ vì hưởng thụ về cảm giác mà không phải vì duy trì sinh mệnh nhưng vân triệt cách cảnh giới kia đâu chỉ có một vạn tám ngàn dặm mức độ xa xa không có khả năng đạt tới không ăn không uống thời gian ngày lại ngày trôi qua cảm giác đói khát càng ngày càng nặng thân thể cũng càng ngày càng trống rỗng về sau, cảm giác đói bụng mãnh liệt giống như ác mộng. Trong giai đoạn nà, hắn điên cuồng tìm kiếm trong thiên độc châu, nhưng lại không tìm thấy thứ gì có thể ăn uống. Hắn thậm chí từng ăn dược liệu hiếm quý đã khô, nhưng luyện hóa chúng nó, lại tiêu hao huyền lực và thể lực càng nhiều. Một tháng sau, Vân Triệt đã hoàn toàn không còn. Tồn tại cảm giác đói khát, ngay cả tồn tại của thân thể cũng đều gần như không hề cảm thấy. Đầu óc của hắn khi thì hôn mê, khi thì hoảng hốt, thân thể nhẹ bổng giống như lông vũ nhưng động một chút lại cực kỳ gian nan máu long thần vẫn luôn duy trì tính mạng của hắn bằng không trọng thương trí mạng của hắn mới khỏi lại thêm một tháng không ăn không uống còn ở trong hoàn cảnh vô cùng ác liệt vẩn đục này sợ rằng đã sớm bị tươi sống đói chết kiếp thứ nhất ta bị người độc chết kiếp thứ hai ta ngã xuống tuyệt vân nhai kết liễu bản thân ta nhưng lại lấy chết thảm thiết thậm chí chết thê thảm nhưng có thể nào bị tươi sống đói chết vân triệt cúi đầu trầm ngâm ánh mắt hắn hé mở tần suất hô hấp cực kỳ chậm trên người còn thỉnh thoảng giật giật lung lay sắp đổ giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã quỵ trên mặt đất trong khoảng thời gian này phần lớn thời gian của hắn đều ở trong giấc ngủ mà sau khi ngủ lâu hắn tỉnh lại lần sau còn khó khăn hơn lần trước hắn không cách nào biết trước được có phải sau một lần mình nằm ngủ lại không cách nào tỉnh lại không ta không thể chết được cho dù phải chết cũng không thể bị chết đói vô cùng uất ức tuyệt đối không thể Vân Triệt chia tay trái, theo ánh sáng xanh của thiên độc châu chớp động, phía trước Vân Triệt rõ ràng xuất hiện một con cự long thân cao trăm thước, toàn thân mà đỏ đậm, chính là con cường long vốn nên vô cùng cường đại này, nhưng không hề có chút khí tức sinh mệnh, ngay cả thân thể cũng bị cắt thành bốn khối bằng phẳng không có bất cứ thứ gì sánh bằng. Vân Triệt cầm kiếm hồ phách lên, thở hổn hển đi đến bộ phận đuôi của viêm long, phần tâm mở ra, một kiếm toàn lực cắt xuống, cứng rắn cắt đứt đỉnh nhọn trên cái đuôi lớn của viêm long viêm long đã chết không hề có huyền lực hộ thân tuy rằng thân thể mạnh mẽ như trước nhưng cũng đủ để vân triệt cắt đứt mà nếu như viêm long lại có sinh mệnh huyền lực của vân triệt lại mạnh hơn gấp bội cũng đừng mong tổn thương được một chút đến thân thể nó bất cứ thứ gì bảo tồn trong thiên độc châu đều không phát sinh biến đổi về chất tuy rằng con viêm long này đã chết đi hơn một năm nhưng vẫn như cũ duy trì trạng thái vừa mới chết đi phần đuôi bị cắt xuống kia máu tươi mới nhanh chóng phun ra mà chỗ máu này đều là máu rồng thuần khiết nhìn máu rồng nhanh chóng phun ra, trong ánh mắt của Vân Triệt lộ ra tham lam và khát vọng thật sâu. Lúc này, trong tâm hải của hắn truyền đến giọng nói của Mạt Lệ, người nghĩ thông suốt rồi sao? Ngươi phải biết, đây là một con vương huyền long, lực lượng ẩn chứa trong máu thịt của nó, vốn không phải ngươi có khả năng thừa nhận được, nếu ngươi thật sự lấy nó làm thức ăn. Ngươi rất có khả năng, sẽ lập tức chết. Ta, không còn lựa chọn nào khác. Ta tin tưởng, ta có thể thừa nhận được. Cho dù, cho dù không chịu nổi, ta tình nguyện nổ tan xác mà chết, cũng tuyệt đối không cam nguyện tươi sống chết đói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Máu rồng của Vương Huyền Viêm Long mang đến năng lực cường đại cỡ nào, Vân Triệt không phải không rõ ràng. Khi Vân Triệt ở chân huyền cảnh sơ kỳ, lúc luyện chế Long huyết bảo đan, một viên chỉ cho vào bốn giọt máu rồng, hơn nữa dưới can thiệp của các loại dược liệu hiếm quý áp chế năng lực đến cực kỳ nhu hòa, cho dù như vậy, hắn ăn một viên xong, sau đó phải cần ít nhất một hai ngày đi luyện hóa, mà hiện giờ, hắn thế mà lại trực tiếp uống máu rồng vào, theo máu rồng nhanh chóng phun ra, thời gian mấy hơi thở, nhiều đến mấy trăm giọt viêm long dưới vân triệt bất chi bất giác rơi vào trong miệng hắn, theo một dòng khí nóng rực chảy vào trong bụng hắn. Cảm giác đói khát trong bụng nháy mắt hoàn toàn biến mất, ngay cả tinh thần vốn uể oải cũng trở nên phấn chấn. Vân triệt có mầm mống hỏa của tà thần ở trong người, bản thân không sợ hỏa diễm gì, nhưng giờ phút này, hắn vẫn như cũ cảm thấy được trong bụng giống như có một luồng hỏa diễm vô cùng nóng cháy nổ tung sau đó luồng sóng nhiệt này giống như thủy ngân đổ xuống chảy vào mọi chỗ điên cuồng tràn vào toàn thân hắn tứ chi ngũ tạng máu xương tủy giống như mỗi bộ phận mỗi một tế bào trên dưới toàn thân đều bị dội vào dầu nóng bóng chờ đón chính là đau đớn tận xương tủy và linh hồn một thống khổ cực hạn gần như muốn hoàn toàn nổ tung hoàn toàn văng tung tóe trên dưới toàn thân đuôi rồng trong tay vân triệt rơi xuống chán của hắn mồ hôi rơi như mưa nháy mắt mồ hôi này lại hoàn toàn bốc hơi khô, thân thể hắn lảo đảo lui về phía sau, bỗng chốc té ngã trên mặt đất, toàn thân co rút trong thống khổ, gương mặt càng vạn vẹo trên phạm vi lớn. Vèo. Quần áo toàn thân vân triệt hóa thành cháy xém toàn bộ, sau đó bay ra đi, làn da trần trụi hoàn toàn đỏ đậm, mà màu đỏ đậm còn đang sâu thêm, dần dần bắt đầu biến thành màu đỏ đen làm cho người ta sợ hãi. Một trận động tĩnh rắc rắc khiến người sợ hãi bắt đầu vang lên từ trên các bộ phận, trên thân thể hắn. Kia là tiếng vang lúc xương cốt của hắn bị nứt vỡ, bị nung khô phát ra. Tiểu tử, ngươi sống thiếu kiên nhẫn rồi sao? Ánh mắt yêu nhân xuyên thấu qua tóc bạc dơ giấy bẩn thỉu nhìn Vân Triệt, lấy năng lực của hắn, tự nhiên dễ dàng nhận ra được con cự long đã chết kia là một con vương huyền, long thuộc tính hỏa, khi con cự long này xuất hiện, hắn còn đang kinh ngạc lấy huyền lực nhỏ bé của Vân Triệt, làm sao có thể có được thi thể của vương huyền long, nhưng hắn thật không ngờ, Vân Triệt lại đi uống máu nó đừng nói tới khi hắn chỉ ở tiền kỳ linh huyền cảnh, chính là người ở địa huyền, cảnh hậu kỳ dám trực tiếp mồm to uống long huyết của một con vương huyền long như vậy, cũng không khác gì muốn chết. Đây là chuyện mà chỉ có đồ điên chân chính mới có thể làm. Hắn gầm rú xong, sau đó ánh mắt lại trở nên càng ngày càng kinh ngạc. Hắn trơ mắt nhìn ra thịt vân triệt dần dần biến thành màu đỏ đen, sau đó vỡ ra từng vết rách giống như vảy cá, trong tai nghe tiếng văng xương cốt nổ tung và bị nung khô. Thống khổ trong này, quả thật không cách nào tưởng tượng. Cho dù cường đại như hắn, đều có phần không rét mà run. Hắn hoàn toàn tin tưởng, kể cả một bá hoàng cường đại có huyền lực bá huyền cảnh, cũng rất khó tiếp nhận được thống khổ như thế. Nhưng mà, trong miệng Vân Triệt lại không hề phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Sắc mặt của Vân Triệt đã vặn vẹo đến hoàn toàn biến hình, đôi mắt cũng trở thành màu đỏ thắm, nhưng trong ánh mắt trừng lớn gắt gao, trừ thống khổ vô tận, rõ ràng còn tồn tại lấy tỉnh táo vô cùng. Thống khổ như vậy, cho dù là bản thân cũng tất nhiên sẽ kêu rên thảm thiết, mà thiếu niên này lại không rên một tiếng. Đây cần lực ý chí kinh khủng bực nào? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng một thiếu niên mới mười mấy tuổi lại có lực ý chí, như vậy. Đầu yêu nhân nâng lên, trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ, hắn luôn luôn gọi Vân Triệt là quái thai, bởi vì lực lượng của hắn hoàn toàn không chịu áp chế bởi trận pháp, hơn nữa lấy huyền lực linh huyền cảnh, đủ để phát huy ra lực chiến đấu so sánh được với địa huyền cảnh mà lúc này hắn mới giật mình, lực ý chí khủng bố của thiếu niên này, càng là quái thai trong quái thai, để cho hắn đều không thể không khiếp sợ thật sâu. Nhưng lực ý chí và sức thừa nhận cường thịnh hơn nữa, cũng không có nghĩa rằng Vân Triệt có thể giữ được mạng dưới lực lượng ăn mòn của máu vương huyền long. Hắn rất tiếc hận thấp giọng nói, thật sự không biết tự lượng sức mình. Thay vì nhìn ngươi bị hủy thành cháy xém trên đất, thật không bằng lúc trước ta một trưởng đánh chết ngươi cho gọn gàng. Ngậm, miệng, khiến yêu nhân khiếp sợ chính là vân triệt lại phát ra âm thanh dưới trạng thái đáng sợ này vân triệt chẳng những không có một tiếng kêu thảm thiết ngược lại bình tĩnh phát ra âm thanh giọng nói của hắn khàn khàn khó nghe vô cùng giống như xuất ra từ miệng một lão già gần đất ra trời nhưng âm thanh lại rõ ràng khác lạ ta sẽ không chết trước khi giết được người ta tuyệt đối sẽ không chết hai mắt yêu nhân nheo lại hắn nhìn làn da vân triệt đã hoàn toàn biến thành màu cháy đen tiếng xương cốt vỡ vụn rắc, rắc rắc dày đặc giống như mấy trăm mảnh thủy tinh đồng thời vỡ nát tình trạng thảm hại lúc này của vân triệt khiến yêu nhân thậm chí không tự chủ được sinh ra một cảm giác hoảng sợ hắn gầm rú nói được vậy để cho ta xem xem người sống lại như thế nào răng nanh của vân triệt lúc này gần như sắp bị cắn nát hoàn toàn hắn cảm giác da thịt xương cốt thậm chí xương tủy của mình đều giống như bị kẹp trên lửa cháy bị xuyên vào trong nồi trào chiên thống khổ này vốn không cách nào dùng ngôn ngữ gì đi miêu tả hắn đã vốn không cách nào hô hấp tứ chi không cách nào hoạt động ngũ tạng lục phủ hoặc nứt vụn hoặc suy kiệt hắn chỉ có cảm giác cảm nhận có năng lượng nóng bỏng nhiều không đếm được đang tả đột hữu sung ở trong thân thể hắn ngoài thân thể hắn đã biến thành màu tối đen hoàn toàn cũng hiện đầy vết dạn tinh mịn từng vết máu chảy ra gần tới giao thoa thân thể hắn lúc này yếu ớt đến giống như tờ giấy mỏng vừa xé liền rách cơ năng thân thể gần như mục nát toàn bộ còn thừa lại, chỉ có linh hồn mà ý chí và chấp niệm của hắn chút xuống. Vân Triệt dùng hết toàn bộ lực ý chí, để cho mình giữ vững một dáng ngồi được coi như ổn định, hai mắt hắn nhắm lại, chặt đứt ngũ cảm lục thức. Vết dạn trên thân thể cấp tốc gia tăng, cháy đen trên làn da đã dần dần càng sâu, trừ bỏ những thứ này, Vân Triệt đã vẫn không nhúc nhích, giống như một khối điêu khắc đã bị phong hóa đã chết rồi sao? Còn chưa? Từ trên người hắn, yêu nhân vẫn như cũ cảm giác được một đường khí thức sinh mệnh, đổi lại là bất cứ người nào đến nước này vốn đều đã chết rồi nhưng trên người vân triệt vẫn như cũ bảo lưu lấy một đường khí thức sinh mệnh theo thời gian trôi qua đường khí thức sinh mệnh này lại gắt cao dán vào trên người vân triệt không chịu mất đi yêu nhân lắc lắc đầu thở dài một tiếng cho dù còn có một khẩu khí thì làm như thế nào chứ đến trạng thái như bây giờ vốn đã không còn có khả năng có một hy vọng máu vương huyền long vào cơ thể năng lực mạnh mẽ sẽ phá hủy nội tạng xương cốt máu thân thể của hắn mà trước đó, hủy hết đầu tiên sẽ là huyền mạch. Cho dù hắn liều chết chống đỡ một hơi thì phải làm như thế nào đây? Nhưng mà, yêu nhân tuyệt đối không thể tưởng tượng được chính là, cho dù thân thể Vân Triệt bị hủy diệt 89 phần 10, nhưng huyền mạch của hắn lúc này lại hoàn hảo không tổn hao gì. Bởi vì kia là huyền mạch đến từ chân thần. Sao có khả năng bị hủy diệt bởi lực lượng của mấy giọt máu đến từ Vương Huyền Long? Mà huyền mạch tà thần cùng với đại đạo phù đồ quyết cũng là chỗ dựa vào để Vân Triệt đi đến cuối cùng dưới máu viêm long điên cuồng nuốt xuống. Hắn muốn lấy ý chí chống đỡ sinh mạng, lấy huyền mạch luyện hóa máu rồng, sau khi luyện hóa, lấy đại đạo phù đồ quyết khôi phục thân thể. Thành công liền sống, thất bại liền chết. Ngũ cảm lục thức chặt đứt, trong tai không có bất cứ âm thanh gì, thống khổ trên người cũng đã không có cảm giác, trong thế giới ý chí của hắn, chỉ còn lại huyền mạch tà thần lóe ra sáng rọi đỏ xanh luân phiên, cùng với từng luồng năng lượng viêm long đến từ máu viêm long, đang tung hoành tán loạn thời gian, đối với Vân Triệt mà nói, trở thành đến vô cùng dài lâu. Một canh giờ đi qua, hai canh giờ đi qua, ba canh giờ đi qua. Trong khoảng thời gian này, tầm mắt của yêu nhân vẫn luôn luôn tập trung vào thân thể vẫn không nhúc nhích của Vân Triệt, nhưng vẻn vẹn ba canh giờ đi qua, đường sinh mệnh cuối cùng kia của hắn vẫn như trước ngoan cùng tồn tại, không tăng cường, nhưng luôn không yếu bớt. Lúc này yêu nhân có khả năng nghĩ đến, chỉ có bốn chữ không tưởng tượng nổi. Mà lúc này, trên người Vân Triệt cuối cùng xuất hiện động tĩnh, trên đỉnh đầu hắn, xuất hiện một luồng khí xoáy quái dị, luồng khí xoáy mới đầu thong thả xoay tròn, sau đó xoay tròn càng lúc càng nhanh, càng nhanh càng nhanh hơn. Cuối cùng, lại lộ ra một tháp ảnh màu bạc khéo léo. Đây là cái gì? Yêu nhân sống hơn 300 tuổi, lại là lần đầu tiên nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ như vậy. Tháp năng lượng kỳ dị kia, dường như là loại huyền công nào đó, nhưng cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy huyền công như vậy. Đợi chút, huyền công? Chẳng lẽ hắn thế mà lại đang vận chuyển huyền công? phát hiện này khiến yêu nhân khiếp sợ đến toàn thân rung động đột nhiên nghiêng tới trước kéo theo tiếng xiềng xích rào rào vang theo rõ ràng đã sớm nên chết vẫn treo một khẩu khí treo liên tục ba canh giờ vẫn không hoàn toàn chết đi lại ngược lại xuất hiện dấu hiệu vận chuyển huyền công điều này sao có thể hiện giờ yêu nhân vô cùng muốn tránh thoát khỏi xiềng xích đi tới gần quan sát vân triệt kết quả là trạng thái như thế nào lúc này cho dù là một người chết vùng dậy còn lâu mới bằng khiếp sợ mà vân triệt gây ra cho hắn tiểu tháp màu bạc bắt đầu chậm rãi xoay tròn trên đỉnh đầu Vân Triệt, cũng trong xoay tròn chậm rãi bành trướng, ba canh giờ sau, đã bành trướng đến cao chừng ba thước, khi tháp màu bạc trưởng thành đến lớn nhất, cũng theo một luồng hư ảnh, hóa thành giống như thực chất, giống như một tiểu tháp chân thật nổi lơ lửng trên đỉnh đầu Vân Triệt, sau đó, tiểu tháp này không hề có điểm báo trước mà biến mất ở đó. Mà vào lúc này, một đường khí tức sinh mệnh của Vân Triệt bỗng nhiên giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ, nhanh chóng bốc cháy lên, thiêu đốt càng ngày càng tràn đầy trong vòng không đến hai canh giờ, theo một đường khí tức sinh mệnh nhỏ bé, hóa thành lửa sinh mệnh tràn đầy toàn thân. Yêu nhân, sau khi uống vào máu rồng vẻn vẹn tám canh giờ, Vân Triệt cuối cùng mở mắt, khoảnh khắc khi hai trong mắt mở ra, mơ hồ có một ánh lửa thoáng hiện rồi qua trong mắt. Hắn chẳng những mở mắt, còn chậm rãi đứng lên. Khoảnh khắc khi hắn đứng lên, màu cháy đen bao vây toàn thân bỗng nhiên ảo ảo rơi xuống, lộ ra da thịt mới sinh ra non mịn như hài nhi, trơn bóng đến không hề có khuyết điểm gì, hắn đứng thẳng thân thể, hai tay mở ra, khẽ quát một tiếng, một luồng huyền khí đột nhiên phóng thích, bỗng chốc đánh văng xuống toàn bộ cháy đen phía ngoài thân thể hắn, lộ ra thân thể hoàn hảo không tổn hao gì, không có một chút vết thương. Ngay cả tóc của hắn, cũng hoàn toàn sinh mới, dài tới độ dài như trước kia. Ngươi, cường giả tuyệt thế uy chấn thiên hạ ở huyễn yêu giới, dưới một người, tuyệt đối phía trên này, lúc này lại hoàn toàn bị một thiếu niên mới 17 tuổi, làm khiếp sợ đến nghẹn họng nhìn chân chối bởi vì lúc này tất cả những gì trong mắt hắn nhìn thấy, đều hoàn toàn đảo điên nhận thức của hắn. Không chỉ có như thế, hắn còn rõ ràng cảm giác được, vân triệt vốn nên chết rồi chẳng những hoàn hảo không có tổn hao gì, ngay cả huyền lực, cũng đã tăng lên tới linh huyền cảnh cấp 2. Vân triệt từ vực sâu tử vong giống như, kỳ tích trở về không nói nửa câu với yêu nhân, hắn cầm đoạn đuôi rồng dưới đất kia, lên, chộp vào trong lòng bàn tay, huyền hỏa giấy lên trong lòng bàn tay, vẫn luôn thiêu đốt đến khi vân triệt cho rằng đã thiêu chín mới tắt, hắn ôm lấy đuôi rồng, há mồm cắn, dùng răng nanh xé ra từng miếng thịt rồng nửa quen thuộc nuốt vào trong bụng, hắn quá đói, tướng ăn khoa trương kia cũng giống như một con quỷ đói đã đói bụng mấy trăm năm. Không bao lâu, thịt rồng nặng chừng 5 6 cân đã bị vân triệt, giống như gió cuốn mây tan ăn sạch sẽ, hắn liếm khóe miệng, thỏa mãn thở một hơi. Tuy rằng mật độ năng lượng trong thịt rồng không bằng máu rồng, nhưng kém không xa, đúng lúc này, một cảm giác giống như nồi chảo nóng bỏng nổ tung ở trong bụng lại đánh úp tới, khiến thân thể của hắn lại một lần nữa trong chớp mắt biến thành hoàn toàn đỏ đậm. Vân Triệt không hề kinh hoàng, bình tĩnh đến mức độ đáng sợ, hắn nhanh chóng ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, gương mặt bắt đầu xuất hiện vết dạn lại hoàn toàn yên lặng. Yêu nhân gắt gao nhìn Vân Triệt, nghe tiếng xương cốt nứt vỡ ác liệt lại vang lên bên tai, trong đầu lặp đi lặp lại một âm thanh run run. Con quái vật này, người điên này, Vân Triệt thành công, nhưng thống khổ và mạo hiểm trong đó, chỉ có tự Vân Triệt biết lấy thân thể linh huyền cảnh uống vào nhiều máu vương huyền long mới mẻ như vậy lại còn có thể sống sót hơn nữa luyện hóa đại đa số năng lượng trong máu rồng cho dù vân triệt có huyền mạch tà thần và đại đạo phù đồ quyết cũng có thể nói là một kỳ tích mà nếu không có kỳ tích này kết cục của vân triệt đã là chết hoàn toàn từ đầu tới đuôi nhưng thoát ra khỏi vực sâu thống khổ và tử vong này vân triệt lại giống như điên lại một lần nữa đưa bản thân mình vào trong vực sâu như vậy trong một khoảng thời gian rất ngắn đến mấy phút Xương cốt và thân thể của Vân Triệt lại một lần nữa nổ tung, ngoài thân thể, trong nháy mắt lại biến thành màu sắc cháy đen đáng sợ, lửa sinh mệnh cũng bị phá hủy đến hấp hối, nhưng chính là một đường lửa sinh mệnh này, lại giống như phía trước, cho dù như thế nào cũng không tình nguyện tắt. Tiểu tháp màu bạc quỷ dị kia cũng xuất hiện lần nữa. Cả quá trình gần như giống nhau như đúc, khác biệt chính là lần này, Vân Triệt chỉ dùng 6 canh giờ rưỡi liền đứng lên, màu đen toàn thân rút đi, lại là thân thể mới sinh ra lần thứ hai. Huyền lực cũng như gió bão tăng tới linh huyền cảnh cấp ba sơ kỳ. Yêu nhân cứng đời nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, kinh hãi nói, "Ngươi làm sao làm được?" Đường Đường yêu vương của Huyễn yêu giới, lại dùng giọng điệu khiếp sợ, hỏi một người thiếu niên mới chỉ 17 tuổi ngươi làm sao làm được? Trước ngày hôm nay, đừng nói người kia, ngay cả chính hắn cũng tuyệt đối không thể tin được mình sẽ có một ngày nói ra câu nói, như vậy với một tiểu bối. Mà giờ khắc này, thứ mà Vân Triệt phơi bày ra cho hắn, khiến trong lòng hắn nổi lên sóng to gió lớn không cách nào bình ổn. Máu, thịt của huyền thú cấp cao đều không phải có thể tùy tiện ăn bậy. Ngay cả một vương tọa muốn ăn máu thịt của một con vương huyền thú đều phải dè dặt cẩn trọng, nhưng đối với một vương tọa mà nói, máu thịt của vương huyền thú không thể nghi ngờ là một loại thuốc bổ vô cùng tốt, đủ để cho huyền lực của bản thân có tiến bộ tương đối, tiến bộ này tuy rằng không đến mức quá khoa trương, nhưng không cần thông qua tu luyện vất vả có được đồng thời một vương tọa muốn tự mình săn giết một con vương huyền thú ngang cấp là chuyện vốn không có khả năng nhất ngay cả vương huyền cảnh đỉnh phong đối mặt với vương huyền thú đẳng cấp thấp nhất đánh bại dễ dàng nhưng săn giết lại cực kỳ khó khăn cho nên cho dù là một vương tọa cả đời cũng không có nhiều cơ hội hưởng dụng chân bảo đến từ vương huyền thú nhưng vân triệt chỉ có linh huyền cảnh lại đang uống máu một con vương huyền thú hệ rồng ăn thịt vương huyền thú hệ rồng còn sống sót giống như một kỳ tích kết quả không thể tưởng nổi, không cách nào tưởng tượng này, cũng tự nhiên vô cùng khoa trương, trong thời gian ngắn ngủi không đến một ngày, huyền lực của Vân Triệt đúng là trực tiếp nhảy lên hai cấp. Nhìn Vân Triệt đứng lên, cùng với viêm long to lớn khổng lồ phía sau hắn, trong lòng yêu nhân không thể khống chế toát ra một ý niệm. Hắn sẽ không phải chậm rãi ăn hết toàn bộ con viêm long này, hóa thành lực lượng của chính mình chứ. Hai lần hung hiểm vĩ đại, hai lần sống lại sau gần chết, Vân Triệt cảm nhận được ra thịt của mình chẳng những không bởi vì sống lại, mà trở nên gầy yếu, ngược lại tràn đầy càng nhiều lực lượng, mà xương cốt của hắn, dưới máu rồng và thịt rồng đánh sâu vào rèn luyện, đã trở nên kiên cố vững chắc, máu hơi trở nên sình sạch, ngay cả nội tạng cũng nhiều hơn một cảm giác lực lượng kỳ dị. Cảm giác đói khát giống như ác mộng lúc trước đã hoàn toàn biến mất, nhìn thân thể mới sinh ra của mình, cảm nhận được lực lượng bạo tăng, Vân Triệt nhếch miệng nở nụ cười, trên trời dường như không lúc nào không chiếu cố hắn, mỗi một lần hắn lấy tính mạng mình ra làm tiền, đặt cược để đánh cược, cuối cùng đều lấy thắng lợi mà chấm dứt mà thắng lợi trong thiên hạ này cũng chỉ có khả năng phát sinh ở trên người hắn đổi lại là bất kỳ người nào khác có huyền lực tương đương với hắn lúc này đã sớm hóa thành một đống cháy xém hắn nhìn về phía yêu nhân thấp giọng nói ta không có nghĩa vụ trả lời vấn đề của ngươi ta lại nói cho ngươi biết vì từ nơi này đi ra ngoài ta nhất định sẽ giết ngươi nhìn ánh mắt lạnh lùng kiên nghị của vân triệt yêu nhân trầm mặc một lúc sau đó cúi đầu nở nụ cười được ta bỗng nhiên bắt đầu mong chờ có một ngày như vậy ta đây hiện giờ, huyền lực bị áp chế đến cảnh giới vương huyền, ngươi cho rằng, tranh lệch giữa linh huyền và vương huyền là dễ dàng bù lại như vậy à? Vân Triệt không nói gì thêm, hắn thu hồi thân thể viêm long, cầm lấy long khuyết, huyền lực toàn thân bùng nổ, uy vũ sinh phong vung lên, mỗi một kiếm đều gào thét điếc tai, uy lực vô cùng. Long khuyết vô cùng nặng nề ở trong tay Vân Triệt lay động ra bóng xám đầy trời, không gian dưới đất bị chấn áp này bắt đầu tràn ngập sóng gió kéo dài không thôi, muốn củng cố huyền lực tăng vọt phương pháp tốt nhất liền lần lượt dốc toàn lực phóng thích vân triệt cũng trong một khắc này xác định mục tiêu của chính mình tăng lên huyền lực đây là chuyện duy nhất mà hắn có thể làm ở trong này cũng phải làm một lúc lâu sau vân triệt đã thở hổn hển hắn vác long khuyết ra sau lưng ngồi xuống nhanh chóng tiến vào trạng thái nhập định 54 huyền quan huyền mạch toàn bộ khai hỏa huyền lực như nước lũ cấp tốc vận chuyển trong cơ thể hắn trong nhập định thời gian trôi qua cực kỳ mau bất chi bất giác tám canh giờ đã trôi qua vân triệt mở mắt thân thể lại tràn đầy huyền lực nhưng trong bụng lại truyền đến cảm giác đói khát lại bắt đầu đói bụng vân triệt sờ sờ bụng ở dưới yêu nhân trơ mắt nhìn soi mói một lần nữa lấy viêm long ra lại cắt một miếng thịt lớn ở trên cái đuôi lớn của nó nhỏ máu rồng ra cầm trong tay lấy huyền hỏa bắt đầu nướng chỉ có điều cảm giác đói khát lần này đương nhiên không thể so sánh với hôm qua hắn nướng không nhanh không chậm chậm rãi không lâu lắm đã mùi thịt bay ra bốn phía đến khiến vân triệt nuốt nước miếng Thịt rồng ngon nổi tiếng trên đời, điểm này các huyền thú khác không thể bằng được. Nhưng có thể có may mắn thưởng thức thịt rồng, toàn bộ thiên huyền đại lục đều không có được mấy người. Mùi thịt rồng khó có thể miêu tả này nhẹ nhàng mơ hồ truyền đến chỗ yêu nhân, khiến cho chóp mũi của hắn giật giật, mười ngón tay run rẩy một trận. Mùi thịt xa xỉ nhất trên đời này, đối với yêu nhân hắn 100 năm không được ăn cơm mà nói, không thể nghi ngờ là một hấp dẫn cực kỳ lớn đủ để cho hắn không khống chế được. Nhưng hắn đường đường là yêu vương, sao có thể xin ăn với một tiểu bối? hắn cắn đầu lưỡi một cái, quay mặt qua chỗ khác, phong bế khứu giác, nhưng lập tức, bên lỗ tai hắn chuyển đến tiếng răng nanh vân triệt cắn xé thịt và nhấm nuốt thịt rồng. Mười ngón tay bắt đầu run run gần như muốn thoát khỏi các đốt ngón tay bay ra ngoài. Tác dụng phụ theo đó tiến đến, vân triệt lập tức lại một lần nữa nghênh đón lễ rửa tội thống khổ, và nguy hiểm vô tận. Nhưng một lần này, vân triệt chẳng những vô cùng lạnh nhạt như trước, hơn nữa có vẻ thong dong hơn. Khi lực lượng của thịt rồng bùng nổ, hắn còn thuận miệng uống một chén máu rồng lúc trước đã nhỏ ra. Viêm long bị mặt lị miểu sát, đã tồn tại trong thiên độc châu hơn một năm, gần như sắp bị vân triệt quên lãng, lại ở trong không gian dưới mặt đất này, chẳng những kéo vân triệt từ hiểm cảnh bị đói chết về, còn khiến cho hắn tìm được một phương pháp tuy rằng vô cùng thống khổ, nhưng có thể nhanh chóng tăng huyền lực lên. Như yêu nhân dự đoán, sau khi thành công ở lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba năng lượng đánh sâu và nổ tung trong thân thể, vân triệt chỉ dùng 5 canh giờ rưỡi, Liên hoàn toàn hấp thu lực lượng của rồng và chữa trị thân thể, sau đó, hắn liền bắt đầu điên cuồng luyện kiếm, nhập định, luyện kiếm, nhập định. Đói bụng ăn thịt rồng, khát uống máu rồng, lấy một phương thức không thể tưởng tượng nổi lặp đi lặp lại. Mà trong quá trình này, huyền lực của Vân Triệt cũng lấy tốc độ đủ để gặp trời phạt mà nhanh chóng tăng lên. Chỉ đơn thuần tăng lên lực lượng mà nói, nơi này đối với Vân Triệt mà nói, chính là một nơi tuyệt hảo. Ở bên ngoài, hắn vốn không thể nào làm được lòng không việc khác, luôn luôn có đủ loại người sự ràng buộc quấy dày hắn. Mà ở trong này, u ám, yên tĩnh, ngăn cách, không có bất kỳ ai sẽ đến ràng buộc và quấy nhiễu hắn. Người duy nhất tồn tại cùng hắn, lại bị trói buộc tự do. Mà tất cả những người có quan hệ với hắn ở bên ngoài, đều trở thành động lực để hắn phải lấy tốc độ nhanh nhất tăng lực lượng lên, sau đó đi ra khỏi nơi này. Vì thế, tất cả thời gian của hắn đều ở trong tu luyện. Tu luyện điên cuồng. Trong thời gian ngắn nhất giết chết yêu nhân, sau đó rời khỏi. Nơi này là mục tiêu duy nhất trước mắt của hắn. Trừ điều này ra, hắn áp chế tất cả vướng bận và tưởng niệm, đều không nghĩ đến nữa. Thương Vân Đại Lục, phía sau núi Thái Tô môn, rừng trúc xanh tươi, căn phòng trúc nhỏ bọn họ cùng nhau dựng lên, đây là nơi Tô Linh Nhi thích tới nhất. Tuy rằng Tô Hoành Sơn liên tục nhắc nhở nàng ngàn vạn lần không được, không tự kiềm chế chạy đến nơi này, nhưng nàng luôn không nhịn được vụng trộm tiến đến, sau đó ngồi trước phòng trúc nhỏ liền chính là một buổi chiều. Chỉ ngồi ở đó, tắm rửa gió của rừng trúc lần lượt nghĩ đến ban đêm cùng với hắn nàng liền tràn đầy hạnh phúc buổi chiều một ngày này nàng giống như rất nhiều lần trước kia một mình vụng trộm chạy tới nơi này dựa vào bên cạnh phòng trúc hai tay nâng má non mềm trong mắt nhìn trúc xanh lay động thỉnh thoảng ngây ngốc cười một tiếng không biết đang suy nghĩ cái gì thời gian chậm rãi trôi qua dần dần tới gần hoàng hôn cũng là thời gian nàng nên rời đi tô linh nhi đứng dậy cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ nhắn bé xíu chân nho nhỏ thân thể hoạt bát còn có bộ ngực chưa bắt đầu lớn lên của mình môi nàng mím lại uất ức nói hu phải khi nào mới có thể lớn lên đây rất muốn ngày mai có thể lớn lên vân triệt ca ca sẽ liền tới cưới ta mang theo mơ màng thiếu nữ tô linh nhi vừa ưu sầu lại vừa hạnh phúc nghĩ lúc này một giọng nói chói tay bỗng nhiên chuyển đến hà là muội muội thân ái sao sao một mình ngươi lại chạy đến nơi đây ta đã biết chắc là lại chạy tới nơi này tưởng niệm vân triệt ca ca chính là người kia của ngươi đi tô hạo nhiên không biết từ nơi nào đi ra không nhanh không chậm đi đến trước mặt tô linh nhi cười híp mắt nói kaka ca ca. đối với tô hạo nhiên tô linh nhi từ trước đến nay đều không thân cận thậm chí còn có một chút bài xích nhưng vẫn rất lễ phép gọi một tiếng sau đó thật biết điều khéo léo nói vâng mỗi mỗi ngày đều nhớ vân triệt kaka ca ca. chờ huynh ấy trở về sớm một chút ha ha nhìn dáng vẻ tô linh nhi tô hạo nhiên giống như nghe được chuyện cười gì buồn cười mà phá lên cười trao ôi muội mỗi ngốc của ta Dáng vẻ này của ngươi, thật sự khiến cho ta không nhịn được cười. Hai, cũng đúng, tuy có vài chuyện tất cả mọi người đều biết, nhưng không có ai sẽ nguyện ý nói ra cho ngươi, nhưng ta dù sao cũng là ca ca của ngươi, như thế nào cũng nên suy nghĩ vì ngươi, cho nên người xấu xa này vẫn để cho ta làm đi. Ta khuyên ngươi vẫn nên buông tha ảo tưởng không nên có này đi, Vân Triệt ca ca này của ngươi, vĩnh viễn đều khó có khả năng sẽ trở lại tìm ngươi, hắn nói muốn cưới ngươi với phụ thân chẳng qua vì lúc đó muốn đối phó với nhị bá người tô hoành nhạc tạm thời giả vờ lấy cớ mà thôi. tô linh nhi bỗng nhiên ngẩng đầu lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn vì tức giận mà lan tràn lên đỏ ửng. huynh gạt người vân triệt ca ca đã nói với muội rồi chờ muội trưởng thành huynh ấy liền sẽ tới cưới muội. huynh gạt người huynh gạt người hừ lời nói dối kiểu này cũng chỉ có loại người không hiểu chuyện như tiểu nha đầu ngươi mới có thể tin. tô hạo nhiên khinh thường bĩu môi một cái xuất thân của vân triệt kia còn tốt hơn thái tô môn chúng ta bao nhiêu lần chính là thê tử kia của hắn hừ tô hạo nhiên ghen tị cắn răng một cái chẳng những có dáng vẻ giống như tiên nữ hơn nữa còn có thực lực cao hơn cả thái gia gia của chúng ta ngươi có gì có thể so sánh với nàng ta bên người hắn có một người hoàn mỹ tới cực điểm làm bạn sao lại coi trọng một tiểu mao nha đầu mới 10 tuổi như ngươi đừng nói hắn đổi thành bất cứ người nào đều khó có khả năng trong thời gian một ngày liền nói muốn cưới một tiểu nha đầu mới 10 tuổi, vài lời hắn nói chỉ là hứng khởi nhất thời, vì giúp phụ thân tiện tay giải quyết chuyện của nhị bá mà diễn trò thôi, cũng chỉ có ngươi mới tin tưởng. Về phần nguyên nhân, đại khái vì mỹ nữ kia bị thương hôn mê, phụ thân thu lưu bọn họ dừng chân chữa thương, mà người xuất thân gia tộc siêu nhiên, đương nhiên không đồng ý thiếu nợ nhân tình của gia tộc, mà ở trong mắt bọn họ chính là thấp hơn, cho nên mới ra tay giúp chút chuyện nhỏ, cũng coi như hoàn trả nhân tình, ngươi lại có thể cứ ảo tưởng hắn thật sự sẽ trở về cưới ngươi đoán chừng hắn hiện giờ, ngay cả ba chữ Thái Tô Môn cũng đã quên, chứ đừng nói tới sẽ nhớ được ngươi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Cà Phê nhé. Tô Linh Nhi quyến luyến vân triệt, người bên ngoài nhìn vào sẽ hơi kỳ quái, thậm chí có phần không hiểu, ngay cả bản thân Tô Linh Nhi, cũng không rõ ràng vì sao từ sau ngày nhìn thấy hắn, trong đầu, trong lòng liền toàn bộ là bóng dáng của hắn, chờ đợi hắn trở về, gần như hợp thành toàn bộ khát vọng của nàng. Mà lời Tô Hạo Nhiên nói, đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là ngôn ngữ tàn khốc nhất trên đời, bởi vì mỗi một chữ của hắn cũng giống như một cây cương châm ác độ, hung hăng đâm vào trong giấc mộng tốt đẹp nhất và hạnh phúc của nàng. Huynh nói bậy. Huynh gặt người. Tô Linh, Nhi dùng sức lắc đầu, phẫn nộ kêu, Vân Triệt ca ca nói huynh ấy yêu thích muội, huynh ấy từng nói sẽ đợi muội lớn lên sau đó đến lấy muội, Vân Triệt ca ca nhất định sẽ không gạt muội. Là huynh nói lung tung. Huynh không thể nói lung tung như vậy. Hả? Vậy sao? Tô Hạo Nhiên nhếch miệng nở nụ cười, nếu như hắn thật sự thích ngươi, vậy thì sao lúc hắn đi lại không mang ngươi đi cùng chứ? Hắn đã thích ngươi như vậy, thế hắn có nói cho ngươi biết nhà hắn ở đâu không, xuất thân tông môn gì không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Linh Nhi bỗng chốc trở nên trắng bệch, đó là bởi vì, đó là bởi vì, đó là bởi vì hắn vốn không có khả năng thích một tiểu nha đầu như ngươi, sao có thể mang theo ngươi đi cùng, còn sợ ngươi lỡ như thật sự đi tìm hắn, cho nên cả xuất thân của bản thân cũng không nói cho ngươi, còn có bất kỳ người nào khác, Ngươi trừ bỏ biết tên của hắn, lại biết gì về hắn chứ? Có khi, ngay cả tên hắn cũng chính là tạm thời bịa ra. Tô Hạo Nhiên cười hề hề nói, hoàn toàn không chú ý đến lời của mình là tàn nhẫn cỡ nào đối với Tô Linh Nhi. Huynh nói lung tung. Huynh nói lung tung. Những chuyện này không phải là thật. Vân Triệt ca ca sẽ không gạt muội, Huynh ấy nhất định sẽ tới tìm muội. Hai tay Tô Linh Nhi bịt tai, dùng sức lắc đầu, không cách nào giãi bày, trong mắt đã bắt đầu tràn ngập hơi nước. Tô Hạo Nhiên giang tay, vậy ngươi cứ tiếp tục ảo tưởng đi. Đáng tiếc cho muội muội tốt của ta, đường đường công chúa của Thái Tô Môn, nam nhân tốt một thế hệ tương lai của Giang Đông có thể để cho ngươi lựa chọn, lại cứ muốn ngây ngốc chờ một người lừa ngươi đùa dẫn ngươi, nếu việc này truyền đi, chật chật, sợ rằng toàn bộ Thái Tô Môn chúng ta đều sẽ bị người chê cười. Huynh gạt người. Tất cả huynh nói đều đang dối gạt muội, muội chán ghét huynh. Tô Linh Nhi bịt lấy lỗ tai, chạy đi rất xa trong gió mát trong rừng trúc mơ hồ truyền đến tiếng khóc đè nén của nàng tại sao nha đầu kia của tô hoành sơn lại ở chỗ này cách chỗ tô hạo nhiên không xa một người trung niên một thân hắc y chậm rãi đi ra rõ ràng là tô hoành nhạc đừng để ý đến nàng ta tô hạo nhiên không coi là quan trọng bĩu môi một cái xoay người nói nghe nói nhị bá có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ta là chuyện gì vậy lấy trí thông minh của hạo nhiên hiền chất chẳng lẽ còn đoán không ra sao tô hoành nhạc nhàn nhạt cười nói đương nhiên là tới giúp hiền chất sớm ngày lấy được tông môn trí bảo đi lên vị trí môn chủ hai người đối diện nhìn nhau một lát đồng thời cười lên ha hà cho đến khi màn đêm phủ xuống tô linh nhi mới về đến thái tô môn một đường mất hồn mất vía nàng không nguyện ý tin tưởng lời tô hạo nhiên nói nhưng âm thanh giống như ác mộng này lại thủy chung quanh quẩn trong đầu nàng khiến cho nàng như thế nào cũng không thể quên đi có phải vân triệt ca ca thật sự không tới tìm ta không không vân triệt ca ca nhất định sẽ không lừa gạt ta huynh ấy đối xử tốt với ta như vậy, ánh mắt huynh ấy nhìn mình, ấm áp giống như ánh trăng trong rừng trúc. Nhưng mà, vì sao ngày đó huynh ấy không dẫn ta đi cùng, vì sao không nói với ta nhà huynh ấy ở đâu? Ta biết, chỉ có tên của huynh ấy, tất cả những chuyện khác, đều không biết. Nếu như, huynh ấy thật sự quên lãng ta, huynh ấy không thích ta, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Tô Hoành Sơn đi ra khỏi phòng luyện công, liếc mắt nhìn thấy Tô Linh Nhí bước chân nhẹ bỗng vô lực hắn vội vã tiến tới nghênh đón nói linh nhi con đi đâu vậy sao trễ như vậy mới trở về tô linh nhi nâng ánh mắt mông lung nước mắt lên cố nén nỉ non tội nghiệp nói phụ thân vân triệt ca ca huynh ấy huynh ấy thật sự sẽ trở về lấy con sao huynh ấy có phải sẽ không phải chỉ tùy tiện nói một chút có phải sẽ quên mất con không trên má tô linh nhi vẫn còn treo vài giọt nước mắt hiển nhiên vừa thương tâm đã khóc tô hoành sơn ngơ ngác một chút ngồi sổm xuống mỉm cười nói linh nhi con dùng cảm giác của mình nói với cha con cảm thấy hắn thích con sao tô linh nhi nhẹ nhàng chớp mắt một cái gật gật đầu vân triệt ca ca nhất định yêu thích con vậy là được tô hoành sơn mỉm cười gật đầu khi lời của người khác và cảm giác của mình sinh ra xung đột con phải tin tưởng đương nhiên chính là cảm giác của mình không chỉ là linh nhi cha cũng cảm giác đến vân triệt ca ca của con vô cùng vô cùng thích con khi hắn nhìn con giống như đang nhìn tính mạng của mình nhất là một ngày khi hắn rời đi Cha nhìn ra, hắn rất muốn cực kỳ muốn mang con đi cùng. Chính là, tuổi của con còn quá nhỏ, nếu hiện giờ hắn dẫn con đi cùng, hoặc là cưới con, nhất định sẽ rước lấy rất nhiều cực kỳ nhiều chê trách. Cho nên, hắn muốn con chờ hắn, luôn luôn đợi đến một ngày con lớn lên, hắn liền nhất định sẽ trở về cưới con. Tuy rằng hiện giờ hắn không ở bên cạnh con, nhưng mà, giữa hai đứa đã có hôn ước, còn có nhiều người chứng kiến như vậy, một điểm này tuyệt đối sẽ không bị chặt đứt. Tô Hoành Sơn rất rõ ràng, sau khi vân triệt rời đi tất cả mọi người đều cho rằng hắn không có khả năng quay trở lại về phần hôn ước với tô linh nhi đều chỉ vì giải quyết chuyện của tô hoành nhạc mà thuận miệng lấy ra nhưng tô hoành sơn không cho là như vậy ánh mắt vân triệt nhìn tô linh nhi còn có đối xử tốt với con bé là hoàn toàn không phải giả vờ lời nói của phụ thân giống như một luồng gió xuân vui vẻ bỗng chốc giải khai tất cả lo lắng và sợ hãi của tô linh nhi nàng vui vẻ gật đầu phụ thân con đã biết con chỉ biết, Vân Triệt ca ca nhất định yêu thích con. Con sẽ mau chóng lớn lên, mỗi ngày chờ huynh ấy về lấy con. Ha ha, Tô Hoành Sơn hơi bất đắc dĩ cười cười, nữ nhi bảo bối của hắn mới 10 tuổi vốn là một tiểu linh tinh hồn nhiên ngây thơ, vô ưu vô lo, kể từ khi gặp được Vân Triệt, vốn tuổi còn nhỏ tình yêu chưa nở, lại bắt đầu cả ngày đắm chìm trong tương tư, còn mỗi ngày muốn phải lập gia đình, hắn người làm phụ thân thật sự dở khóc dở cười. Hắn tùy miệng hỏi, có phải là có người nói lời nói thương tâm gì đó với con không? tô linh nhi nhẹ nhàng gật đầu vâng là ca ca khi con ở trong rừng trúc ca ca cũng đến đó nói với con rằng vân triệt ca ca đều đang gạt con cho nên cho nên con nói ca ca con hắn đi vào trong rừng trúc chân mày tô hoành sơn đột nhiên khẽ động vâng phụ thân người làm sao vậy sao bỗng nhiên trở nên nghiêm túc như thế à không có gì tô hoành sơn vội vàng cười cười ánh mắt hắn liếc qua long lân bảo giáp ở dưới áo ngoài của tô linh nhi chỉnh lại cổ áo kéo lên cho tô linh nhi vừa nghiêm túc dặn dò linh nhi nhớ cho kỹ lời cha nói quần áo màu vàng nhạt này của con phải mặc lên người mọi lúc hơn nữa nhất định phải giấu cho thật kỹ tuyệt đối không thể để cho bất kỳ ai khác nhìn thấy bao gồm cả huynh muội trong tộc thường cùng chơi đùa với con nếu không cẩn thận bị người khác biết được mà nói rất có khả năng sẽ bị người cướp đi con hiểu không tô linh nhi theo bản năng túm chặt áo ngoài của mình rất chân thành gật đầu đã biết phụ thân đây là vân triệt ca ca tặng cho con con nhất định sẽ cẩn thận bảo hộ nó. Tô Linh Nhi cuối cùng mở ra khúc mắt, thông suốt phóng khoáng chạy đi, còn Tô Hoành Sơn lại trở nên tâm sự nặng nề. Sau khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, Tô Hạo Nhiên mới lặng yên trở về tới Thái Tô Môn, hắn vừa về tới gian phòng của mình, lại nhìn thấy phụ thân Tô Hoành Sơn rõ ràng đang đứng ở trong phòng, trong lòng hắn chấp động, vội vàng nói, phụ thân, sao người lại ở trong này? Ta có lời muốn nói với con. Tô Hoành Sơn liếc xéo hắn một cái, thản nhiên nói, xế chiều hôm nay con đi đâu vậy? buổi chiều con luyện công rất lâu hơi mệt mỏi liền đi một vòng trong rừng trúc phía sau núi còn gặp được linh nhi không biết phụ thân có chuyện quan trọng gì muốn nói với con tô hạo nhiên cung kính mặt không đổi sắc nói con ở trong rừng trúc trừ bỏ gặp được linh nhi liền không gặp được những người khác sao sắc mặt tô hoành sơn biến thành xa sầm xuống giọng nói cũng trở nên không được tốt tô hạo nhiên ngẩng đầu mang vẻ kinh ngạc trên mặt rừng trúc phía sau núi luôn luôn yên lặng con thật sự chỉ gặp được linh nhi nói mấy câu với muội ấy, trừ đó ra, cuối cùng không gặp được những người khác, vì sao phụ thân lại hỏi như vậy? Tô Hoành Sơn nhìn thẳng hắn một hồi lâu, rời ánh mắt, thở dài một tiếng, thản nhiên nói, hạo nhiên, một nam nhân thành thục có dã tâm không phải chuyện xấu, không có dã tâm, thì vĩnh viễn không có khả năng trèo lên đến đỉnh. Tâm ngoan thủ lạt, âm hiểm giả dối, cũng thường là thứ mà một người thành công thượng vị cần phải có. Nhưng thứ này, chỉ thích hợp dùng ở trên người kẻ địch, nếu dùng trên người người trí thân, như vậy người này không thể được gọi là người, mà là súc sinh. Một điểm này, con cần phải nhớ kỹ." Chân mày Tô Hạo Nhiên nhảy dựng, lập tức dùng sức gật đầu, thành khẩn nói, "Hạo Nhiên ghi nhớ lời phụ thân dạy bảo." Tô Hoành Sơn nghiêng đầu qua, nhàn nhạt gật đầu, người quý ở chỗ tự biết mình. Vi phụ làm môn chủ này đúng là làm không xứng chức, trong lòng ta rành mạch. Rất nhiều khi, ta không đủ quả quyết, không đủ lòng dạ ác độc, không đủ kiên cường, bằng không cũng sẽ không nhiều người ở trước mặt môn chủ ta đây cản rỡ không kiêng kỵ như vậy nhưng tô hoành sơn ta cả đời này tất cả những chuyện đã làm đều không thẹn với lương tâm tuy rằng tầm thường vô vị nhưng không phụ với trời không làm thất vọng tông môn không làm thất vọng tổ tông con là nhi tử độc nhất của tô hoành sơn ta ta hy vọng tương lai con ngàn vạn lần không khiến cho ta thất vọng dạ con sẽ không quên lời phụ thân nói nhất định sẽ không làm ra chuyện gì khiến phụ thân thất vọng tô hạo nhiên như chém đinh chặt sắt nói Ừm. Tô Hoành Sơn nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, không nói chuyện nữa, bước chân thong thả đi ra ngoài. Đưa mắt nhìn Tô Hoành Sơn rời đi, sắc mặt Tô Hạo Nhiên xa sầm xuống, sau đó lộ ra nụ cười âm nhu. Tuy rằng ta có thân phận nhi tử môn chủ, nhưng về tư chất, vị trí của ta, còn rất nguy hiểm, cho nên ta không thể không tính toán vì mình trước. Chí thân. Hừ, nếu ta cổ hủ, không quả quyết giống như ngươi, thái tô môn này tương lai vĩnh viễn không có khả năng có vị trí của ta, đến lúc đó, ta thật sự có thể xong rồi làm nhi tử của ngươi, sao ta có thể khiến cho ngươi thất vọng chứ? Ha ha, ha ha, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bất chi bất giác, cách lúc Vân Triệt ngã xuống, đã qua hơn nửa năm, nhưng đủ loại đề tài và tin đồn về Vân Triệt, vẫn như trước truyền bá chung quanh trong nước thương phong, còn có đủ loại phiên bản kiểu sau khoa trương hơn kiểu trước, còn được một vài người nhiều chuyện biên tập thành sách, lượng tiêu thụ và sức nóng truyền bá dị thường. Bệnh tình của thương phong hoàng đế càng ngày càng xa sút ám chiến giữa đại hoàng tử và tam hoàng tử cũng bắt đầu chính thức chuyển sang minh chiến. Tất cả hoàng tử đều lẫn lộn vào trong đó, lại không có một ai đếm xỉa đến, không có một ai bận tâm đến lửa sinh mạng của thương phong. Hoàng đế càng ngày càng mờ nhạt, làm bạn ở bên người thương phong hoàng đế, chỉ có thương nguyệt công chúa. Toàn bộ thương phong hoàng thất bị bao phủ, trong một vòng u ám càng ngày càng âm u trầm thấp. Sau u ám, là tiêu tông và phần thiên môn đã bắt đầu lộ ra răng nanh. Trong vòng xoáy khổng lồ do tiêu tông và phần thiên môn chung tay thôi động lên, thương phong hoàng thất gần như không hề có bất cứ năng lực ngăn cản nào thiên kiếm sơn trang luôn bảo trì trầm mặc hoàn toàn không hề có dấu hiệu muốn can thiệp chuyện về sở nguyệt thiền nửa năm trước khiến lăng nguyệt phong nhận lấy đả kích có lẽ cũng không có tâm tư đi để ý đến chuyện này còn băng vân tiên cung lại đã hoàn toàn bế cung mặc cho ngoại giới mưa gió bấp bênh cũng không hề có động tĩnh gì thiên kiếm sơn trang dưới ngự kiếm đài vân triệt mang long khuyết trên người ngồi xếp bằng ở đó hắn giữ vững tư thế này đã hơn ba canh giờ mà lúc này trên đỉnh đầu hắn từng sợi huyền khí hóa thành luồng khói trắng mà mắt thường có thể nhìn thấy được chậm rãi dâng lên, lại sắp đột phá sao? nhìn khói trắng trên đỉnh đầu hắn, yêu nhân cúi đầu nói. vẻ ngoài vân triệt nhìn qua vô cùng bình tĩnh, nhưng trong cơ thể hắn lại gợn sóng nổi lên bốn phía. sau khi luyện kiếm đến tình trạng kiệt sức, hắn ngồi xếp bằng ở đó vận chuyển huyền khí trong người trên một trăm tiểu chu thiên, đồng thời nghĩ đến hình ảnh khi ở bài vị chiến, mặt lỵ đã lưu lại cho hắn về thiên lang kiếm thứ hai chính là tấm hình kia chỉ có động tác phóng thích thiên lang kiếm thứ hai nhưng không có huyền quyết quan trọng nhất hơn nữa thiên lang ngục thần điển là huyền kỹ cấp thần cho dù có tổng quyết trong lòng muốn chỉ dựa vào quỹ tích vùng trọng kiếm mà lĩnh ngộ ra chân lý của chiêu kiếm thứ hai cũng vốn là chuyện không có khả năng nhưng từ trước đến giờ vân triệt đều không cho rằng đây là chuyện không có khả năng trong vòng nửa năm này mỗi ngày hắn đều khổ tâm suy nghĩ bức hình trong đầu óc của hắn cũng suy diện trên một vạn kiểu mà sau khi huyền khí vận chuyển lần thứ 200 chu thiên trong cơ thể tất cả huyền khí đột nhiên bỗng chốc vô ảnh vô tung biến mất toàn thân vân triệt run lên lần kinh hãi này không phải là nhỏ trên dưới toàn thân trong nháy mắt đổ mồ hôi nhưng lập tức hắn lại gắt gao bình tĩnh lại đây là có chuyện gì chẳng lẽ khi đầu óc của hắn vì huyền lực đột nhiên biến mất mà tinh thần hoảng hốt bên trong huyền mạch của hắn bỗng nhiên lóng lánh lên một vầng sáng màu đỏ lam lộng lẫy như ngôi sao sau đó từng luồng huyền khí vô cùng hùng hậu theo chỗ sâu trong huyền mạch của hắn chen trúc mà ra giống như nước lũ nhanh chóng tuôn trào đến các đại gân mạch toàn thân huyền mạch bắt đầu cấp tốc thả lỏng kinh mạch đã dưới huyền khí rót vào mà co rút lại giãn ra giống như đang vũ động trong hưng phấn dưới địa huyền cảnh huyền khí vô hình vô sắc chỉ có thể dựa vào lực lượng dao động khi lưu động mà bắt giữ nó mà vào lúc này vân triệt lại rõ ràng nhìn thấy trong huyền khí bắt đầu khởi động này hiện ra một màu trắng mỏng manh giống như từng sợi khói nhẹ mức độ hùng hậu này càng mạnh hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần quả thật không thể so sánh nổi vầng sáng huyền mạch cũng trở nên càng thêm sáng ngời màu đỏ và màu lam đều trở nên càng thêm trói mắt vân triệt như trước nhắm mắt lại cảm nhận được huyền khí trong huyền mạch bắt đầu khởi động hai tay chậm rãi duỗi ra mở ra khóe miệng dần dần nhếch lên một độ cong vui sướng hắn vô cùng rõ ràng ý vị này là như thế nào đây có ý nghĩa huyền lực của hắn đã chính thức đột phá cảnh giới linh huyền bước chân vào cảnh giới địa huyền. Thời gian gần nửa năm, hắn từ linh huyền cảnh cấp 1 cất bước đến địa huyền cảnh cấp 1. Gần 6 tháng, hơn nữa bởi vì huyền quan huyền mạch của hắn khai hỏa hoàn toàn, cho nên từ linh huyền cảnh đến địa huyền cảnh, vốn ngay cả bình cảnh cũng không có, liền dễ dàng đột phá như vậy, nước chảy thành sông. Tốc độ đột phá như thế, ở Thương Phong Đế quốc có thể nói từ xưa đến nay chưa từng có. Quả thật, huyền lực của hắn có thể tăng nhanh lên như vậy nguyên nhân chủ yếu còn ở chỗ hắn ăn vào lượng lớn thịt rồng uống vào lượng lớn máu rồng cho tới hôm nay toàn bộ cái đuôi lớn của viêm long đều bị vân triệt nuốt vào trong bụng hóa thành lực lượng vĩnh hằng của hắn nhưng nói đi nói lại có thể ở linh huyền cảnh điên cuồng ăn thịt rồng uống máu rồng mà không chết còn có thể hấp thu luyện hóa thành lực lượng của mình bản thân này là một năng lực biến thái đến làm cho người ta giận sôi huyền khí bắt đầu khởi động trong cơ thể dừng lại vào lúc này cảm giác lực lượng tràn đầy này khiến cho vân triệt thoải mái giống như đưa thân vào trong mây mù, hắn mở to mắt, đứng dậy, mở hai tay ra, lỗ chân lông toàn thân mở ra, tận tình cảm giác tất cả chung quanh. Mỗi một lần đột phá đại cảnh giới, đều sẽ kèm theo linh hồn thăng hoa, lực cảm giác cũng theo đó mà tăng lên lần lần, phạm vi linh giác thăm dò của hắn đã có thể kéo dài đến khoảng cách hơn trước kia mấy lần. Thậm chí, hắn loáng thoáng có thể nghe thấy âm thanh quỹ tích dao động và trao đổi lẫn nhau của các loại nguyên tố. Vân Triệt hưng phấn nắm long khuyết lên, hét lớn một tiếng thoải mái ánh mắt bỗng nhiên tập trung vào yêu nhân ánh mắt chợt lóe cả người giống như tia chớp nhảy vào trong kết giới phần tâm mở ra một kiếm nện xuống đầu yêu nhân lúc phần tâm mở ra cảm giác gánh nặng thân thể lại mảy may không xuất hiện điều này cũng có ý nghĩa hắn đạt tới địa huyền cảnh đã có thể giống như tà phách hoàn toàn thích ứng với trạng thái phần tâm có thể dưới bình thường không hề có áp lực tùy ý duy trì trạng thái phần tâm đối mặt với vân triệt ở linh huyền cảnh sơ kỳ yêu nhân từng khinh miệt dùng chính đầu của mình đi nghênh đón trọng kiếm của vân triệt nhưng đối mặt với vân triệt đã là địa huyền cảnh sơ kỳ cũng là một kiếm công kích trực tiếp đến thiên linh cái như vậy yêu nhân lại không dám dùng đầu đi đón đỡ nữa, nữa bởi vì uy thế đến từ vân triệt đã bắt đầu khiến cho hắn có một tia áp lực rất nhỏ tuy rằng cực kỳ cực kỳ nhỏ nhưng cũng là lực áp bách thật sự nhanh đột phá địa huyền như vậy đúng là kinh người nhưng muốn giết ta còn cực kỳ sớm yêu nhân khinh thường gầm nhẹ một tiếng một tay chụp vào long khuyết lúc bàn tay đụng chạm đến long khuyết lại bắt đầu hư ảnh đầy tay còn long khuyết chân chính đã theo vị trí thân thể di động quỷ dị của vân triệt hung hăng đập vào trên bờ vai yêu nhân tinh vẫn chi liên phát ra tiếng đánh trói tai một kiếm này của vân triệt giống như đạp vào phía trên huyền thép không thể xuyên thủng chấn động đến hai hai tay run lên nhưng bả vai của yêu nhân đừng nói bị thương ngay cả quần áo yếu ớt của hắn dưới sự bảo vệ của huyền lực đều không có một chút tổn thương cho dù đến địa huyền cảnh thực lực giữa hắn và yêu nhân vẫn như trước khác nhau một trời một vực. Tay yêu nhân giơ lên, một luồng gió lốc huyền lực vô cùng mãnh liệt đẩy rời đi, khiến cho toàn bộ bên trong kết giới cuốn lấy một cơn gió bão vô cùng đáng sợ, chỉ một hơi, Vân Triệt đã bị gió lốc huyền lực hất ra ngoài vài trăm trượng, chật vật ngã trên đất. Hắn lập tức đứng dậy, lau đi vết máu ở khóe miệng, hung tợn nói, "Một ngày nào đó, ta sẽ giết ngươi." Chờ đến một ngày nào đó đi, ngươi lại nói ra lời nói cùng vọng này, Ngươi bây giờ tự xưng muốn giết ta, vẫn như cũ chỉ là chê cười. Yêu nhân khinh thường nói. Có phải chê cười hay không, không phải ngươi nói là tính. Vân triệt lại một lần nữa cầm lấy long khuyết, cũng không chữa thương ngay tại chỗ, bỗng nhiên lại tiến về phía trước, hướng vào trong kết giới, long khuyết liên tục bay lượn. Hơn 10 đường phượng hoàng hỏa diễm mang theo tiếng phượng hót to rõ bay về phía yêu nhân. Phượng hoàng phá. Phượng hoàng viêm yên lặng hồi lâu, cũng vào lúc này cuối cùng một lần nữa thức tỉnh. Hả? yêu nhân không phải không tiếp nhận lấy huyền hòa của vân triệt nhưng hòa diễm nhằm về hắn vào lúc này lại rõ ràng mang theo nóng rực và uy thế vô cùng bàn tay hắn vung lên người mấy phượng hoàng phá đều bị đánh văng ra toàn bộ nhưng mù bàn tay hắn lại bị cháy thành màu đỏ bừng điều này khiến cho chân mày yêu nhân nhíu chặt đúng lúc này vân triệt ở phía ngoài xa mười mấy trượng bỗng nhiên trong nháy mắt lao đến toàn thân bao phủ lấy lửa phượng hoàng vô cùng nóng rực phượng rực thiên khung ầm um. long khuyết kiếm hung hăng đện lên trên ngực yêu nhân một luồng phượng hoàng viêm cuồng bạo nổ tung trên lồng ngực hắn, độ nóng vô cùng nóng rực, cùng với uy áp phượng hoàng khiến cho yêu nhân cường đại có hít thở không thông. Trong nháy mắt, Vân Triệt lộn ngược một cái ra sau rơi xuống đất, phía sau, một đầu sói to màu xanh biếc ngửa mặt lên trời thét dài, long khuyết hạ xuống, một bóng sói chạy như bay mà ra, xé rách không khí, đánh thẳng về phía yêu nhân mà đi. Doẹt! Thiên lang chạm chuẩn xác không lầm, đánh sâu vào trên yêu nhân vốn không thể di động, sẽ rách ra một lỗ hồng dài chừng nửa xích trên quần áo trước ngực hắn, sau đó không hề lưu tình đánh sâu vào bộ phận trước ngực hắn. Một cơn đau giống như bị kim châm chuyển đến, mặc dù chỉ là đau đớn rất nhỏ giống như kim đâm, ngực cũng chỉ xuất hiện một vết chảy đỏ ngay cả da cũng không rách, nhưng đủ để khiến cho yêu nhân chấn động. Hắn cũng không cố hết sức bày ra huyền lực phòng ngự, nhưng bình thường huyền lực phòng ngự tự nhiên tồn tại, cho dù là một cường giả thiên huyền sơ kỳ đánh lén vào cũng khó mà phá vỡ quần áo của hắn cũng bị che dưới tầng huyền lực phòng ngự tồn tại tự nhiên này nhưng lại bị một kiếm của vân triệt đánh ra thành một đường rách còn khiến cho hắn cảm thấy đau đớn đây rõ ràng có ý nghĩa hắn lấy huyền lực địa huyền cảnh sơ kỳ cứng rắn phóng xuất ra uy lực mà thiên huyền cảnh mới có lực chiến đấu vượt cấp hơn huyền lực một điểm này cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên gì ở trong nhận thức của yêu nhân nhập huyền cảnh có lực chiến đấu của chân huyền cảnh chân huyền cảnh có lực chiến đấu của linh huyền cảnh hắn đều nhìn mãi quen mắt Thậm chí linh huyền cảnh có lực chiến đấu của địa huyền cảnh, hắn đều gặp không ít, nhưng theo cảnh giới tăng lên, khác biệt về thực lực ở giữa đại cảnh giới cũng tăng trưởng lên gấp bao nhiêu lần, bình cảnh cũng càng ngày càng khó vượt qua, linh huyền cảnh đến địa huyền cảnh tính là bình cảnh chính thức đầu tiên, nhưng muốn vượt qua cũng không quá khó khăn, mà từ địa huyền cảnh lên đến thiên huyền cảnh, vượt qua nó, liền gian nan dữ dội hơn bình cảnh địa huyền cảnh trăm ngàn lần. Giống vậy, muốn dùng thực lực địa huyền cảnh phát huy ra lực chiến đấu của thiên huyền cảnh là chuyện cơ bản không có khả năng. Nhưng Vân Triệt mới địa huyền cảnh cấp 1, uy thế của một kiếm này lại chính là uy thế của thiên huyền chân chính. Tuy rằng đây có lẽ là một kiếm cao nhất của Vân Triệt, nhưng chẳng sợ chỉ là một khoảnh khắc cũng đủ để kinh hãi thế tục. Yêu nhân dưới khiếp sợ cũng nảy sinh tức giận. Bản thân đường đường yêu vương, bị một tiểu bối mới địa huyền cảnh làm cho bị thương quần áo. Đây ngược lại là nhục nhã vô cùng mà hắn chưa bao giờ tưởng tượng đến. Ánh mắt hắn âm trầm, năm ngón tay thành chảo, một bàn tay vĩ đại màu xanh đậm bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước Vân Triệt, sau đó hung hăng chụp vào ngực Vân Triệt. Nhưng mà, khoảnh khắc khi bàn tay vĩ đại xuất hiện, yêu nhân lại bỗng nhiên hối hận, nhưng đã thu thế không kịp, năm ngón tay căm phẫn mở ra đánh thẳng vào trước ngực Vân Triệt. Dầm, giống như có một tiếng sấm bỗng nhiên nổ tung ở trước lồng ngực, ánh mắt Vân Triệt lùi ra, ném long khuyết xuống, bàn tay toàn lực đẩy ra trước, mượn dùng lực phản chấn nhanh chóng bay ngược mà đi, rơi ra ngoài kết giới, vừa rơi xuống đất, hắn đã nhắm mắt lại, Bảy ra dáng ngồi, Đại Đạo Phù Đồ quyết trước tiên cấp tốc vận chuyển. Độ mạnh mẽ trong một kích này của yêu nhân vượt xa dự đoán trước của Vân Triệt, hắn cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình đã lệch vị trí toàn bộ, xương sườn gãy hết, kinh mạch cũng chặt đứt mười mấy đường. Nhưng trải qua máu thịt viêm long làm lễ rửa tội hơn trăm lần, đây vốn nên là thương thế cực nặng, đối với hắn mà nói đều có thể gọi là không coi vào đâu. Theo Đại Đạo Phù Đồ quyết vận chuyển, trên đầu hắn, tiểu tháp màu bạc kia xuất hiện lần nữa. Yêu nhân thu bàn tay về, im lặng nhìn chằm chằm vân triệt sau một hồi lâu hắn thấp giọng lẩm bẩm thân thể của tiểu tử này cũng không biết luyện thành như thế nào một chiêu vừa rồi cho dù là một thiên huyền cảnh cũng nên ném mất nửa cái mạng hắn lại còn có thể ngồi yên chữa thương giọng yêu nhân vừa dứt dị biến nổi lên nơi khoái mắt yêu nhân bỗng nhiên thoáng qua một vầng sáng màu vàng kim hắn theo bản năng ngẩng đầu rõ ràng nhìn thấy chính là tiểu tháp trên đỉnh đầu vân triệt kia nhưng lại từ màu bạc lúc trước biến thành màu vàng nhàn nhạt, nhạt truy cập com hoặc link ở phần mô tả để mời em ly cà phê nhé. Vân Triệt cảm giác được thân thể của chính mình giống như đang ngao du ở giữa không trung, nhẹ nhàng bay bổng, trôi nổi bồng bềnh, tất cả toàn bộ chung quanh dường như cũng biến mất, ngũ cảm của hắn có thể cảm giác được, chỉ có sự hiện hữu của mình. Từng đợt khí tức lực lượng nhẹ nhẹ không biết từ đâu, mà đến theo lỗ chân lông trên toàn thân hắn không ngừng dũng mãnh xông vào, nhanh chóng chữa trị thương thế của hắn, rèn luyện thân thể của hắn. Những thứ này đều là khí tức thiên địa tinh thuần nhất, Mặc dù là sinh linh cường đại hơn nữa, đều có được một loại kính sợ theo bản năng đối với thiên địa. Bởi vì sinh linh cho dù đã cường đại đến đỉnh phong, ở trước mặt thiên địa chẳng qua cũng chỉ là tồn tại nhỏ bé. Nhưng mà, khí tức thiên địa dũng mãnh vào trong cơ thể Vân Triệt, lại mơ hồ mang theo một loại kính sợ, một loại kính sợ đối với Vân Triệt. Lực lượng thiên địa khác biệt với huyền lực. Huyền lực là lực, lượng của sinh linh, mà lực lượng thiên địa là thuộc về lực lượng tự nhiên, về cấp bậc đương nhiên muốn nghiền áp huyền lực mà huyền lực của sinh linh cường đại đến cảnh giới đầy đủ liền có thể ở trên mức độ nhất định điều động lực lượng thiên địa đương nhiên điều động lực lượng thiên địa cần có huyền lực tiêu hao là vĩ đại lấy huyền lực trước mắt của vân triệt muốn điều động lực lượng thiên địa không thể nghi ngờ là người si nói mộng thực lực của hắn cũng hoàn toàn không đạt được đến cảnh giới khơi thông với thiên địa chỉ có thể ở trên mức độ nhất định hiểu được đến sự tồn tại của lực lượng thiên địa nhưng mà chỉ cần hắn vận chuyển đại đạo phù đồ quyết nguyên khí tinh thuần sinh ra giữa thiên địa sẽ gặp tự phát thậm chí phía sau tiếp phía trước tuôn về phía thân thể vân triệt không cần hán lĩnh ngộ lực lượng thiên địa thậm chí không cần hao phí một chút ít lực lượng đây là một năng lực nghịch thiên mà toàn bộ thiên huyền đại lục đều sẽ không ai có thể lý giải nổi nhưng tiếc nuối chính là những lực lượng thiên địa này chỉ có thể được dùng làm chữa trị thương thế và rèn luyện thân thể mà không cách nào có thể dùng làm công kích theo tháp nhỏ màu bạc lơ lửng trên đỉnh đầu vân triệt bỗng nhiên biến thành màu vàng nhạt lực lượng thiên địa dũng mãnh vào thân thể vân triệt bỗng chốc nồng đậm thêm mấy lần vân triệt mở ra ngũ cảm cảm nhận được cảm giác kỳ diệu thân thể lại một lần được rèn luyện càng cảm giác rõ ràng đến thương thế trên thân thể của mình lấy một tốc độ xa hơn lúc trước nhanh đến không thể tưởng tượng nổi khôi phục lại mặc dù đại đạo phù đồ quyết là một loại huyền công nhưng cũng không dựa vào huyền lực mà tồn tại mà dựa vào linh hồn và lực lượng thiên địa tu luyện nó cũng tuyệt đối không phải thông qua chiến đấu mà thông qua cảm ngộ từ nửa năm nay, bởi vì mạnh mẽ nuốt uống thịt rồng máu rồng, mấy trăm lần Vân Triệt khiến cho mình rơi vào trạng thái trọng thương, thậm chí hơn trăm lần tần sắp tử vong, mỗi một lần đều dựa vào huyền mạch không cách nào bị hủy diệt hấp thu lực lượng của Viêm Long, lại lấy đại đạo phù đồ quyết đến chữa trị thân thể. Có thể nói, trong khoảng thời gian này tới nay, một nửa thời gian trôi qua, đại đạo phù đồ quyết đều ở trong trạng thái vận chuyển cực hạn, cũng khiến cho cảm ngộ của hắn về đại đạo phù đồ quyết lần lượt càng sâu khi tới địa huyền cảnh, dưới trạng thái linh hồn có thể thăng hoa kích phát, cảm ngộ của hắn về đại đạo phù đồ quyết cuối cùng, cũng đạt tới một cảnh giới hoàn toàn mới. Đại đạo phù đồ quyết thành công đột phá tới cảnh giới tầng thứ ba. Đại đạo phù đồ quyết cảnh giới tầng thứ ba, cho vân triệt chính là lực lượng cơ thể vèn vẹn hai vạn cân, còn có cường độ thân thể dẻo dai như thép tinh, cùng với năng lực khôi phục người thường không thể lý giải. Vân triệt lúc này cho dù huyền lực hoàn toàn biến mất, chỉ dựa vào cường độ thân thể, cũng có thể địch nổi với một huyền giả linh huyền cảnh rất tốt. Trong khoảng thời gian này ngươi tu luyện kiểu tự ngược, quả nhiên khiến đại đạo phù đồ quyết trong thời gian ngắn, như vậy đã đột phá đến cảnh giới tầng thứ ba, thực lực ngươi bây giờ cũng chắc đủ để địch nổi một tên thiên huyền cảnh. Giọng nói lên mặt cụ non của mặt lị vang lên ở trong đầu hắn, ở trong thương phong đế quốc, ngươi đã xem như người mạnh. Ở thiên huyền đại lục cũng miễn miễn cưỡng mạnh ở ở nhóm trung thượng. Chỉ có điều, đột phá tầng cảnh giới tiếp theo của đại đạo phù đồ quyết, liền không dễ dàng như phía trước vậy bởi vì mỗi ba tầng cảnh giới của đại đạo phù đồ quyết chính là một bước ngoặt ba tầng trước có thể coi là cảnh giới sơ kỳ bắt đầu từ tầng thứ tư đó là cảnh giới trung kỳ lấy thân thể người phàm muốn đạt tới cảnh giới tầng thứ tư có thể nói khó như lên trời mà nếu có một ngày ngươi thật sự có thể đột phá đại đạo phù đồ quyết đến cảnh giới tầng thứ tư nó mang đến cho ngươi chỉ riêng lực lượng cơ thể đã có mười vạn cân vân triệt phù đồ quyết màu vàng chuyển động trong hai canh giờ biến mất ở trên đỉnh đầu vân triệt ánh mắt vân triệt cũng vào lúc này mở ra một tia sáng màu vàng nhạt chợt lóe lên trong mắt hắn đứng dậy duỗi tay ra hút long khuyết bị hắn đánh rơi ở trong vòng kết giới đến trong tay lực cánh tay mới tăng hai vạn cân long khuyết hơn tám ngàn cân vào lúc này ở trong tay hắn quả thật nhẹ nhàng như không có gì thân thể hắn nhìn qua không hề có gì biến hóa dưới lực lượng thiên địa rèn luyện lần thứ ba làn da càng thêm trắng nõn không hề có một chút cảm giác sức mạnh mà chỉ có vân triệt có thể cảm nhận được mỗi một tấc trên thân thể mình đều tràn đầy lực lượng mang tính chất bùng nổ ánh mắt của yêu nhân thủy chung dừng lại ở trên người vân triệt vào lúc vân triệt đứng lên hắn mơ hồ cảm giác được vân triệt dường như có biến hóa nào đó nhưng lại không nói ra được là biến hóa gì ít nhất vẻ ngoài của vân triệt khí tức huyền lực đều giống với lúc trước đón thêm một kiếm của ta thử xem thân thể quen thuộc lực lượng cường đại đến khó tin khiến vân triệt trong cơn hưng phấn cực muốn thống khoái phóng thích một phen hắn hét lớn một tiếng, cầm kiếm nhảy lên, một kiếm lăng không nặng nề chém về yêu nhân. Kiếm thế ngay đầu mà đến khiến chân mày yêu nhân cao chặt. Khí tức huyền lực của Vân Triệt không hề biến hóa, nhưng cảm giác uy áp mà một kiếm này mang đến cho hắn, gần như gấp đôi lúc trước. Mà trong lúc đó, chỉ cách ngắn ngủi bốn canh giờ mà thôi. Một kiếm chém xuống, phượng viêm nhảy múa, gió bão nổi lên bốn phía. Đây là uy thế chỉ thuộc về trọng kiếm. Yêu nhân trừng mắt, bất ngờ đưa tay nắm chặt chẽ mũi kiếm long khuyết vào trong tay kiếm thế cũng trong nháy mắt tiêu tán hoàn toàn nhưng phượng hoàng viêm lại thuận thế về phía trước bỗng chốc bao trùm toàn bộ cánh tay yêu nhân làm bốc cháy lên nửa ống tay áo dơ giấy bẩn thỉu của hắn hóa ra là phượng hoàng viêm yêu nhân cuối cùng đã rõ ràng vì sao huyền viêm của vân triệt lại có thể bá đạo như thế cánh tay hắn chấn động xua mở toàn bộ phượng hoàng viêm mà kiếm thứ hai của vân triệt đã tới cánh tay yêu nhân tùy ý vung gạt lại chụp vào trên long khuyết đồng thời một bàn tay to màu xanh xuất hiện ở trên hư không chụp vào phía sau lưng vân triệt hai tay một chộp vào long khuyết một đụng vào giữa lưng vân triệt lại toàn bộ xuyên qua một hư ảnh sời lại là thân pháp quái dị kia yêu nhân gầm nhẹ một tiếng yêu nhân không thể hành động cũng vốn không thể nào kiềm chế được vân triệt sau khi bàn tay hắn thất bại trọng kiếm của vân triệt trực tiếp quét ngang trên cổ hắn khiến cho chỗ cổ của hắn xuất hiện một vết ấn rất nhỏ yêu nhân chừng mắt trên cánh tay bị tinh vẫn chi liên phong tỏa bỗng nhiên lóe lên một ánh sáng xanh trong nháy mắt nhất thời một bàn tay màu xanh cao chừng ngang người mở ra ở phía trước yêu nhân hung hăng chụp vào vân triệt ầm um, long khuyết và bàn tay to màu xanh chính diện va chạm mà kết quả cũng có thể nghĩ vân triệt cảm giác được bản thân giống như một bị chùy lớn đánh vào trên lồng ngực lăn lộn ở giữa không trung bay rớt ra ngoài sau đó chật vật không chịu nổi rơi ra ngoài kết giới hắn chống trọng kiếm ngăn tiếp tục lui lại phía sau khóe miệng cũng lộ ra nụ cười bừa bãi, ha ha. Ban đầu, ta ở dưới tay của ngươi không chịu nổi một kích, mà mới thời gian nửa năm, ta có thể ở dưới tay của ngươi đi qua được ba chiêu. Lúc ban đầu, ngươi một trường tùy tay khiến cho ta ném mất hơn nửa cái mạng, hiện giờ, lại chỉ để cho ta chịu một thương tổn không nặng không nhẹ. Cho ta thêm thời gian nhiều nhất hai năm, ta nhất định có thể giết ngươi. Ha ha. Yêu nhân cũng phá ra cười, ngươi tiểu tử này, thật đúng là rất tà môn chỉ có điều có thể kéo ngươi tiểu tử tả môn quái gở này xuống làm bạn ngược lại cũng vô cùng thú vị ta hiện giờ thật sự muốn nhìn một chút xem sau hai năm như ngươi nói ngươi sẽ trưởng thành đến mức độ nào tuyệt đối sẽ không khiến ngươi thất vọng vân triệt dùng một giọng điệu vô cùng kiên định nói hắn ngồi xuống chưa tới một canh giờ thương thế dưới bàn tay quái dị kia của yêu nhân liền khỏi hẳn lại là một ngày không ăn không uống gì bụng của hắn lại truyền đến cảm giác đói khát Vân Triệt hiện giờ tự nhiên không cần phải vì ăn mà phát sầu nữa, thân thể vĩ đại của viêm long đủ để cho hắn ăn nhiều năm, bàn tay trái của hắn lật ra, một tảng thịt rồng nặng đủ 10 cân liền xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, hắn lấy ra một cái tô, nhỏ máu rồng ra, sau đó giấy lên hỏa diễm, nhẫn nại bắt đầu nướng thịt. Phượng Hoàng Viêm, hiệu suất nướng thịt tự nhiên tăng nhiều, không quá bao lâu, mùi thịt chỉ thuộc về thịt rồng đã xông vào mũi, sau đó dần dần lan tràn khắp toàn bộ không gian dưới đất. Vân Triệt thu hồi Phượng Hoàng Viêm, liếm liếm khóe miệng cầm lấy thịt rồng ngây ngất cắn miếng lớn cho đến khi thịt rồng tiêu diệt được một phần tư một cảm giác khác thường mới từ trong bộ phận thân thể truyền đến nhưng nhanh chóng cảm giác này liền bị áp chế theo đại cảnh giới huyền lực và đại đạo phù đồ quyết của hắn đột phá còn có phượng hoàng viêm thức tỉnh hơn nữa sau hơn mấy trăm lần khả năng thích ứng thân thể của vân triệt đã đến trình độ đủ để thừa nhận máu thịt viêm long đánh sâu vào tuy rằng vẫn không thể hoàn toàn áp chế trong cơ thể vẫn như cũ bị vô số khí tức lực lượng đánh sâu vào không ngừng nổi lên quặn đau, nhưng so với ban đầu, quả thật chính là mưa bụi có thể không đáng kể gì. Đoán chừng dùng không được bao lâu, theo thực lực của Vân Triệt tiếp tục tăng lên, những cảm giác không tốt này cũng sẽ biến mất toàn bộ. Trong miệng hưởng thụ mùi ngon của thịt rồng, huyền quan của hắn ngược lại hoàn toàn mở ra, huyền lực toàn thân điều động, toàn lực luyện hóa lên lực lượng trong thịt rồng. Mà lúc này, bên tai Vân Triệt bỗng nhiên truyền đến một tiếng ực cực kỳ nhỏ đó là tiếng nuốt nước miếng cánh tay Vân Triệt, cầm thịt rồng xuất hiện đình trệ trong khoảnh khắc, nhưng lập tức lại bắt đầu ăn như hổ đói, giống như từ đầu liền không nghe thấy được. Mà lúc này yêu nhân gần như lòng muốn chết đều có. Một người đói tròn trăm năm, đối mặt với thịt rồng là món ăn ngon nhất trên đời này. Mỗi lần khi Vân Triệt cùng ăn thịt rồng, đều là thời khắc yêu nhân khó chịu nhất. Nhưng hắn là yêu vương có địa vị được tôn sùng, có ngạo cốt vang vang, tuyệt đối không có khả năng xin ăn với một tiểu bối, càng tuyệt đối không thể lộ ra dấu vết đói khát ở trước mặt vân triệt cho nên mỗi một lần khi vân triệt gặm ăn thịt rồng hắn hoặc quay đầu đi chỗ khác hoặc vẫn không nhúc nhích dáng vẻ ngay cả nhìn cũng lười phải xem nhưng thật ra mỗi phút mỗi giây đều đang đau khổ nhẫn nhịn suốt cả nửa năm cũng chưa lộ ra một chút dấu vết nhưng thực lực có mạnh hơn nữa cho dù năng lực che giấu mạnh hơn nữa cũng không thể vĩnh viễn không có sơ hở một lần này hắn dưới sơ sẩy thế mà lại phát ra tiếng nuốt nước miếng tuy rằng âm thanh vô cùng nhẹ nhưng hắn tin tưởng tuyệt đối đủ để cho vân triệt nghe được đồng thời hắn cũng nhìn thấy khi âm thanh phát ra động tác của vân triệt đình trệ ngắn ngủi một chút nhưng mà vân triệt không cười nhạo thậm chí không đảo ánh mắt mà tiếp tục gặm thịt rồng dáng vẻ vốn không nghe thấy trong lòng yêu nhân bình tĩnh lại trên mặt lại lộ ra sắc thái cảm kích đối mặt với yêu nhân hắn rõ ràng mang tiếng xấu ở thiên huyền đại lục lại là người mang vân triệt vào đây vân triệt không bỏ đá xuống giếng mà cười nhạo lại ngược lại không chút do dự lựa chọn giữ lại thể diện cho hắn. Nuốt một miếng lớn thịt rồng ở trong miệng xuống, lại uống một ngụm máu rồng, Vân Triệt đứng dậy, ngón tay quẹt, cắt miếng lớn thịt rồng trong tay thành hai miếng có kích cỡ bằng nhau, không nhanh không chậm đi tới kết giới, đi thẳng đến trước mặt yêu nhân, đứng ở khoảng cách chỉ cách yêu nhân một bước, là chỗ mà yêu nhân có thể bất cứ lúc nào phát động công kích trí mạng với mình. Sau khi ăn thịt rồng rồi, mới biết được độ ngon của thịt rồng là, thịt con thú khác hoàn toàn không cách nào sánh bằng, chỉ có điều hưởng thụ một mình ít nhiều gì cũng có phần không thú vị tiền bối ngươi có muốn thử một chút không vân triệt cầm lấy miếng lớn thịt rồng nướng chín đã cắt xuống đưa lên trước mặt yêu nhân yêu nhân quay đầu sang chỗ khác lạnh lùng nói ngươi đang đáng thương ta ta và ngươi chỉ có một người có thể sống ngươi cách ta gần như vậy sẽ không sợ ta đột nhiên ra tay giết ngươi toàn thân vân triệt không hề có khí tức huyền lực phòng ngự trong thần sắc cũng không hề có vẻ đề phòng hắn mỉm cười nói tuy rằng ta không lúc nào không muốn giết ngươi nhưng ta muốn giết ngươi, chỉ vì cầu được sinh tồn và tự do, chứ cũng không phải vì oán hận hay chán ghét ngươi. Ngược lại, ta thật sự xác định ngươi không phải là người ác, lại càng không phải là tiểu nhân. Nếu ngươi cảm thấy ta đang thương hại ngươi mà nói, hài, cũng không sai. Chỉ có điều, đáng thương này, là đồng bệnh tương liên. Tình cảnh của ngươi và ta, lại có gì khác nhau? Chẳng qua, ngươi bị trói buộc, nhiều hơn ta một ít mà thôi. Ánh mắt yêu nhân đảo về, hắn bình tĩnh nhìn vân triệt một lúc bỗng nhiên nở nụ cười ha ha hay hay cho một cái đồng bệnh tương liên đáng thương này của ngươi ta tiếp nhận rồi âm thanh vừa dứt hắn cầm lấy thịt rồng trong tay vân triệt đưa tới bên miệng phóng đãng cắn tuy rằng không dầu không muối nhưng đối với yêu nhân đã trăm năm không có một chút đồ ăn vào trong miệng mà nói đây đã không khác gì món ngon đến từ thiên đường thịt rồng vừa vào miệng hắn liền cuối cùng không dừng lại được ra sức ăn mãnh liệt cắn một phen ăn như hổ đói chỉ có hơn chứ không có kém Vân Triệt khi trước bị đói bụng đến sắp hấp hối Vân Triệt cười nhẹ cũng cầm lấy thịt rồng của mình gặm chính là so ra hắn ăn nhã nhặn hơn yêu nhân trong nháy mắt tảng lớn thịt rồng ở trên tay yêu nhân liền bị tiêu diệt sạch sẽ toàn bộ tiến vào trong bụng hắn đại bổ sau trăm năm hư không khiến sắc mặt tái nhợt như đá bụi của yêu nhân nổi lên màu đỏ nhàn nhạt, nhạt hắn mút năm ngón tay một phen cười ha hả thống khoái thật sự là thống khoái chưa từng có một bữa cơm nào ăn thống khoái như thế Ha ha, tiểu huynh đệ, vân thương hải ta cả đời cũng không thiếu nợ người. Ngươi cho ta một bữa, nhưng đối với ta mà nói, cũng là một đại ân. Ân tình này của ngươi, ta nhớ kỹ. Đáng tiếc, nơi này chỉ có thịt, mà không có rượu, bằng không chỉ bằng ngươi bảo vệ thể diện cho ta, lại tin ta không phải là kẻ tiểu nhân, ta liền nên uống một chén lớn với ngươi. Hà, tiền bối cũng họ vân, yêu nhân chừng mắt nói như vậy, tiểu tử ngươi cũng họ vân, bị nhốt cùng nhau ở trong này nửa năm. Ngươi tiểu tử điên cuồng này ngay cả họ gì cũng không chịu nói cho ta, làm hồi lâu, hóa ra chúng ta dĩ nhiên lại cùng tông. Ha ha. Khi không coi yêu nhân là kẻ địch cần giết, khí tức của yêu nhân chẳng những không khiến cho người ta chán ghét và sợ hãi, ngược lại để cho hắn có một cảm giác thân cận. Vân Triệt cười nhẹ, nói, "Vãn bối đúng là họ Vân, tên một chữ Triệt. Vân Triệt, như mây bay, như nước trong, tên rất hay. Xem ra khi phụ thân của ngươi đặt tên cho ngươi, hy vọng ngươi cả đời vô ưu vô lo không nhiễm phàm trần nhưng đáng tiếc tiểu tử ngươi khắp nơi lộ ra vẻ quái dị nhất định không phải là vật trong ao sợ là khiến phụ mẫu ngươi thất vọng vân triệt khẽ ngẩn ra trong lòng hơi buồn bã ở thương vân đại lục sư phụ lấy tên vân triệt cho hắn chính là hy vọng cả đời hắn vô ưu vô lo vận mệnh trong suốt như nước không trộn vào sự đời phân tranh nhưng cuối cùng cuộc đời của hắn lại hướng vào một hướng cực đoan hoàn toàn trái ngược thu hận đầy lòng giết hại vô số thiên huyền đại lục phụ mẫu thân sinh của mình, chắc kỳ vọng với mình cũng giống với sư phụ đi. Vân Triệt bưng chén lớn đựng máu rồng lên, đổ một nửa máu rồng trong đó vào trong một cái chén khác, đặt ở trước mặt yêu nhân, nói, tiền bối, ta và ngươi cùng bị nhốt ở trong này, lại cùng họ Vân, đúng thật sự là duyên phận kỳ diệu, bởi vì phần duyên phận cùng chung chịu khổ, đồng bệnh tương liên này, chúng ta thật sự nên uống một chén. Mặc dù không có rượu ngon, nhưng máu rồng đỏ mặn, hương vị tuyệt đối không dưới rượu mạnh, ta lấy máu rồng làm rượu kính tiền bối một chén hy vọng uống xong chén huyết tử này ngày khác khi ta giết tiền bối trên đường xuống hoàng tuyền tiền bối cũng không nên oán hận ta yêu nhân bưng máu rồng nâng mắt nhìn vân triệt trong ánh mắt bỗng nhiên nhiều hơn thứ gì đó ta và ngươi không thuộc về cùng một mạch không nói chuyện bối phận nếu muốn uống huyết tử này cũng nên là ta mời ngươi nếu ngươi muốn kính ta trừ phi bây giờ ngươi bái ta làm thầy hà vân triệt chừng mắt há to miệng có phần trở tay không kịp mặc dù giữa hai người không có thù hận gì đáng nói nhưng nói trắng ra là quan hệ ngươi sống ta chết vân triệt chủ động ăn thịt rồng với hắn là vốn từ bản tính của hắn không hề có gì cầu xin nhưng không nghĩ tới một chút thịt rồng lại chọc đến như vậy mà ra yêu nhân liền tính cảm kích bản thân mức độ này cũng quá lớn đi bái hắn làm thầy hắn muốn dạy mình cái gì dạy mình giết hắn như thế nào điều này thật sự có phần đợi chút chẳng lẽ hắn muốn thế nào ngươi không đồng ý ánh mắt yêu nhân sắc bén không hề có ý tứ đùa bỡn cả đời ta đây trừ bỏ năm đó mới từng chỉ đạo nhi tử ta còn chưa bao giờ chính thức thu đồ đệ tuy rằng ngươi có tiến cảnh kinh người tiềm lực không thể đo lường vốn khả năng của ta có thể dư giả làm sư phụ của ngươi trong huyễn yêu giới bao nhiêu người ảo tưởng muốn bái môn hạ của ta còn không có thể lấy coi trọng của thiên uy kiếm vực với yêu nhân này có thể nghĩ khi ở huyễn yêu giới hắn là một nhân vật đáng sợ cỡ nào vân triệt một chút cũng không nghi ngờ lời hắn nói có thể bái cường giả ở dưới trận pháp phong ấn này, đều có thể thi triển ra uy thế của Vương Huyền làm thầy, đối với huyền giả tuổi trẻ mà nói vốn chính là hấp dẫn và kinh hỉ không cách nào ngăn cản, đối với Vân Triệt cũng giống như thế. Nhưng đáng tiếc, bên người hắn mang theo một sư phụ, hơn nữa còn là một sư phụ siêu cấp bồi dưỡng hắn thành một quái thai, ở trước mặt nàng hắn lại bái một sư phụ khác mà nói. Hậu quả không thể nghi ngờ là sẽ vô cùng nghiêm trọng. Không không, tuyệt đối không phải. Vân Triệt xua tay, sau đó vẻ mặt thành thật nói, ở dưới thiên uy chấn hồn trận mà tiền bối có thể lợi hại như thế, nói vậy thực lực chân chính của tiền bối là, cảnh giới mà ta vốn không cách nào lý giải nổi, có thể bái tiền bối cường giả như vậy làm thầy, là vinh hạnh của ta, tuyệt đối sẽ không có một lời không cam nguyện. Chính là, ta đã có một vị sư phụ, nếu lại bái tiền bối làm thầy mà nói, sẽ rất không thỏa đáng. Kia có liên quan gì? Yêu nhân vung tay lên. Sư phụ kia mà ngươi nói chẳng lẽ còn có thể lợi hại hơn ta? trong lời nói của yêu nhân lộ ra ngạo khí nồng đậm mà hắn kiêu ngạo tuyệt đối không phải điên cuồng vân triệt đúng là không có khả năng biết được yêu vương ở huyễn yêu dưới dưới một người trên vạn người là một tồn tại như thế nào nhưng yêu nhân này lại càng không có khả năng nghĩ đến sư phụ hiện giờ của vân triệt là khái niệm gì vân triệt thoáng nghĩ cố hết sức dùng giọng điệu không có khả năng suy giảm tới tự tôn của đối phương nói sư phụ ta đúng là có khả năng lợi hại hơn tiền bối một chút như vậy ha ha chê cười yêu nhân cuồng tiếu một tiếng thiên huyền đại lục các ngươi xứng đáng đối địch với ta không cao hơn năm người chẳng lẽ sư phụ của ngươi còn có thể mạnh hơn kiếm chủ của thiên uy kiếm vực kiếm chủ là vật gì vân triệt không biết vốn dĩ thực lực khủng bố mà mặt lị biểu hiện ra cùng với biểu hiện khinh thường khi nhắc tới mấy chữ thiên huyền đại lục đủ để suy đoán ra cho dù là kiếm chủ gì kia cũng không bằng một đầu ngón tay của mặt lị đương nhiên nếu nói ra lời này có đánh chết yêu nhân này đều khó có khả năng tin tưởng vân triệt không giải thích tiếp nói thẳng ta biết tiền bối có ý tốt nhưng ta không cách nào nhận được ta không thể có lỗi với sư phụ hiện giờ của ta vân triệt nói xong bưng chén đựng máu rồng lên ừng ực ừng ực uống một hơi cạn sạch sau đó đặt chén không ở trước mặt yêu nhân tỏ ý chén huyết tử này coi như là ta xin lỗi vì phải giết tiền bối tiền bối mời yêu nhân giật giật chân mày cũng không nói chuyện nữa bưng chén lên cũng giống vậy sảng khoái uống vào sau đó ném trả chén lại cho vân triệt nói ngươi không bái ta làm thầy ta không có quyền ép ngươi nhưng thịt rồng này ta không thể ăn không trả tiền, máu rồng này không thể uống không. Ngươi không phải vẫn luôn tâm niệm muốn giết ta sao? Ta đây sẽ dạy dỗ ngươi làm sao có thể giết ta sớm một chút. Nửa năm qua ngươi dựa vào thịt rồng máu rồng này, huyền lực tiến bộ cực nhanh, nhưng không có cơ hội ở trong chiến đấu có thể lắng động lại và củng cố. Giao thủ với ta đều là toàn lực công kích trong điện quang hỏa thạch, vốn không có nổi chút tác dụng nào. Kể từ hôm nay, ta chính thức trở thành đối thủ tu luyện của ngươi hiển nhiên yêu nhân vẫn như cũ muốn chỉ đạo hắn tu luyện chỉ đạo một người tu luyện muốn giết chết bản thân cũng nhất định phải giết chết bản thân đây nghe ra cực kỳ quái dị nhưng vân triệt lại mơ hồ có thể rõ ràng tâm tư của hắn vân triệt lùi ra sau một bước nói tiền bối thân thể của ngươi bị khóa lại cho dù muốn làm đối thủ tu luyện của ta dường như cũng ha <laughs> ha yêu nhân nhàn nhạt cười ngươi nghĩ rằng ta bị trói buộc thì không thể huấn luyện ngươi cho tốt sao giọng nói vừa dứt cánh tay trái của yêu nhân bỗng nhiên ánh sáng xanh chớp động một bàn tay màu xanh vĩ đại xuất hiện ở phía trước hắn sau đó nháy mắt bay về phía vân triệt bàn tay quái dị này lúc trước đập hắn ra nhưng lúc này lực lượng của bàn tay này hiển nhiên bị yêu nhân áp chế tuy rằng như trước mang theo lực áp bách rất lớn nhưng tuyệt đối không đủ để tạo thành nghiền áp triệt để đối với vân triệt thân thể của hắn nhanh chóng lui lại phía sau nắm lấy long khuyết đón đánh mà lên một kiếm nện xuống để cho hắn vô cùng ngoài ý muốn chính là bàn tay màu xanh vốn nên chính là năng lực đánh lại giống như có linh tính bỗng nhiên chuyển hướng lệch vị trí sau khi tránh thoát một kiếm của hắn hình dạng cũng phát sinh biến hóa biến thành giống với long khuyết trong tay hắn như đúc trọng kiếm chỉ có màu sắc là màu xanh hung mãnh đập tới bả vai hắn trong vòng nửa năm này vân triệt rất nhiều lần nếm thử chém giết yêu nhân cũng từng nhiều lần gặp được ánh sáng xanh quái dị luôn từ trống rỗng xuất hiện này hắn và yêu nhân chém giết nhiều nhất chỉ có thể có một hai chiêu thời gian ánh sáng xanh này xuất hiện cũng thường thường chỉ có trong nháy mắt, cho nên hắn vẫn rằng đó là một loại quang mang huyền lực dùng để công kích. Mà sau quang mang huyền lực rời thể, sẽ theo quỹ tích kéo dài cấp tốc suy yếu. Nhưng giờ phút này, hắn tại trong chấn kinh phát hiện, ánh sáng xanh này chẳng những có thể tùy ý biến hóa, hơn nữa nhanh chóng vô cùng, hơi thở cũng thủy chung không có một chút ít suy yếu. Cũng như một loại sinh linh khác lạ tồn tại độc lập, nó hoặc làm trưởng, hoặc làm kiếm, hoặc làm lá chắn, hoặc làm thương, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc chỉ hoãn hoặc nhanh chóng ngay cả bị yêu nhân tận lực áp chế lực lượng vẫn như cũ áp chế vân triệt đến lúng cuống tay chân ứng phó không nổi quả thực còn chật vật hơn đối mặt với một cường giả cùng cấp bậc hắn hét lớn một tiếng một vẫn nguyệt trầm tinh ép mở ánh sáng xanh này thân thể cấp tốc lui về phía sau gấp giọng hỏi đây là cái quái gì yêu nhân cười nhẹ cánh tay trái sáng dọi trượt lóe thanh trọng kiếm biến ảo mà thành kia liền hóa thành ánh sáng xanh trở lại bên trong cánh tay của hắn đây là huyền cương của ta là lực lượng đặc thù riêng do huyền mạch và huyết mạch kết hợp sinh ra, thừa nhận linh hồn ta khống chế, lại có thể tồn tại độc lập với linh hồn của ta, có thể thiên biến vạn hóa, có thể hoàn chỉnh sử dụng tất cả chiêu thức của ta. Là năng lực trời ban riêng cho huyễn yêu vương tộc ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Huyền Cương Vân Triệt nhất thời nhớ tới, lúc trước khi Lăng Khôn nhắc đến yêu nhân, từng đề cập tới yêu nhân có một loại năng lực đặc thù, tên chính là Huyền Cương không nghĩ tới huyền cương lại là thứ cường đại mà quỷ dị như thế nó dường như là một loại huyền công lại không thuộc về chủng loại huyền công gì mà vân triệt biết rõ thông qua đối chiến với huyền cương lúc vừa rồi còn có miêu tả đơn giản của yêu nhân độ cường đại của huyền cương này có thể nói thần kỳ và không thể tưởng tượng kết hợp sinh ra nó không chỉ đến từ huyền mạch còn đến từ huyết mạch chỉ một điểm này đã khiến cho người ta gần như không cách nào lý giải mà nó rõ ràng là một loại năng lượng thể lại không thể tưởng tượng nổi có linh tính nào đó nó có thể độc lập tồn tại, tự do công kích, còn có thể thiên biến vạn hóa, cho dù yêu nhân bị trói buộc tự do, Huyền Cương cũng có thể thay thế hắn hành động. Mà giao thủ với yêu nhân, khi hắn phóng thích ra Huyền Cương, không thể nghi ngờ là đồng thời đối mặt hai kẻ địch có cùng cấp bậc. Đại thế giới quả nhiên không thiếu những điều lạ. Kiếm linh phân thân của Lăng Vân đã làm cho người ta kinh thán, mà độ cường đại của Huyền Cương càng siêu việt hơn kiếm linh phân thân mấy lần. Nếu như mình cũng có thể thi triển ra Huyền Cương này, chẳng phải là có thể khiến cho lực chiến đấu của bản thân trực tiếp tăng lên trên phạm vi lớn sao? Hắn hỏi dò, tiền bối, người nói huyền cương này là năng lực trời ban thưởng cho nhất môn nhất tộc. Là nói nó là huyền công riêng của các ngươi tuyệt đối không truyền ra ngoài, hay là đây là năng lực đặc thù bẩm sinh của các ngươi, người ngoại tộc không có khả năng thông qua tu luyện mà có được. Đương nhiên là vế sau. Trong giọng nói của yêu nhân, cũng chính là vân thương hải mang theo ngạo nghễ thật sâu, huyễn yêu giới có 12 gia tộc đại thủ hộ, vân gia ta là vương chính là bởi vì huyền cương trời ban cho nó không cần tu luyện trời sinh tồn tại ở trong huyết mạch của tộc ta đợi huyền lực đột phá tới thiên huyền cảnh liền có thể trực tiếp thức tỉnh yêu nhân vừa nói cánh tay trái bị khóa chặt bắt đầu chớp động vầng sáng màu xanh trong ghi chép mà tiên tổ lưu lại từng có nói vân thị vương tộc ta truyền thừa một luồng huyết mạch của một thượng cổ chân thần nào đó mà huyền cương chính là năng lực mà vị chân thần kia tự có nói đến huyền cương trên mặt vân thương hải hiện ra tràn đầy kiêu ngạo bởi vì đây là năng lực của chân thần trong truyền thuyết ban cho bọn họ cũng là tiền vốn lớn nhất để cho bọn hắn ngạo nghễ huyên yêu giới hắn chậm rãi nói huyền cương mà ngươi đã thấy là màu xanh nhưng tộc nhân khác nhau trong tộc của ta màu sắc huyền cương cũng vì thiên phú mạnh yếu mà không giống nhau màu sắc huyền cương từ yếu kém đến mạnh chia ra là màu đỏ màu cam màu vàng màu lục màu xanh màu lam màu tím màu vàng kim độ mạnh yếu của huyền cương vào lúc thức tỉnh liền xác định đây là một thiên phú cả đời không cách nào thay đổi trong tộc ta ngoài chín thành tộc nhân có huyền cương màu đỏ đến màu vàng người thức tỉnh ra huyền cương màu lục đó là thiên tài khó được huyền cương màu lục có thể phát huy ra lực chiến đấu bốn thành của mình mà người thức tỉnh được huyền cương màu xanh cánh tay vân thương hải bắt đầu chớp động lên ánh sáng xanh kiêu ngạo ở trong tộc ta có thể nói trong vạn người không có một có thể phát huy ra lực chiến đấu năm thành của bản thân cũng như ta có được huyền cương màu xanh tu luyện cùng người khác trả giá nỗ lực giống nhau tiêu hao tài nguyên giống nhau bước vào cảnh giới giống nhau nhưng ta bởi vì có được huyền cương màu xanh còn nhiều hơn đối phương lực chiến đấu đầy đủ năm thành đây chính là cường đại của huyền cương tộc ta trong ngang cấp người trong tộc của ta có thể nói chưa từng có đối thủ cho dù có được huyền cương màu đỏ đẳng cấp thấp nhất cũng có thể dễ dàng chiến thắng đối thủ ngang cấp trong lòng vân triệt hoàn toàn rung động vân thương hải nói không sai sự tồn tại của huyền cương làm cho lực chiến đấu của bọn họ tổng hợp lại còn nghiền áp xa xa những người khác ngang cấp cường đại của huyền cương này quả thực cũng như bàn tay vàng trên trời mở ra cho đối mặt với một đối thủ có huyền cương lực người rõ ràng giao thủ với một người lại phải đồng thời đối phó với hai người vân triệt trong lòng nhất thời có hâm mộ không cách nào ngăn cản bản thân bởi vì có được các đại thần quyết và máu của hai đại thần thú có thể phát huy ra lực chiến đấu vượt xa huyền giả ngang cấp mà nếu như mình có được huyền cương này như vậy đừng nói cung cấp đoán chừng ngay cả là đối thủ vượt trên bản thân một đại cảnh giới đều có thể không hề có áp lực nghiền áp đáng tiếc đây không phải là một loại nặng lực có thể thông qua tu luyện mà có được mà tồn tại ở trong huyết mạch như vậy còn huyền cương màu lam thì sao có phải còn lợi hại hơn không vân triệt hỏi đó là đương nhiên vân thương hải gật đầu nhưng có thể thức tỉnh được huyền cương màu lam tất nhiên là thiên tài trong thiên tài trong trăm vạn người cũng khó gặp được một người Huyền cương màu lam có thể phát huy ra lực chiến đấu 6 thành của bản thân. Về phần huyền cương màu tím có thể phát huy ra lực chiến đấu cao tới 7 phần, đó là tồn tại giống như thần thoại. Ở trong lịch sử tộc ta, bình quân 8 ngàn năm mới xuất hiện một người, mà một khi huyền cương giả màu lam xuất hiện, tương lai tất nhiên sẽ là cường giả đệ nhất của huyền yêu giới. Vậy, còn huyền cương màu vàng kim thì sao? Vân Triệt hỏi, trong mắt yêu nhân để lộ ra vẻ hướng tới thật sâu. Giọng nói của hắn thấp xuống, chậm rãi nói, đó là thần thoại trên thần thoại, là huyền cương cấp bậc thần mà tộc ta vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện. Huyền cương màu vàng kim có thể phát huy ra lực chiến đấu mười thành, hơn nữa nghe nói còn có được một chút năng lực đặc thù khác của huyền cương, nhưng huyền cương này chỉ có thượng cổ chân thần trong truyền thuyết mới có khả năng khống chế, cũng chỉ thuộc về chân thần mà không có khả năng thức tỉnh trên người nhân loại chúng ta. Cho nên, kia chỉ là một truyền thuyết mơ hồ cực kỳ xa xôi, vĩnh viễn không thể thực hiện được vân triệt tùy ý gật đầu ăn no cơm liền không giống với trước hơn nữa vân triệt chủ động thân thích yêu nhân cứ thao thao bất tuyệt nói một chàng với hắn như vậy hắn tự thuật không chỉ có huyền cương uy lăng huyễn yêu giới càng là kiêu ngạo của vương tộc thủ hộ của hắn vân triệt ngẫm nghĩ đột nhiên nói ngươi đã tự xưng là nhân loại vậy tại sao người của thiên uy kiếm vực lại gọi ngươi là yêu nhân vì sao chỗ ngươi ở lại có tên là huyễn yêu giới ta tự nhiên là nhân loại nhưng huyễn yêu giới của ta và thiên huyền đại lục của các ngươi không giống nhau yêu nhân thản nhiên nói theo ta được biết sinh linh ở thiên huyền đại lục các ngươi bốn thành trở thành người sáu thành trở thành thú các chủng loại khác cộng lại chưa tới một thành mà ở huyễn yêu giới ta ba thành là người ba thành là yêu ba thành làm thú một thành làm tinh linh trong đó yêu có huyễn từ trong hoa bách thảo có huyễn từ chim cá linh thú người và yêu ở đó chung sống hòa bình cho tới bây giờ tuy hai mà một, ngay cả chủng tộc khác đều cực kỳ bình thường, giữa hai tộc từ trước đến nay thông hôn không cấm kỵ, trên thực tế, trừ bỏ bộ tộc yêu hoàng và yêu linh mới lột xác ra, huyễn yêu giới đã gần như không tìm thấy được người thuần khiết và yêu thuần khiết. Huyễn yêu giới lấy yêu hoàng làm chúa tể, 12 gia tộc thủ hộ vì thủ hộ cho bộ tộc yêu hoàng mà tồn tại, trong 12 gia tộc thủ hộ này, nhân tộc và yêu tộc chiếm 6 vị, Vân thị bộ tộc ta là vương của 12 gia tộc thủ hộ, địa vị này chưa bao giờ bị lay động ta tuy rằng là nhân loại, nhưng xuất thân từ huyễn yêu giới, lại lấy thủ hộ bộ tộc yêu hoàng làm vinh quang suốt đời, nói ta là yêu nhân, cũng không phải không thỏa đáng. Ở thiên huyền đại lục, yêu nhân tự nhiên là một xưng hô mang nghĩa xấu, người bị chụp mũ lấy danh hiệu này tự nhiên sẽ cực kỳ khó chịu. Mà Vân Thương Hải lại không hề biểu hiện ra một chút phản cảm với xưng hô như thế này, ngược lại khiến cho Vân Triệt có một cảm giác vốn là như thế. Trước khi nghe đồn về yêu nhân, Vân Triệt chưa từng nghe thấy cái tên huyễn yêu giới này, cũng chưa từng nhìn thấy ghi chép lại về nó từng nghe truyền thuyết gì về nó hiển nhiên đó là một tồn tại mà một người chỉ có đến cấp bậc nào đó mới có thể biết được hiện giờ theo trong lời yêu nhân hắn mơ mơ hồ hồ đã biết được đó là một thế giới như thế nào nó dường như gần với thiên huyền đại lục lại cách xa đến vô cùng xa xôi sinh linh cấu thành nó cũng có khác biệt rất lớn so với thiên huyền đại lục như vậy còn thương vân đại lục thì sao tiền bối ta có một việc muốn hỏi trong lòng Vân Triệt nổi lên gợn sóng, trong giọng nói, cũng mang theo một chút chờ mong và khẩn trương không cách nào áp chế. Ngươi từng nghe nói tới, thương Vân Đại Lục không? Vân Thương Hải liếc nhìn hắn, ánh mắt của hắn khiến trong lòng Vân Triệt chấp động. Sau đó nghe được yêu nhân chậm rãi nói, chỗ tinh cầu này của chúng ta, tên là Lam Cực Tinh, nó 97 phần là nước, 3 phần là đất liền. Chỉ có 3 phần là đất liền này, phân chia ra thuộc về ba mảnh đại lục. Thứ nhất là thiên huyền đại lục ở đây, thứ hai là Huyền yêu giới, thứ ba, đó là thương vân đại lục mà ngươi mới vừa nói. Vân triệt giật mình trong lòng, một đời này, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được, từ trong miệng người khác cái tên thương vân đại lục này. Lời yêu nhân nói, chứng minh thương vân đại lục chẳng những tồn tại chân thật, hơn nữa cũng như lời mặt lị nói, là ở trong cùng một tiểu thế giới với thiên huyền đại lục. Hắn vội vã kích động hỏi, vậy ngươi có biết như thế nào mới có thể đi đến thương vân đại lục không? Giữa ba mảnh đại lục này, là đại dương có khoảng cách lớn đến ngươi không cách nào tưởng tượng được nhưng tương đối mà nói, thiên huyền đại lục và huyễn yêu giới có khoảng cách cực kỳ gần. Cường giả tầng lớp tối cao của hai đại lục đều biết rõ vị trí lẫn nhau, cho nên chỉ cần thực lực vừa đủ, liền có thể đi ngang qua đại dương ở giữa hai mảnh đại lục. Nhưng thương vân đại lục, ta cũng chỉ từng nghe đến tên của nó mà thôi. Nó tồn tại trong ghi chép xa xưa của huyễn yêu giới, nếu ghi lại không sai, nó đúng là thật sự tồn tại, nhưng chưa từng nghe nói tới có người tới được mảnh đại lục kia, càng không có ai biết nó đang ở chỗ nào. Vì vậy thế giới này, thật sự quá lớn, hải dương màu lam vô cùng vô tận, sẽ khiến cho tất cả những người có ý đồ thăm dò nó bị lạc phương hướng hao hết lực lượng, cho đến mất mạng. Nhưng có thể xác định, khoảng cách giữa nó với huyễn yêu giới và thiên huyền đại lục nhất, định cực kỳ xa xôi, có lẽ, ở trong tiểu thế giới này xa xôi nhất chính là vị trí tương đối kia. Hưng phấn của Vân Triệt nhất thời bị dập tắt đi rất nhiều, đại yêu vương cường đại của huyễn yêu giới này biết sự tồn tại của thương vân đại lục nhưng chỉ là biết ngay cả chính hắn cũng vốn không biết nó ở chỗ nào vì sao ngươi lại bức thiết hỏi đến một nơi chỉ tồn tại trong truyền thuyết ánh mắt vân thương hải khác thường hỏi vân triệt không có cách nào trả lời chính diện chỉ có thể nói ta có lý do để đi tới nơi đó vân thương hải không hỏi tới cùng mặt không biểu cảm nói nếu như ngươi có thể có lực lượng đủ mức đừng nói vượt qua một tiểu thế giới ngay cả biển cả vô tận vũ trụ thần bí ngươi cũng có thể tùy ý ngao du cho dù tiểu thế giới đại thế giới tinh giới thần bí cũng có thể tùy ý xuyên qua. Nếu ngươi quả thật có lý do như thế, như vậy, liền làm cho mình trở nên cường đại, sinh linh thuộc về thế giới, mà thế giới thuộc về cường giả. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Xuân ngầm mang lạnh tới, theo luồng gió nhẹ đầu tiên mang chút lo lắng, lại là một năm lặng yên mà qua. Xuân đi thu đến, lá rụng khô vàng, cách thời điểm vân triệt ngã xuống, đã vẻn vẹn 16 tháng vầng sáng lại lấp lóe, cũng sẽ theo thời gian trôi đi mà dần ảm đạm. Mặc dù vầng sáng của Vân Triệt chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng lực ảnh hưởng lưu lại cũng kéo dài không thôi, tuy rằng hiện giờ không nhiệt liệt giống như ban đầu, nhưng cái tên Vân Triệt vẫn như cũ chợt vang lên các góc ở Thương Phong Đế quốc. Mà đối với huyền giả trẻ tuổi không có bối cảnh tông môn, lại có ảo tưởng tốt đẹp, hắn càng trở thành tồn tại giống như tín ngưỡng tinh thần. Thiên Kiếm Sơn Trang. 4 giờ sáng, trời mới hơi sáng lên, một thiếu niên kiếm giả gọn nhẹ liền dẫm trên ánh sáng ảm đạm đi tới ngự kiếm đài khi bước chân dẫm lên viên gạch đầu tiên trên ngự kiếm đài một thanh trường kiếm phóng thích ra sáng dọi yêu dị liền từ trên trời giáng xuống rơi ở trên tay hắn theo cánh tay hắn thỏa thích mà bay lượn lăng kiệt hiện giờ đã là một thiếu niên 17 tuổi trên mặt bớt đi vài phần non nớt nhiều thêm vài phần cương nghị ánh mắt càng trở nên sắc bén như kiếm huyền lực hiện giờ của hắn đã đạt tới linh huyền cảnh cấp chín cách linh huyền cảnh đỉnh phong cũng chỉ có một bước ngắn mà kiếm ý kiếm tâm của hắn cũng càng ngày càng xuất thần nhập hóa thiên ương kiếm ở trong tay hắn tạo thành từng vòng vệt sáng loạn mắt theo trong tay hắn vũ động dòng khí chung quanh hỗn loạn trên phạm vi lớn quỹ tích của toàn bộ phi kiếm trên không ngự kiếm đài cũng xuất hiện biến hóa thiên phú của hắn được công nhận mạnh hơn lăng vân đồng thời hắn lại còn càng thêm nỗ lực hơn lăng vân sau bài vị chiến hắn còn chưa từng rời khỏi thiên kiếm sơn trang mỗi ngày lấy luyện kiếm bắt đầu lấy luyện kiếm kết thúc trên thực lực từng bước tới gần lăng vân So ra, trong khoảng thời gian này Lăng Vân bị tâm ma làm khó, tiến cảnh thật nhỏ, mà tâm ma của hắn hơn phân nửa đến từ Hạ Huynh Nguyệt, hơn một nửa đến từ Vân Triệt. Trong tiếng kiếm khí gào thét, bầu trời bao la trên ngự kiếm đài cũng càng ngày càng sáng rõ, cuối cùng, luồng ánh nắng đầu tiên từ phương đông chiếu xuống, Thiên Uyên kiếm cũng vào lúc này hóa thành một luồng ánh sáng chói mắt phá không mà đi, ở trong đống phi kiếm cuộn lên một khu chân không rộng hơn 10 trượng, sau đó lại nhanh chóng bay xuống, rơi vào trong vỏ kiếm của hắn. Phù Lăng Kiệt thở dài một hơi, đặt mông ngồi ngay đó, hắn lau chùi mồ hôi đầy đầu, nhìn hình thiên kiếm thẳng tắp tận mây xanh, nhất thời ngẩn người. Hồi lâu sau, hắn thở ra một hơi chọc khí thật dài, tự nhiên lẩm bẩm: Lão đại, ngươi không có tông môn, nhưng có thể trở nên lợi hại như vậy, nhất định đã bỏ ra nỗ lực mà người khác không thể tưởng tượng được. Nghe nói trước bài vị chiến, ngươi thậm chí dừng lại suốt cả nửa năm ở nơi nguy hiểm nhất. Hai, sau bài vị chiến, ta vốn định len lén đi ra ngoài tìm kiếm ngươi, cho dù ngươi bị phần thiên môn đuổi giết, ta cũng có thể cùng ngươi chạy trốn, từng trải như vậy nhất định thật phấn khích, mạo hiểm, kích thích, còn có thể để cho ta chân chính lớn lên. Không nghĩ tới, ta vừa nhận ngươi làm lão đại, nhưng ngay cả cơ hội cùng lịch lãm với ngươi cũng không có. Hai, trời cao thật sự quá không công bằng. Lăng Kiệt quay đầu lại, nhìn về phía tây phương hướng Thương Phong Hoàng Thành, nhỏ giọng nói, cũng không biết công chúa tỷ tỷ hiện giờ như thế nào. Thương Phong Hoàng Thành, Lãng Nguyệt Cung, công chúa, bên phần thiên môn kia truyền âm lại, phần tuyệt thành thiếu chủ đã định xong hôn kỳ với công chúa điện hạ, buổi sáng 7 ngày sau 8 giờ 3 khắc, phần tuyệt thành thiếu môn chủ sẽ đến lãng nguyệt cung cưới công chúa, tam hoàng tử đã để cho người bắt đầu làm chuẩn bị. Đứng yên trong đình viện bên hồ sen, một đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào từng đóa hoa sen điêu linh, cạnh nàng, một cung nữ, đang cung kính báo lại. Sau khi cung nữ nói xong, vẻ mặt thương nguyệt hoàn toàn bình tĩnh, nàng gật gật đầu, thản nhiên nói. Ta đã biết, ngươi đi xuống đi đợi chút chuyện hôn kỳ định ra phụ hoàng ta biết không bẩm báo công chúa đến lúc này hoàng thượng còn chưa tỉnh cho nên còn không biết đừng quấy dày phụ hoàng để cho người nghỉ ngơi thật tốt chờ sau khi người tỉnh lại rồi nói cho người biết đi thương nguyệt nói khẽ vâng nô tỳ cáo lui cung nữ lui ra một tiếng cười to sang sảng truyền đến ha ha hoàng muội thật sự chúc mừng thương nguyệt xoay người lại cười như không cười nhìn tam hoàng tử thương sóc đang chậm rãi đi tới hôn sự của ta và phần tuyệt thành ngươi nhìn qua còn cao hứng hơn ta. Đó là tự nhiên. Thương sóc cười híp mắt nói, tuyệt thành hoàn toàn xứng đáng là nhân trung chi long. Trong thương phong quốc, ít người có thể so sánh được với hắn, mà hoàng muội thiên tư quốc sắc lại là thân thể ngàn vàng. Hai người các ngươi có thể nói là một đôi hoàn mỹ trời đất tạo nên. Ta và tuyệt thành là trí giao, ngươi là hoàng muội duy nhất của ta. Hai người các ngươi kết hợp, ta tự nhiên rất cao hứng, ha ha. Cánh môi thương nguyệt khẽ nhách, mỉm cười nói, ngươi đã cao hứng như vậy, thế các loại công việc hôn lễ bên ta liền đều giao cho hoàng huynh là được rồi nói vậy hoàng huynh nhất định vui vẻ chịu đựng sau khi rời thiên kiếm sơn trang tính cách thương nguyệt đã xảy ra biến hóa cực lớn người chung quanh cũng có thể cảm nhận được rõ ràng biến hóa này của nàng vân triệt ngã xuống dường như cũng không tạo thành đả kích gì đối với nàng sau khi nàng về cung phần lớn thời gian đều làm bạn bên cạnh thương vạn hát phong cách hành sự cũng giống như biến thành người khác không lại thoái nhượng trốn tránh và thỏa hiệp hơn nữa biến thành vô cùng cường ngạnh và quyết đoán, lấy tên tuổi của thương vạn hát, trong khói thuốc súng hoàng thất mà thương lâm và thương sóc quấy lên, cứng rắn ổn định lại tuyệt đại bộ phận trong thế lực của mình. Tuy rằng nàng không cách nào ngăn cản được tranh đấu giữa thương lâm và thương sóc cùng với dã tâm của tiêu tông và phần thiên môn, nhưng trên trình độ rất lớn ngăn cách được mây khói hoàng thất khuếch tán, đây đã là một kết quả vô cùng không thể ngờ nổi. Đã hơn một năm bôn ba, cũng khiến cho tính cách của thương nguyệt càng ngày càng gần như cường ngạnh trong ánh mắt, thậm chí đã bắt đầu lóe lên ánh sáng lạnh khiến cho lòng người sợ. Đương nhiên không có vấn đề. Thương Sóc đáp ứng xuống một tiếng, Thương Nguyệt gả cho phần tuyệt thành, đối với hắn là trăm lợi mà không có một hại, hắn chờ đợi ngày này, nhưng đã chờ đợi quá lâu. Một khi đã như vậy, thế toàn bộ còn làm phiền Hoàng Huynh. Mặt khác, còn thỉnh cầu Hoàng Huynh nhắc nhở phần tuyệt thành thêm vài lần, ngày đến Hoàng Cung, trong xính lễ mang theo phải có phần hồn hoa, không thấy được phần hồn hoa, cũng đừng nghĩ ta sẽ theo hắn về phần thiên môn. Mày nhỏ của Thương Nguyệt nhíu lại, kiên quyết định, một điểm này Hoàng Muội có thể hoàn toàn yên tâm, một mảnh tâm ý của Tuyệt Thành đối với Hoàng Muội, đừng nói chính là một đóa phần hồn hoa, cho dù là sao sáng trên trời, hắn cũng sẽ không chút do dự hái cho Hoàng Muội. Thương Sóc cười hề hề nói, thoạt nhìn, hôm nay tâm tình của hắn tương đối tốt. Hy vọng tất cả như ngươi nói, ta muốn gặp phụ hoàng, nếu ngươi cảm thấy hứng thú với Lãng Nguyệt cung, vậy liền tự tiện đi. Thương Nguyệt nói xong, liền trực tiếp không hề để ý đến Thương Sóc lập tức đi ra ngoài. Bước ra khỏi lãm nguyệt cung, bước chân của thương nguyệt thong thả lại, nàng ngừng đầu lên nhìn bầu trời, tay che miệng, toàn bộ vẻ sắc xảo hiện lên trong mắt đều trôi đi, trở nên mê ly như xương, khe khẽ. Nàng lẩm bẩm vân sư đệ, để cho ngươi cô đơn một mình lâu như vậy. Lại chờ ta vài ngày, được không? Lại còn có bảy ngày, ta cũng có thể đi gặp ngươi. Dưới ngự kiếm đài ở thiên kiếm Sơn Trang, một trận đối chiến kịch liệt đã gần đến kết thúc ẩm. Dầm, tinh, keng, xoẹt, tiếng va chạm, tiếng ngầm rú, tiếng cắt rách. Ở trong không gian bị phong bế này, từng tiếng điếc tai nhức óc. Trọng kiếm của Vân Triệt mở ra khép lại, mỗi một kiếm luân phiên đều sẽ cuốn lấy huyền lực gió lốc kinh người, mà màu xanh thiên biến vạn hóa, sắc bén vô cùng, về cường độ công kích cũng không hề kém hơn trọng kiếm của Vân Triệt chút nào. Sau hơn một ngàn lần va chạm, Vân Triệt đã toàn thân thương tổn, nhưng càng đánh càng hăng, giống như dã thú bị kích phát lên hung tính. Vân Thương Hải vẫn nhìn Vân Triệt và Huyền Cương giao chiến, không ngừng gật đầu, trong mắt tràn đầy kinh thán. Ở trong này 16 tháng, huyền lực tu vi của Vân Triệt có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Hiện giờ, cấp bậc huyền lực của hắn đã đạt tới địa huyền cảnh cấp 6. Lúc trước, Lăng Vân từ địa huyền cảnh cấp 1 đến địa huyền cảnh cấp 3, dùng hết thời gian 2 năm. Mà tốc độ này, ở trong những người bạn cùng lứa tuổi, trừ bỏ hạ khuynh Nguyệt đã không có người. Sánh bằng mà Vân Triệt từ địa huyền cảnh cấp 1 đến địa huyền cảnh cấp 6, chỉ dùng không đến một năm. Nếu như chuyện này bị Lăng Vân biết được, đoán chừng đều có thể xấu hổ đến tự sát ngay tại chỗ. Về tốc độ tu luyện mà nói, Vân Triệt đã đủ hơn Lăng Vân gấp bội. Đương nhiên, nguyên nhân căn bản nhất trong đó, vẫn đến từ máu thịt viêm long. Đối với huyền giả của thương phong đế quốc mà nói, cho dù là huyền giả tầng cấp tối cao, thịt rồng của vương huyền long đều chính là tồn tại cấp bậc chân bảo thiên địa, được đến một miếng nho nhỏ thôi đã là ngàn khó vạn khó, đến chỗ vân triệt lại rõ ràng làm thành cơm ăn hơn nữa ăn một lần liền đã hơn một năm trong khoảng thời gian này vân triệt tăng lên không chỉ đơn giản có huyền lực từ sau khi kiến thức huyền cương từ vân thương hải mỗi ngày vân triệt có ít nhất 6 canh giờ đối chiến với huyền cương năng lực thực chiến của hắn cũng nhanh chóng tăng lên trong gần như điên cuồng đối chiến chém giết vân triệt có hai đời kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên phong phú nhưng cho dù hắn phong phú như thế nào cũng không thể có khả năng so sánh được với vân thương hải sống mấy trăm năm bàn về thực lực vân thương hải có lẽ không phải là đối thủ của mặt lỵ nhưng nếu bàn về tư lịch mạt lị còn xa không kịp nổi vân thương hải hắn chỉ đạo một ít cho vân triệt cũng khiến cho vân triệt được lợi không nhỏ lúc vân triệt đối chiến với huyền cương ban đầu vân thương hải áp chế lực lượng của huyền cương đến một phần đều có thể dễ dàng đánh bại vân triệt nhưng không đến một tháng vân triệt đã đủ để rằng co với một phần lực lượng huyền cương vì thế hắn liền tăng lực lượng của huyền cương lên từ một phần tăng lên hai phần rồi đến ba phần bốn phần năm phần mà hiện giờ, Vân Triệt đối mặt với, là huyền cương hắn giữ lấy thực lực 6 phần. Lực lượng huyền cương 6 thành của hắn, cường độ đủ để so sánh với thiên huyền cảnh hậu kỳ. Hiện giờ, hắn lại bị Vân Triệt đánh ngang tay, vẻn vẹn mấy ngàn lần đối chiến đều không đánh tan được Vân Triệt. Trong tiếng hét vang, Vân Triệt bay vút không chung, lăng không hóa thành bốn bóng dáng giống nhau như đúc. Không sai, là bốn. Dưới lần lượt đối chiến, trong vô số lần thi triển, hắn đã thành công đột phá, tới cảnh giới tầng thứ ba có thể huyễn ra ba đường hư ảnh tàn ảnh mà tinh thần toái ảnh huyễn ra đừng nói tới cảm giác và ánh mắt của người ngay cả huyền cương đều không phân rõ được hư thực về hành động xuất hiện ngưng trệ trong khoảnh khắc thừa dịp sơ hở nhỏ bé này trong mắt vân triệt khẽ hít cảnh giới tầng thứ ba luyện ngục của tà thần quyết mạnh mẽ mở ra hai luồng sáng màu đỏ tươi phủ kín hai mắt vân triệt khí tức huyền khí ở trên người hắn cũng biến thành vô cùng cường bạo trong nháy mắt ở trong bài vị chiến mạnh mẽ mở luyện ngục ra tuy rằng chỉ có trong nháy mắt ngắn ngủi nhưng cũng đủ để cho hắn đánh mất nửa cái mạng hôn mê mấy ngày lấy trạng thái hiện giờ của hắn cứng rắn mở luyện ngục ra tự nhiên không đến mức rơi xuống hậu quả như vậy nhưng vẫn như cũ rất không dễ chịu chỉ có điều trong mấy hơi ngắn ngủi mà nói hắn còn có thể miễn cưỡng chống đỡ được thiên lang chảm thương lang rít gào lực lượng khủng bố hoàn toàn bao phủ huyền cương phong tỏa tất cả phương hướng nó di động một bóng sói cực lớn từ phía trên bất ngờ mà ra hung hăng đụng vào phía trên huyền cương, đánh sâu vào nó hoàn toàn biến hình. Huyền cương chống đỡ trong thời gian ngắn ngủi một giây sau, giống như lá rụng bị cơn lốc cuốn lấy tung bay mà đi, sau đó, hóa thành một đường ánh sáng xanh quay trở lại trong cánh tay Vân Thương Hải. Ẩm dầm, long khuyết rơi xuống trên mặt đất, cả người Vân Triệt cũng ngã ngửa xuống đất, há mồm thở dốc, mồ hôi chảy như tắm, kịch chiến đáng kể khiến cho hắn gần như đã tiêu hao hết tất cả lực lượng, hơn nữa gánh vác vĩ đại khi luyện ngục mở ra, hiện giờ hắn chỉ còn lại lực lượng cơ bản để thờ hồn hển ngay cả mấy đầu ngón tay đều không muốn nhúc nhích tiểu quái vật này thành tựu tương lai quả thật không cách nào tưởng tượng vân thương hải thấp giọng lẩm bẩm huyền cương giữ lại sáu thành lực lượng của hắn lại bị vân triệt đánh bại nhanh như vậy lúc trước vân triệt nói trong vòng hai năm nhất định sẽ giết được hắn lúc đó hắn còn cảm thấy buồn cười hiện giờ xem ra câu nói kia của vân triệt nói không hề khoa trương một chút nào vân triệt nghỉ ngơi một hồi lâu mới cuối cùng trở lại bình thường hắn từ trên mặt đất ngồi dậy vỗ vỗ ngực tỏ vẻ thỏa mãn đánh bại huyền cương giữ lại sáu thành lực lượng đây không thể nghi ngờ là một đột phá cực kỳ lớn ha ha yêu nhân nhìn hắn bỗng nhiên giống như bị thần kinh cười ha hả lên ngươi cười cái gì vân triệt hỏi ta cười ta quả thật làm ra chuyện buồn cười mâu thuẫn nhất trên thế giới này yêu nhân cười to nói ta sống không bằng chết trăm năm đều không tình nguyện chết đi thế mà vào lúc này lại hướng dẫn cho một hậu bối có thể sớm ngày giết ta nếu như người khác làm chuyện như vậy ta nhất định sẽ tin tưởng hắn là người điên cố tình ta thế mà lại chính là đồ điên như thế hơn nữa ta lại không cảm thấy hối hận nhìn thấy ngươi mỗi ngày đột phá ta lại còn vui mừng ha ha chẳng lẽ ta thật sự đã điên rồi sao không ngươi không điên ngươi làm thế không hề điên vân triệt khẽ cười rộ lên ta có thể hiểu được vì sao ngươi phải làm như vậy bởi vì ngươi không phải là kẻ ác ta cũng không phải là kẻ ác Ngươi và ta, càng không phải là tiểu nhân hèn hạ mà chúng ta đều chán ghét, chúng ta đồng bệnh tương liên. Một điểm quan trọng nhất, ta là người đáng giá để cho ngươi phó thác." Câu nói sau cùng của Vân Triệt khiến Vân Thương Hải đang cười to bỗng nhiên ngừng lại. Vân Triệt bình tĩnh nói, "Tuy rằng ta càng ngày càng kính trọng ngươi, cũng càng ngày càng cảm kích, nhưng vào một ngày ta có năng lực giết chết ngươi, ta nhất định sẽ không chút do dự mà động thủ. Bởi vì như vậy sẽ khiến cho ta đạt được tự do, kia có thể khiến cho ngươi đạt được giải thoát." đồng thời chuyện ngươi hy vọng phó thác cho ta ta cũng nhất định sẽ dốc hết tất cả lực lượng của ta đi hoàn thành vân thương hải chấn động toàn thân ánh mắt nhìn về phía vân triệt bắt đầu khẽ run run hắn chậm rãi gật đầu dùng giọng nói mang chút run rẩy nói được được ta đang đợi ta vẫn luôn khát vọng chính là câu nói này của ngươi ta tin tưởng những lời này mà ngươi bằng lòng nói ra liền nhất định sẽ làm được tốt tốt vân triệt kiên định nói mặc dù ta và ngươi không hành lễ sư đồ, nhưng trong khoảng thời gian này, ngươi đã là nửa sư phụ của ta, cho dù là tẫn hiếu đệ tử, ta cũng nhất định sẽ hoàn thành phó thác của ngươi. Ha ha! Ha ha! Vân Thương Hải nở nụ cười, tiếng cười tràn đầy kích động và vui mừng. Ông trời! Cuối cùng cho ta một chút thương hại, đưa ngươi đến bên cạnh ta. Ta bị chấn áp trong này đã trăm năm, đã sớm sống không bằng chết. Mà chấn áp của hình thiên kiếm, phong ấn của thiên uy chấn hồn trận, hơn nữa nơi đây lại là thiên huyền đại lục, ta thật ra đã sớm nhận mệnh, vốn không có khả năng có một ngày có thể chạy đi, ta sống, ngược lại sẽ trở thành vướng bận và trói buộc đối với tộc nhân của ta, thiên uy kiếm vực giữ ta lại, đều chỉ vì đến thời cơ thỏa đáng, lấy mạng của ta làm lợi thế. Nhưng mà, trên thân ta còn có một món đồ vật quan trọng, một món đồ vật rất quan trọng đối với huyễn yêu giới, cho nên ta không thể chết được. Cho dù như thế nào cũng không thể chết được. Hiện giờ, ta cuối cùng đã tìm được người có thể phó thác nó. Cũng cuối cùng, có thể đi làm bạn với yêu hoàng đại nhân. Vân Thương Hải vừa nói, trong mắt đã ngầm măng nước mắt. Đồ vật cực kỳ quan trọng đối với huyễn yêu giới. Ngươi chuẩn bị để cho ta giao nó cho huyễn yêu giới. Vân Triệt kinh ngạc nói, ánh mắt của hắn đảo qua toàn thân yêu nhân, trong lòng kinh ngạc một trận. Trên người yêu nhân chỉ có một lớp áo mỏng cũ nát, vốn không có chỗ nào có thể bỏ vào món đồ kia, cho dù hắn cường đại đến có thể mở ra một không gian. Nhưng đồ vật bên trong tất nhiên cũng bị người của thiên uy kiếm vực mạnh mẽ cướp đi đồ vật quan trọng như vậy người của thiên uy kiếm vực không có khả năng trả lại cho hắn lưu ở trên người nhưng nghe lời hắn nói món đồ vật kia còn ở trên người hắn vậy hắn rốt cuộc giấu ở chỗ nào bây giờ còn không thể yêu nhân lắc đầu bây giờ ngươi còn quá yếu chỉ đến một ngày ngươi có thực lực cường đại đủ để giết chết ta hiện giờ ta mới có thể giao nó cho ngươi tuy rằng tiến cảnh của ngươi cực nhanh nhưng vẫn như cũ còn quá yếu vốn không có năng lực đi huyễn yêu giới ta rõ ràng vân triệt gật gật đầu sau đó cầm lấy một tảng lớn thịt rồng cắt thành hai miếng đặt ở trong tay nướng lên lại nói tiếp tiền bối người rốt cuộc rơi vào trong tay thiên uy kiếm vực như thế nào căn cứ vào những thứ ta nghe được ngươi dường như là bị ám toán trong mắt yêu nhân hơi híp lại chớp động lên ánh sáng vô cùng oán hận hắn cười lạnh một tiếng nói hiểu biết của ta về tứ đại thánh địa ở thiên huyền đại lục các ngươi còn nhiều hơn các ngươi xa xa Hoàng cực thánh vực, trí tôn hải điện, nhật nguyệt thần cung, thiên uy kiếm vực. Theo ta được biết, đây được gọi là tứ đại thánh địa. Còn tuyên bố với bên ngoài có sứ mệnh thủ hộ thiên huyền đại lục. ở dưới vầng hào quang sứ mệnh nghe ra vô cùng cao thượng này, bọn họ được gọi là thánh địa, cũng thu nạp toàn bộ cường giả tầng lớp tối cao của thiên huyền đại lục. Mà địch nhân trái ngược lại với thứ bọn họ thủ hộ, chính là huyễn yêu giới chúng ta. Ha <laughs> ha, quả thật là chuyện đáng buồn cười. xét về lãnh thổ, huyễn yêu giới còn hơn thiên huyền đại lục xét về tài nguyên huyễn yêu giới càng hơn xa ngàn vạn năm nay tuy rằng huyễn yêu giới đã sớm phát hiện ra thiên huyền đại lục nhưng chưa bao giờ có dã tâm gì cũng không có lý do gì sinh ra dã tâm ngược lại là đám gia hỏa đê tiện kia mang danh thủ hộ thánh địa ở thiên huyền đại lục đặt huyễn yêu giới của chúng ta cái danh ác giả muốn thôn tính thiên huyền đại lục sau đó đi đường cường đạo vì trí bảo cao nhất của huyễn yêu giới chúng ta bọn họ không tiếc xâm chiếm đến huyễn yêu giới ta sau này yêu hoàng mất tích, tuy rằng ta không muốn thừa nhận, nhưng yêu hoàng vô cùng có khả năng đã gặp phải độc thủ của bọn hắn. Ta muốn tìm kiếm yêu hoàng, một mình đi thiên huyền đại lục trước, lại không cẩn thận bước chân vào thiên uy chấn hồn trận mà thiên uy kiếm vực thiết lập, bị kiếm chủ hiên viên vấn thiên làm trọng thương, lưu lạc tới nơi đây. oán thù giữa huyễn yêu giới ta và tứ đại thánh địa đã là không đội trời chung. Vân triệt yên lặng nghe, mở miệng nói: Ta dù sao cũng là người của thiên huyền đại lục, lời của ngươi ta không cách nào hoàn toàn tin tưởng. Hơn nữa, ở Thiên Huyền Đại Lục, cho tới bây giờ tứ đại thánh địa đều là tồn tại thần thánh giống như thần thoại, sự cường đại của bọn hắn không thể so sánh, uy danh của bọn họ không cho người khác làm bẩn, những lời này của ngươi cho dù báo cho toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục biết, cũng sẽ ít có người tin tưởng. Dù sao, rất nhiều người đều thâm căn cố đế cho rằng, bởi vì có tứ đại thánh địa thủ hộ, Thiên Huyền Đại Lục mới sẽ yên ổn như thế, cũng chưa bao giờ có danh ác tứ đại thánh địa ỷ mạnh hiếp yếu linh tinh gì đó truyền. Lưu nói tới đây vân triệt nhất thời nhớ lại cái được gọi là danh môn chính phái có thanh danh hiển hách ở thương vân đại lục danh tiếng vô cùng tốt lại vì một thiên độc châu mà bức tử sư phụ hắn âm thầm hít vào một hơi nói tiếp nhưng ta cũng không hoàn toàn hoài nghi lời của ngươi dù sao ta không hiểu biết chỗ huyễn yêu giới của ngươi càng không biết tứ đại thánh địa tình huống chân chính là như thế nào đến một ngày đủ cường đại để tiếp xúc với tứ đại thánh địa và huyễn yêu giới kia ta sẽ dùng hai mắt của mình để nhìn hay nói rất hay Vân Thương Hải tán thưởng gật đầu, những lời ngươi nói cũng thật sự không giống với lời của một người thiếu niên không đến 20 tuổi nói ra được. Như vậy, ngươi sẽ không sợ bởi vì chuyện của ta, mà bị cuốn vào trong ân oán giữa tứ đại thánh địa và Huyễn Yêu giới sao? Kia chính là một lốc xoáy lớn đến mức ngươi không cách nào suy xét. Đương nhiên sợ." Vân Triệt thản nhiên nói, "Ít nhất ta ở thời điểm hiện tại mà nói, tứ đại thánh địa cũng được, Huyễn Yêu giới cũng thế, đều là quái vật lớn chỉ có thể ngưỡng vọng từ xa xa." là đỉnh cao nhất trên mắt xích thực vật ở thế giới này của chúng ta nhưng kiêng kỵ không có nghĩa là ta sẽ vì thế mà thất tín bội nghĩa nếu như ngươi đã quyết định dùng mạng của mình đến thành toàn cho tự do của ta như vậy cho dù như thế nào ta đều sẽ hoàn thành phó thác của ngươi chính là về phần cự ly thời gian có lẽ sẽ dài một chút ha ha vân thương hải cười ha hả ta vẫn là lần đầu tiên nghe một người nói từ sợ mà vang vang hào khí như thế nếu ngươi nói thẳng không sợ mặc dù ta sẽ càng thêm cảm kích nhưng sẽ hơi có thất vọng, bởi vì nếu như ngươi không biết e ngại, chỉ biết đánh giá cao bản thân, xem nhẹ kẻ địch, nói không chừng ngày nào đó sẽ sớm ngã xuống. Mà lời nói phen này của ngươi, ta càng thêm yên tâm. Vân Triệt cười nhẹ một tiếng, cầm lấy phần thịt rồng đã nướng chín ném vào trong tay Vân Thương Hải, hai người đang đứng ngồi xuống đồng thời bắt đầu ăn. Mùi ngon của thịt rồng trở thành hưởng thụ duy nhất trong không gian u ám này của bọn họ. Hai người đồng thời ăn no một trận, Vân Triệt ngồi dưới đất, nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục huyền lực. Tiếp theo, hắn muốn nếm thử khiêu chiến huyền cương bảy phần lực lượng. Vân Thương Hải cũng nhắm mắt lại, trong miệng không ngừng thấp giọng tự nói. Trăm năm, không còn nghe được bất cứ tin tức gì của yêu hoàng đại nhân. Đại nhân thật sự đã chết sao? Nếu như thiên quân dạ mị tả của Nhật Nguyệt Thần Cung và kiếm chủ hiên viên Vấn Thiên, của thiên uy kiếm vực liên thủ, đúng là có năng lực giết chết yêu hoàng đại nhân. Không, không có khả năng. Ta không tin. Thái tử chắc hẳn đã thành hôn rồi. Người của thiên uy kiếm vực kia nói thái tử đã kế vị trở thành tiểu yêu hoàng. Vào ngày kế vị liền kích động đánh giết về phía tứ đại thánh địa. Cũng đã chết. Huyễn yêu giới. Chúa tể của cục diện chính là tiểu yêu hậu. Tiểu yêu hậu. Chẳng lẽ. Là nàng sao. Có lẽ chính là nàng đi. Thái tử không sợ trời không sợ đất. Chỉ sợ hãi mỗi nàng. Thái tử thành hoàng. Lấy nàng làm hậu. Tuy nàng là nữ tử. Nhưng cũng đúng là có khả năng làm chúa tể. Hài bên tai tràn đầy tiếng lầm bầm lầu bầu của vân thương hải vân triệt cũng không có phản ứng gì bởi vì mấy lời này mỗi ngày vân thương hải đều phải nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần hắn đã sớm nghe đến lỗ tai mọc kén mỗi một thời một khắc vân thương hải ở trong này đều vướng bận về huyễn yêu giới lòng trung thành của vân thương hải đối với huyễn yêu hoàng tộc trời đất chứng giám vân triệt cũng nghe ra được vân thương hải và yêu hoàng nửa là quân thần nửa là huynh đệ huyền lực cấp tốc khôi phục hơi thở và tâm tình của vân triệt cũng hoàn toàn bình tĩnh lại hắn mở to mắt nhìn phía trước tối om từng bóng dáng nhớ thương lần lượt hiện lên trong đầu hắn trong những người hắn vướng bận này hắn không lo lắng cho hạ khuynh nguyệt và sở nguyệt thiền bởi vì lấy thực lực của các nàng có thể nói thương phong đế quốc không có ai có thể thương tổn được các nàng nhưng hắn không cách nào không lo lắng cho thương nguyệt và hạ nguyên bá bọn họ nhất định đều cho rằng hắn đã chết hoàng thất mây khói dung chuyển hắn không cách nào tưởng tượng được thương nguyệt nên tự xử và tự bảo vệ mình như thế nào mà vào thời điểm mấu chốt nhất, nàng bất lực nhất, cần hắn nhất, hắn ưng thuận hứa hẹn với nàng nhưng lại không cách nào ở bên cạnh nàng. Hạ Nguyên Bá nhất định sẽ rơi vào bên trong tự trách thật sâu, hắn chỉ có thể ngóng trông Nguyên Bá sẽ đi từ trong tự trách như vậy ra, sau đó chân chính lớn lên. Còn có Gia Gia và Tiểu Cô, cách lời hứa 3 năm hắn hứa hẹn khi trước, chỉ còn lại một tháng. Hắn bị vây ở chỗ này, trong một tháng, không có khả năng có năng lực giết chết được Vân Thương Hải, lời hứa hẹn của hắn lúc trước khi rời đi, đã nhất định không cách nào thực hiện. Vân Thương Hải thật đáng thương, bị chấn áp trăm năm, tuyệt vọng trăm năm, nhận hết đau khổ, nhưng ít ra, hắn từng có mấy trăm năm vinh quang, từng đã cùng yêu hoàng nhìn xuống huyễn yêu giới, có gia tộc to lớn của mình, có người nhà của mình, cho dù trăm năm không cách nào gặp, hắn cũng có thể ghi nhớ lấy người thân nhất, cũng có người nhà vướng bận hắn. Mà Vân Triệt, cho tới tận bây giờ, ngay cả phụ mẫu thân sinh của mình là ai cũng không biết. Hai Vân Triệt im lặng thở dài, theo bản năng đưa tay sờ lên trên cổ, định chạm vào món đồ duy nhất mà phụ mẫu thân sinh của hắn để lại cho hắn. Khi ngón tay chạm vào làn da, hắn mới nghĩ đến từ thương vân đại lục trở về. Sau khi biết nó vô cùng có khả năng là luân hồi kính, hắn liền bỏ nó vào trong thiên độc châu. Vân Triệt lấy mặt dây chuyển khéo léo từ trong thiên độc châu ra, đặt ở trong lòng bàn tay, yên lặng nhìn. Ảo tưởng tới phụ mẫu thân sinh của mình rốt cuộc sẽ là người như thế nào, bọn họ có còn khỏe mạnh ở trên đời này không? Vân Thương Hải đã ở trong trạng thái nửa thất thần trong khi lầm bầm lầu bầu. Hắn vô thức ngừng đầu, ánh mắt, trong lúc lơ đãng rơi vào trên mặt dây chuyền màu đồng đang ở trong tay Vân Triệt. Thoáng chốc, hắn giống như bị xét chín tầng trời đánh trúng, toàn thân đột nhiên run lên, hai mắt trong một thoáng chốc gắt gao trừng lớn, trong miệng, phát ra tiếng thét lên kịch liệt giống như dã thú rít gào. Trong tay ngươi cầm là cái gì? Trong tay ngươi cầm là cái gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vân Thương Hải đột nhiên rít gào dọa Vân Triệt nhảy dựng lên, hắn lập tức xoay người lại, rõ ràng nhìn thấy cả khuôn mặt Vân Thương Hải hoàn toàn vặn vẹo, một đôi mắt vì kích động quá mức mà phủ kín một tầng màu đỏ làm cho người ta sợ hãi, tay phải hắn nắm về trước, toàn thân liều mạng dãy giụa, kéo theo xiềng xích rào rào vang theo. Phản ứng khoa trương như thế, khiến trong lòng Vân Triệt chớp động, ngươi từng gặp vật này? Hắn vừa nói, nhanh chóng cầm lấy mặt dây chuyền, đưa tới trước mắt Vân Thương Hải, sau đó lại trực tiếp mở mặt dây chuyền ra, lộ ra mặt gương nhỏ bình thường không thể bình thường hơn ở bên trong. Hai mắt Vân Thương Hải gắt cao dừng lại ở trên mặt gương kia, hai mắt hắn rung động đến gần như muốn rơi ra khỏi hốc mắt, sau khi tĩnh lặng trong nháy mắt, toàn thân của hắn dãy ruộng còn kịch liệt hơn, trong miệng phát ra tiếng thét vô cùng kịch liệt, ngươi lấy được vật này từ chỗ nào? Tại sao nó lại ở trên người ngươi? Nói, tại sao nó lại ở trên người ngươi? Nói, phản ứng của Vân Thương Hải, hoàn toàn cho thấy Vân Thương Hải nhận biết được món đồ ở trong tay hắn, chẳng những biết rõ dường như còn cực kỳ quan trọng đối với vân thương hải trong lòng của hắn cũng kích động theo hắn lùi ra sau một bước đeo nó về trên cổ của mình cố hết sức dùng giọng nói bình tĩnh nói khi ta sinh ra nó liền được đeo ở trên người ta là món đồ duy nhất mà phụ mẫu thân sinh mà ta chưa từng thấy mặt để lại cho ta người đã nhận ra nó vậy có thể nói cho ta nó rốt cuộc là cái gì không chủ nhân ban đầu của nó là ai hai người đeo nó lên trên người ta vô cùng có khả năng là phụ mẫu thân sinh của ta không khí bỗng chốc ngưng kết. Hai người đồng thời kích động, hai cặp mắt trừng lớn đều gắt gao nhìn chằm chằm vào đối phương. Vân Triệt khát vọng câu trả lời của Vân Thương Hải, mặt dây chuyền này là hy vọng duy nhất để cho hắn tìm được phụ mẫu thân sinh, biết được thân thế của mình, mà hôm nay hắn cuối cùng tìm được một người biết về nó. Mà phía đối diện hắn, ánh mắt Vân Thương Hải thay đổi, từ kịch liệt trở nên dại ra, càng ngày càng dại ra. Đây là phụ mẫu của ngươi, để lại cho ngươi hắn nhìn Vân Triệt, dùng giọng nói khàn khàn, khó khăn mà thong thả nói. Đúng. Vân Triệt gật đầu, hắn cầm, lấy mặt dây chuyền, hít sâu một hơi, nói thẳng, sau khi ta chào đời không lâu, phụ mẫu ta liền gặp phải đuổi giết, phụ mẫu thân sinh của ta có một bằng hữu tốt trí giao, cũng chính là dưỡng phụ của ta, vì bảo toàn tính mạng của ta, vụng trộm đổi nhi tử của mình với ta. Sau khi phụ mẫu ta rời đi, liền không còn có tin tức, thứ duy nhất để lại cho ta, chính là nó. Ta từ nhỏ, vẫn luôn mang theo nó trên người, bởi vì đây là bằng chứng duy nhất để cho ta tìm được phụ mẫu thân sinh. người đã biết được nó, vậy người sẽ biết để nó lại cho ta. phụ mẫu thân sinh của ta là ai đúng không? Vân triệt gấp gáp muốn biết được đáp án một ý thức hết khả năng nói, ra nhiều tin tức, chờ mắt chờ mong có thể từ trong miệng Vân Thương Hải nhận được đến tin tức hắn muốn. theo hắn tự thuật, hắn nhìn thấy rung động trong ánh mắt của Vân Thương Hải càng ngày càng kịch liệt, thậm chí có nước mắt càng ngày càng nhiều đang chớp động. Tay phải của Vân Thương Hải vươn ra dừng lại giữa không trung, giống như có rút thật lâu không buông xuống, hoặc là đang trong kích động cực độ đều quên khống chế thân thể của mình như thế nào. Hai mắt hắn gắt cao nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, từ đầu đến cuối đều không động một chút nào. Sau khi Vân Triệt nói xong, bờ môi của hắn không ngừng đóng mở, lại thật lâu không phát ra âm thanh, cho đến thật lâu, hắn mới dùng giọng nói run rẩy vô cùng tối nghĩa nói, "Hài tử, ngươi, ngươi, ngươi năm nay bao nhiêu?" Tuổi. 19 tuổi. Vân Triệt đáp lại. Vào lúc này tháng trước, vừa lúc là sinh nhật 19 tuổi của hắn. 16 tuổi bị đuổi ra khỏi tiêu môn, bị bắt rời khỏi gia gia và tiểu cô, bất chi bất giác đã 3 năm. 19 tuổi. 19 tuổi. 19 tuổi. Vân Thương Hải nhắc đi nhắc lại, mỗi khi nhắc đi nhắc lại một lần, ánh mắt sẽ mơ hồ đi một phần, cánh tay dừng lại giữa không trung của hắn giật giật, điều chỉnh năm ngón tay đến một tư thế tương đối nhu hòa, ngươi, ngươi lại đây đưa cánh tay trái cho ta đừng sợ ta sẽ không tổn thương ngươi càng sẽ không cướp đồ của ngươi đưa tay trái của ngươi đưa cho ta dáng vẻ vân thương hải biến thành vô cùng kỳ quái cũng khiến cho trong lòng vân triệt kinh dị một trận nhưng từ trong ánh mắt của vân thương hải hắn cũng không tìm ra được ác ý hay hàn ý gì hắn hơi do dự tiến về phía trước hai bước đưa tay trái ra vân thương hải đưa tay túm chặt lấy cổ tay vân triệt nhất thời vân triệt cảm giác được một khí thức lực lượng kỳ dị mà nhu hòa từ trên cổ tay chuyển đến, cấp tốc bao trùm toàn bộ cánh tay trái của hắn. Hắn vừa định lên tiếng hỏi, chợt thấy trên mu bàn tay trái của mình lại chậm rãi xuất hiện một ấn ký hình dáng thanh kiếm lớn chừng ngón út, màu trắng sáng lên. Đây là cái gì? Nhìn ấn ký đột nhiên xuất hiện trên người mình, Vân Triệt kinh ngạc hỏi. Mà Vân Thương Hải trong khoảnh khắc khi nhìn thấy ấn ký kia, đột nhiên nước mắt tuôn đầy mặt, ánh mắt của hắn xuyên qua màn sương nước mắt nhìn Vân Triệt đó là một ánh mắt mà vân triệt nhìn không cách nào hiểu được môi hắn rung động phát ra âm thanh nhưng lại là âm khóc dưới cảm xúc không khống chế được đây là đánh dấu của huyền cương chưa được thức tỉnh của bộ tộc vân thị ta nó nó chứng minh ngươi là hậu đại của bộ tộc vân thị ta là tôn nhi thân sinh của vân thương hải ta mấy chữ cuối cùng như tiếng sấm vang lên bên tai vân triệt khiến trong lòng hắn kịch chấn ngươi 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 nói cái gì ấn ký huyền cương màu trắng kia chính là chứng minh huyết mạch Vân Thị. Món đồ từ nhỏ cháu mang đến lớn, là trí bảo mà bộ tộc Vân Thị chúng ta vì bộ tộc yêu hoàng mà thủ hộ. Ta bình thường luôn mang theo nó trên người, không rời người. Trước khi đến thiên huyền đại lục tìm kiếm yêu hoàng, giao nó cho nhi tử ta. Mà nhi tử ta, lại giao nó cho cháu. Cháu là nhi tử của nhi tử ta. Ta là, gia gia thân sinh của cháu. Miệng vân triệt mở lớn, hai mắt trừng lớn, giống như bối rối trong tin tức đến từ nơi xa xôi hắn lắc lư lui ra sau hai bước, thất hồn lạc phách lắc đầu, không có khả năng, không có khả năng, sao ngươi lại là gia gia của ta được, tại sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy được, không có khả năng, không có khả năng, nhiều tiếng không có khả năng ở trong miệng của hắn, hoàn toàn dưới trạng thái hắn trong bối rối, vô ý thức kêu lên. Sau khi hắn biết được tiêu liệt không phải là gia gia thân sinh của hắn, hai chữ trí thân, đối với hắn mà nói đã biến thành vô cùng xa xôi và mơ hồ, mặt dây chuyền vẫn luôn đeo trên cổ hắn, trở thành liên hệ duy nhất giữa hắn và trí thân. Mà hiện giờ, trong lúc hắn hoàn toàn không hề đề phòng, Vân Thương Hải mang hắn vào vực sâu, cùng hắn chung sống đã hơn một năm, trở thành người hắn phải giết. Bỗng nhiên nói cho hắn biết mình là thân nhân của hắn, còn là gia gia thân sinh, đầu óc của hắn theo bản năng không cách nào tiếp nhận được, rơi vào trong trạng thái hỗn độn, gần như hoàn toàn mất đi năng lực suy xét. Đúng vậy, trên đời này, thế mà lại sẽ có chuyện trùng, hợp như vậy. Trên mặt Vân Thương Hải đầy nước mắt, kích động đến giọng nói hoàn toàn mơ hồ, ấn ký huyền cương của cháu, còn có mặt dây chuyền trên người cháu, những điều này đều là chứng minh như sắt. Cháu có còn nhớ ngày ta dẫn cháu xuống dưới này, tên tiểu bối của Thiên Uy kiếm vực kia từng nói, 20 năm trước nhi tử và nhi tức của ta, từng vì tìm kiếm ta mà xâm nhập vào Thiên Huyền đại lục, sau này còn tìm được chỗ gần đây. Sau đó, bọn họ bị Thiên Uy kiếm vực đuổi giết. Thời gian, kinh lịch, khu vực, cũng không có gì ăn khớp hơn. Cháu chính là hậu nhân mà nhi tử ta đã lưu lại trong thời gian hai ba năm tìm kiếm ta ở thiên huyền đại lục này vân triệt nếu nếu cháu vẫn còn chưa tin như vậy cháu có thể cùng ta dùng máu nhận thân đó là trực tiếp nhất càng là chứng minh không cách nào làm giả và nghi ngờ nhất vân thương hải vừa kích động nói đồng thời tay phải vung lên từng giọt máu tươi từ đầu ngón tay trỏ của hắn từng giọt mà rơi dùng máu nhận thân là phương thức chứng minh có phải quan hệ huyết thống hay không quyền uy nhất Máu của hai người hòa vào một chỗ, dưới huyền khí sơ cấp nhất phát động, nếu có quan hệ huyết thống, sẽ dung hợp càng thêm triệt để, nếu không có quan hệ huyết thống trực hệ, sẽ nháy mắt tan ra. Tuyệt đối không có ngoại lệ. Lời nói ngày ấy của Lăng Khôn, Vân Triệt đương nhiên nghe rõ rành mạch, lúc này nghĩ đến, về thời gian, ngược lại ăn khớp thần kỳ như vậy. Chẳng lẽ, chẳng lẽ, chẳng lẽ thật sự là. Nhìn giọt máu trên đầu ngón tay Vân Thương Hải nhỏ xuống, Vân Triệt khẩn trương đến gần như hít thở không thông hắn cắn chặt răng để dòng suy nghĩ của mình cố hết sức bình tĩnh hắn không nói gì tiến về phía trước một bước chìa ngón tay ra huyền lực bắt đầu khởi động ngón tay giữa bị phá rách rất nhỏ một giọt máu chậm rãi ngưng tụ trên đầu ngón tay sau đó rơi xuống phía dưới chạm vào với một giọt máu của vân thương hải vân triệt ngồi xổm xuống ngừng thở xòe bàn tay về phía hai giọt máu đụng chạm một chỗ bàn tay di động vô cùng thong thả vốn là khoảng cách nên nháy mắt liền tới Thế nhưng hắn lại cảm giác dài lâu giống như đi qua một thế kỷ, cuối cùng, một luồng huyền khí trụ cột nhất phóng thích ra từ trong tay hắn, bao phủ xuống. Hai giọt máu đồng thời khẽ run, sau đó gần như trong nháy mắt, hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Đầu óc Vân Triệt choáng váng một trận, toàn thân Vân Thương Hải run rẩy lên, buồn và vui vô tận nhảy lên trái tim, khiến cho hắn không biết nên gào khóc hay là thỏa thích cười to, hắn vung cánh tay duy nhất có thể động, trong miệng phóng thích ra tiếng kêu khàn khàn ngay cả chính hắn cũng không thể nghe rõ. Tôn nhi của ta. Cháu là tôn nhi của ta. Là tôn nhi thân sinh của ta. Tôn nhi thân sinh. Hai giọt máu hoàn toàn dung hợp khắc thật sâu vào trong đồng tử. Và trong linh hồn vân triệt, hắn ngẩng đầu nhìn vân thương hải. Thất thần ở đó lầm bẩm người thật sự. Là ra ra cháu. Ra ra. Cháu. Đúng. Là ta. Vân thương hải ngửa đầu nhìn trời. Không biết là khóc hay cười gầm rú, trời cao đối đãi với ta vẫn không tệ, chẳng những khiến ta có tôn nhi, còn đưa hắn tới bên cạnh ta hắn lại còn ưu tú như vậy thanh niên ta thưởng thức duy nhất đời này dĩ nhiên lại là tôn nhi của ta ha 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 trời cao đối đãi với ta không tệ trời cao đối đãi với ta không tệ mà nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha